Các bạn mến, mình sửa lỗi từ tập 90 đến tập 100. Ở mỗi chương đều thiếu một đoạn, mong các bạn thông cảm nha. Cảm ơn bạn Nghi Lò 4924 đã chỉ ra lỗi này. Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 91. Chiếc thứ 137. Ban đầu, Diệp Bắc Minh còn muốn tập trung tinh thần dung hợp. Đến cuối cùng, gần như chỉ cần tóm được một chiếc xương chí tôn, một ý nghĩ thì đã có thể nhập vào trong máu thịt của anh. Ba canh giờ trôi qua, toàn bộ 137 chiếc xương chí tôn trên không trung Thái Dương Tông được dung hợp vào một mình Diệp Bắc Minh. Vương Yên Nhi hoàn toàn sững sờ, trong đôi mắt đẹp mang theo vẻ cực kỳ khó hiểu. Trên đời này thực sự có người có thể dung hợp hơn 100 chiếc xương chí tôn ư? Vương Nguyên trực tiếp ngẩn người tại chỗ như bức tượng. Vương Tư Đạo không ngừng hít khí lạnh, gật đầu, Yên Nhi, con đã đúng, con không nhìn nhầm người. Thực sự không nhìn nhầm người. Toàn bộ người của Trấn Hồn Tông, Độn Thế Thần Tông, Thất Tinh Các, Thần Cung Lục Đạo đều đờ người tại chỗ. Ôi trời ơi, điên cuồng quá rồi. 100 chiếc xương chí tôn, toàn bộ bị tên nhóc này dung hợp rồi. Ôi mẹ ơi, hận, tức quá, vãi. Vô số người gần giọng kêu gào. Hận tại sao mình không được may mắn như vậy? Chỉ có hai bố con Ngư Chính Dương và Ngư Thanh Thư giống như rơi vào hầm băng. Cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh bước một bước ra khỏi đại trận hộ sơn của Thái Dương Tông. Trực tiếp đến trước hai bố con Ngư Chính Dương và Ngư Thanh Thư, vừa nãy là các người hò reo vui nhất phải không? Chuyển ánh mắt, lại khóa chặt mấy chục người đám gã đàn ông mập, và cả các người sỉ nhục chín sư tỷ của tôi, nếu tôi là các người, bây giờ sẽ lập tức tự vẫn. Nếu không, các người sẽ biết thế nào là cái chết cũng là một loại xa xỉ. Lời của Diệp Bắc Minh chắc như đinh đóng cột. Một luồng khí tức chết chóc tràn ngập. Giống như tử thần đang tuyên án. Ngư Thanh Thư sợ đến trực tiếp quỳ xuống, điên cuồng dập đầu. Diệp Tông Chủ, tôi chỉ đùa thôi, tôi sai rồi. Diệp Bắc Minh cười, mày sai rồi. Không, mày biết mình sắp chết. Mày chỉ là sợ thôi, tao không nhìn thấy thái độ hối cải nào từ mày. Đừng giết tôi, Ngư Thanh Thư vốn không chịu nổi áp lực của Diệp Bắc Minh, điên cuồng dập đầu. Phập phập phập, dập đến vỡ trán, máu tươi chảy ra. Xung quanh bàn tán xôn xao, đây là người của nhà họ Ngư ư. Sao chẳng có chút bản lĩnh nào? Bị sợ đến quỳ xuống dập đầu rồi. Ngư Chính Dương quát một tiếng, Thanh Thư, con làm gì thế hả? Ai cho con quỳ? Đứng lên cho bố không tin hắn dám giết con thật. Diệp Bắc Minh nhìn Ngư Chính Dương cười, nói như vậy, ông có bản lĩnh hơn con trai ông. Cậu muốn làm gì? Ngư Chính Dương chỉ cảm thấy trên người Diệp Bắc Minh bùng phát ra một luồng khí tức khủng bố. Lúc đối diện với kẻ này, ông ta có cảm giác nhỏ bé thấp kém như con kiến. Liền sau đó, xoạt, xoạt, xoạt. Diệp Bắc Minh giơ tay, 13 cây kim châm bay ra lập tức chui vào trong cơ thể của Ngư Chính Dương, khiến ông ta chẳng có cơ hội để phản ứng. A, à, đau đớn, đau đến xé tim xé phổi. Khuôn mặt già của Ngư Chính Dương liền méo mó, cả người co quắp lại. A, à, đau quá, đau quá, cậu đã làm gì tôi? A, à, Ngư Chính Dương điên cuồng kêu thả, cảnh sắc xung quanh đều biến đổi. Ông ta nhìn thấy rất nhiều ác quỷ lao đến, cắn xé máu thịt của ông ta. Biết rõ đây là ảo giác, nhưng nỗi đau máu thịt bị xé rách lại chân thực đến vậy. Lúc này, Ngư Chính Dương giống như bị đánh vào 18 tầng địa ngục, điên cuồng cầu xin, Diệp Tông Chủ, tôi biết sai rồi, tôi thực sự sai rồi. Sai rồi, sai rồi, cậu giết tôi đi. Phập phập phập, Ngư Chính Dương điên cuồng dập đầu, tốc độ còn nhanh hơn Ngư Thanh Thư không chỉ gấp 10 lần. Bố, Ngư Thất Tình đỏ bừng đôi mắt, xông đến bên cạnh Ngư Chính Dương. Cút đi, đừng cản trở bố cầu xin Diệp Tông Chủ tha mạng. Ngư Chính Dương tung một chưởng đập bay Ngư Thất Tình một cách vô tình, nếu con tiện nhân mày có lương tâm, thì cùng tao cầu xin Diệp Tông Chủ. Vãi! Các võ giả có mặt đều bàn tán. Hổ ác không ăn thịt con, Ngư Chính Dương này cũng thật ác quá. Lại xuống tay với con gái ruột như vậy. Ngư Thất Tình phun ra ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt bò lại, quỳ dưới chân Diệp Bắc Minh. Anh Diệp, tôi cầu xin anh, tha cho bố tôi lần này đi. Cô ta cắn môi. Máu tươi chảy cũng không phát hiện ra. Diệp Bắc Minh cau mày,
ân tình mà tôi nợ cô, tôi đã trả lúc ở học viện viễn cổ rồi. Ngư Thất Tình ngẩng đầu, trong mắt đầy vẻ cầu xin, anh Diệp, tôi biết anh không nợ gì tôi hết, nhưng ông ấy là bố của tôi. Xin anh Diệp nể tình lúc ở thành Thiên Dung, Thất Tình cũng từng giúp anh vài lần. Tha cho bố tôi một mạng đi, Thất Tình nguyện từ nay về sau làm trâu làm ngựa báo đáp anh Diệp. Thậm chí, nếu anh Diệp coi thường Thất Tình một mạng đổi một mạng cũng được. Nói xong, Ngư Thất Tình lấy ra một con dao găm, đâm về phía cổ họng của mình. Choang một tiếng vang lên, một luồng sức mạnh ập đến. Con dao găm bay đi. Giọng của Diệp Bắc Minh vang lên, đây là lần cuối cùng, đầu của bố cô tạm thời được giữ trên cổ của ông ta. Nắm ngón tay nắm lại. 13 cây kim châm bay về lòng bàn tay. Ngư Chính Dương giống như chết một lần, nằm dưới đất không ngừng run rẩy. Nỗi đau, sợ hãi vừa nãy, ông ta không muốn chịu thêm lần thứ hai. Cảm ơn anh Diệp, cảm ơn anh Diệp. Ngư Thất Tình kích động xông đến. Diệp Bắc Minh chuyển ánh mắt, nhìn sang Ngư Thanh Thư, còn mày, kích bác những người ở đây sỉ nhục chín sư tỷ của tao. Đáng chết. Năm ngón tay áp xuống. Ngư Thanh Thư sợ đến gào thét cứu tôi. Ngư Thất Tình, con tiện nhân này mau cứu tôi. Phụt. Một luồng xương máu nổ tung. Con trai, đồng tử của Ngư Chính Dương co lại. Sau đó, ánh mắt của Diệp Bắc Minh khóa chặt mấy chục người đám gã đàn ông mập. Chính họ lên tiếng sỉ nhục chín sư tỷ, tôi từng cho các người cơ hội, các người lại không biết trân trọng. Bây giờ, vui vẻ hưởng thụ cái chết đi. Cái chết, ha ha ha, đôi mắt gã đàn ông mập đỏ bừng cười lớn, Diệp Bắc Minh, mày nghĩ mày là ai, vừa dung hợp hơn 100 chiếc xương chí tôn thì vô địch hả? Mấy chục người chúng tôi cùng liên thủ, không tin không giết người mày, xông lên cho tôi. Vừa dứt lời, gã đàn ông mập dậm chân, xông về phía Diệp Bắc Minh. Mấy chục người phía sau lại đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Gã đàn ông mập quay đầu sắc mặt kinh sợ, chẳng phải đã nói cùng ra tay sao? Các người! Cùng lúc đó, một luồng khí tức chết chóc ập đến. Gã đàn ông mập nhìn sang Diệp Bắc Minh, chỉ thấy anh nhẹ nhàng giơ tay, lòng bàn tay hiện lên một ngọn lửa. Trong phút chốc, ngọn lửa hóa thành hình dạng kim châm. Khí tức này là phần thiên chi diễm. Kẻ này lại có phần thiên chi diễm. Trưởng lão của các đại tông môn kinh ngạc, ánh mắt từng người nhìn Diệp Bắc Minh đều thay đổi, tên nhóc này vừa dung hợp hơn 100 chiếc xương chí tôn, lại còn có phần thiên chi diễm. Kẻ này, không đơn giản. Phụt, phụt, phụt. Hỏa châm do phần thiên chi diễm hình thành bay ra, chui vào trong người gã đàn ông mập. Chui sâu vào xương tủy. A, à, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đừng lại đây, các người la cái gì? Đừng lại đây. Gã đàn ông mập đưa hai tay ra, điên cuồng tóm máu thịt của mình. Trong chớp mắt, máu thịt lẫn lộn một mảng. Máu tươi đầm đìa. Sau một khắc, gã đàn ông mập lại cào xé toàn bộ máu thịt toàn thân mình, lộ ra xương trắng ghê rợn. Ngọn lửa bốc cháy từ trong xương tủy. Trong phút chốc, gã đàn ông mập chẳng còn cả xương trắng. Biến thành tro bụi. Suýt. Các võ giả khác đều hít khí lạnh. Ác. Thủ đoạn giết người này, quá độc ác. Thụp, thụp, thụp. Toàn bộ quỳ dưới đất, dập đầu cầu xin, Diệp Tông Chủ xin tha mạng, chúng tôi nhận sai. Đúng đúng đúng, Diệp Tông Chủ, chúng tôi không nên sỉ nhục sư tỷ của cậu. Họ đều là băng thanh ngọc khiết, chúng tôi mới là kẻ bẩn thỉu nhất thế gian. Diệp Bắc Minh bị chọc tức cười, biết sai rồi, vậy thì đi chết đi. Xoạt, xoạt, xoạt. Phần thiên chi diễm hóa thành hàng trăm câu hỏa châm, đều chui vào trong cơ thể họ. Sau một hồi tiếng kêu thảm thiết vô tận, ngọn lửa thiêu cháy. Tất cả trở về tĩnh lặng. Chỉ còn lại Diệp Bắc Minh chắp tay sau lưng đứng ở sơn môn Thái Dương Tông, uy nghiêm vô thượng, còn ai muốn có ý đồ với Thái Dương Tông không? Xương chí tôn đều ở trong cơ thể tôi, các người dù là ai muốn, cứ việc đến lấy. Những chỗ ánh mắt lướt qua. Hiện trường tĩnh mịch, im lặng như tờ. Vô số người cúi thấp đầu. Toàn thân Vương Tư Đạo run lên. Nén thấp giọng, Yên Nhi, bắt đầu từ hôm nay Diệp Tông Chủ và cái tên của Thái Dương Tông, sợ rằng sẽ trở thành ác mộng của rất nhiều người. Vương Yên Nhi gật đầu hiểu rõ. Sắc mặt Vương Nguyên tái nhợt, nghĩ đến cảnh xảy ra ở học viện viễn cổ. Mẹ kiếp, cũng may lúc đó mình thông minh, nếu không mình chết thế nào cũng không biết. Ngư Chính Dương sợ đến không ngừng run lên, đi, mau đi thôi, chúng ta đi.
Ngư Thất Tình chỉ có thể dìu Ngư Chính Dương, quay người định rời đi. Đồng thời một giọng nói vang lên, cô Ngư, đợi đã. Tôi biết ngay cậu sẽ không tha cho tôi, cậu còn muốn giết tôi sao? Con gái tôi đã cầu xin cậu rồi, Ngư Chính Dương sợ đến mềm nhũn dưới đất. Liền sau đó, một mùi hôi thối bốc lên. Ngư Chính Dương sợ đến tè ra quần. Vãi! Ông ta còn là trưởng tử nhà họ Ngư đấy, nghe nói tương lai trở thành gia chủ nhà họ Ngư. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lại sợ đến tè ra quần. Ha ha ha! Xung quanh vang lên trận cười chế nhạo. Khuôn mặt già của Ngư Chính Dương đỏ bừng, nhưng trong lòng càng sợ hãi hơn, con gái ngoan. Thất Tình, chẳng phải con muốn làm trâu làm ngựa cho cậu ta sao? Cậu xin cậu ta, con mau cầu xin cậu ta đừng giết bố. Sắc mặt Ngư Thất Tình tái nhợt, ngẩng đầu nhìn Diệp Bắc Minh, anh Diệp, vừa nãy anh lừa tôi phải không? Diệp Bắc Minh lắc đầu, Diệp Bắc Minh tôi đã nói ra một lời, tứ mã nan truy, đã nói không giết bố của cô thì sẽ không giết ông ta. Vậy, ý của anh Diệp là? Ngư Thất Tình nghi hoặc. Lập tức hiểu ra, khuôn mặt tái nhợt hơi ửng đỏ, anh Diệp, tôi hiểu rồi, đợi tôi đưa bố về nhà họ Ngư. Lập tức đến bên cạnh anh, làm trâu làm ngựa cho anh. Ngư Chính Dương cũng thở nhẹ nhõm. Chỉ cần mình không chết là được. Diệp Bắc Minh lắc đầu, cô Ngư, cô hiểu lầm rồi, tôi không cần cô làm trâu làm ngựa. Vũ khí của tôi, lần trước mất ở thành Thiên Dung. Chắc là nhà họ Ngư cô lấy rồi phải không? Ngư Thất Tình hiểu ra, gật đầu, anh Diệp, thanh kiếm đó đúng là ở nhà họ Ngư tôi. Thất Tình bảo đảm, trong vòng 3 ngày nhất định sẽ đưa vũ khí của anh Diệp đến Thái Dương Tông. Diệp Bắc Minh gật đầu, được, các người có thể đi rồi. Cảm ơn anh Diệp, Ngư Thất Tình đưa theo Ngư Chính Dương mau chóng rời đi. Diệp Bắc Minh lướt nhìn đám người của Trấn Hồn Tông, Độn Thế Thần Tông, Thất Tình Các. Thần cung lục đạo một cái, các người có ý gì đây? Vừa nãy đám người này vẫn luôn xem kịch. Từ đầu đến cuối đều không ra tay. Rất biết kiềm chế bình tĩnh. Bây giờ xem ra, họ thận trọng là đúng. Ngụy Vô Nhai dường như nhìn ra tâm tư của Diệp Bắc Minh, thầm chửi trong lòng một tiếng yêu nghiệt xong, liền nở nụ cười. Hôm nay Thái Dương Tông trở về, Trấn Hồn Tông tôi đương nhiên là đến chúc mừng rồi. Chúc mừng Thái Dương Tông trở về, Diệp Tông chủ đại hỉ. Chúc mừng Thái Dương Tông. Mấy tông môn khác cũng phản ứng lại. Đều lên tiếng chúc mừng, còn về quà mừng, đương nhiên là không có. Thể hiện vừa nãy của Diệp Bắc Minh quá kinh người, 10 thần hoàng cũng đến chúc mừng. Nhưng, 10 thần hoàng đã nói rõ, sau này không có quan hệ gì với Thái Dương Tông. Trong cơ thể Diệp Bắc Minh có hơn 100 chiếc xương chí tôn, cho dù hôm nay có gánh đỡ, sau này có thể sống hay không còn là vấn đề. Chúc mừng xong rồi. Các người có thể đi rồi. Diệp Bắc Minh biết những người này nghĩ gì, cũng chẳng thèm phí lời. Người của Trấn Hồn Tông, Độn Thế Thần Tông, Thất Tinh Các, Thần Cung Lục Đạo biết ở lại cũng tự chuốc xấu hổ, đều quay người bỏ đi. Người của các thế lực khác thấy vậy, cũng quay người biến mất. Sơn môn Thái Dương Tông vốn náo nhiệt, lập tức trở nên yên tĩnh. Chỉ còn lại một người đang run lập cập quỳ dưới đất. Tiêu Vô Tướng. Diệp Bắc Minh nổi hứng thú nhìn ông ta, sao ông không đi? Tiêu Vô Tướng toát mồ hôi như mưa, run rẩy điên cuồng, Diệp. Diệp Tông chủ chưa lên tiếng, làm sao tôi dám đi? Diệp Bắc Minh cười, ông rất thông minh, thái đó lúc truy sát tôi và sư tỷ của tôi đi đâu rồi? Tiêu Vô Tướng sợ đến trái tim suýt nhảy ra, điên cuồng dập đầu, Diệp Tông chủ, nói cậu thật lòng, lúc đó tôi đâu biết cậu có thực lực như vậy. Thần giới. Luôn là người ăn thịt người. Không đủ thực lực, chỉ có bị người khác ăn thịt. Tôi có thể làm thành chủ của thành vạn tượng, cũng là từng bước giành được, nếu tôi không ăn thịt người khác. Sớm muộn cũng sẽ bị người khác ăn mất. Diệp Bắc Minh hơi bất ngờ. Không ngờ Tiêu Vô Tướng lại nói như vậy, nhất thời cũng có chút tán thưởng ông ta. Lúc này, giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, cậu nhóc, giữ lại kẻ này còn có ích với cậu. Ồ! Diệp Bắc Minh khẽ động trong lòng, sao lại nói vậy? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục giải thích, Thái Dương Tông vừa thành lập, không có tài nguyên gì. Cảnh giới của chín sư tỷ cậu thấp như vậy, chẳng lẽ cả đời phải trốn ở Thái Dương Tông ư? Còn cả Đông Phương Xá Nguyệt, Diệp Nặc cũng cần tài nguyên tu võ, nếu cậu có thể kiểm soát thành vạn tượng thực sự là lựa chọn không tồi.
Diệp Bắc Minh gật đầu, nhìn Tiêu Vô Tướng lên tiếng, Tiêu Vô Tướng, tôi cho ông một cơ hội sống. Diệp Tông Chủ, cậu nói đi. Tiêu Vô Tướng như tóm được cọng cỏ cứu mạng. Diệp Bắc Minh cất giọng lạnh lùng, ký kết khế ước linh hồn, nhận tôi làm chủ nhân. Việc này, Tiêu Vô Tướng ngẩn người, một khi ký khế ước linh hồn. Sự sống chết của ông ta đều chỉ trong một ý niệm của Diệp Bắc Minh. Không muốn, Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng một tiếng. Tiêu Vô Tướng sợ đến run lẩy bẩy, nếu không ký, bây giờ sẽ phải chết. Nếu ký, không chừng còn có cơ hội sống. Nhưng tên nhóc này đã đắc tội với bá đạo thần hoàng, trong cơ thể lại có hơn 100 chiếc xương chí tôn. Sau này có vô số người truy giết cậu ta có sống nổi không? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lỡ như cậu ta gánh được tất cả áp lực. Nghĩ đến đây, Tiêu Vô Tướng không dám nghĩ tiếp, kích động đến run cầm cập. Hơn một chiếc xương chí tôn, chắc chắn là người đầu tiên từ xưa đến nay, sau này cũng không có ai khác. Làm thôi. Một cái mạng mà thôi. Diệp Tông Chủ, tôi ký. Nói xong, Tiêu Vô Tướng cắn vỡ đầu lưỡi của mình, nhả ra một ngụm máu tinh. Diệp Bắc Minh chẳng thèm nhiều lời, khắc một đạo phù văn màu máu. Ở đại sảnh nhà họ Ngư, Ngư Chính Dương ngồi trên vị trí đầu điên cuồng mắng chửi với đôi mắt đỏ bừng. Đê tiện, mà đúng là đồ đê tiện. Mày lại để tao chịu nỗi nhục này, dập đầu nhận sai với tên xúc sinh Diệp Bắc Minh trước mặt nhiều người. Còn khiến tao sợ đến mất kiểm soát trước mặt nhiều người. Mặt mũi của nhà họ Ngư bị con tiện nhân nhà mà làm mất hết rồi. Chẳng phải mày muốn làm trâu làm ngựa cho tên xúc sinh đó sao? Đánh cho tao, đánh thật mạnh vào. Ngư Thất Tình quỳ dưới đất, hai thị nữ phía sau cầm roi ra quất thật mạnh. Áo rách toạc, máu thịt nứt ra. Máu tươi đầm đìa. Ngư Thất Tình căn răng nhịn cơn đau. Bố à, bố đang đổ oan cho con rồi. Tình hình lúc đó. Mày còn nói hả? Ngư Chính Dương nhảy lên như sấm. Đồ vô dụng nhà mày, sao mày không đi chết đi? Nếu không phải là mày, tao sẽ phải chịu nỗi nhục này sao? Ngư Thất Tình âm thầm chịu đựng. Bố à, bố đánh chết con gái cũng không sao. Bây giờ tốt nhất là bố cho người mang trả vũ khí cho cậu Diệp, nếu không. Mày im miệng cho tao. Vãi. Ngư Chính Dương hoàn toàn phát điện, gào thét xông lên cướp lấy roi ra trong tay thị nữ, điên cuồng đánh lên người Ngư Thất Tình như mưa rơi. Trong phút chốc, cơ thể của Ngư Thất Tình máu thịt mơ hồ. Ngư Chính Dương vẫn quật mạnh, tên xúc sinh đó còn muốn thanh kiếm. Nằm mơ đi, đúng là nằm mơ. Ông đây không trả đấy. Hắn còn dám đến nhà họ Ngư lấy không? Còn con tiện nhân nhà mày, tao phải đánh chết mày. Lão gia, Ngư Chính Dương giơ cây roi, một người phụ nữ xông vào, tôi vừa nhận được tin, nói Thanh Thư đã chết. Lão gia, nhất định là ông lừa tôi đúng không? Là giả, đúng không? Thạch Ngọc Hồng, vốn là thiếp thất của Ngư Chính Dương. Sau khi mẹ của Ngư Thất Tình qua đời, bà ta chuyển thành chính thất. Ngư Chính Dương nhìn vợ. Buông cây roi trong tay xuống, Thanh Thư, nó. Đúng là đã chết. Không. Thạch Ngọc Hồng kêu thảm gào thét, đau khổ ôm lồng ngực, tại sao? Tại sao Thanh Thư lại chết? Lão gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngư Chính Dương đỏ bừng đôi mắt, mau chóng kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra ngoài Thái Dương Tông một lượt. Không hề nói Ngư Thanh Thư tự tìm cái chết, và càng giấu đi chuyện ông ta sợ đến tè ra quần. Nghe Ngư Chính Dương giải thích xong. Thạch Ngọc Hồng gần như điên cuồng gào thét, đều tại con tiện nhân nhà mày, lúc đó nếu không phải mày, thì Thanh Thư đã không chết. Bà ta hầm hầm nhìn chằm chằm Ngư Thất Tình. Hơn nữa, lúc trước ở huyền giới, mày còn giúp tên xúc sinh đó. Nếu lúc đó mày không giúp, tên xúc đó làm sao có cơ hội tiến vào thần giới. Mày phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho cái chết của Thanh Thư. Ngư Thất Tình hết sức tranh luận, tôi đã nhắc nhở Thanh Thư mấy lần rồi. Bảo cậu ta đừng đối địch với anh Diệp. Nếu không phải Thanh Thư khăng khăng làm theo ý mình, làm sao chết chứ? Hơn nữa, bố không thể đảo ngược trắng đen, lúc đó rõ ràng con. Mày im miệng cho tao, Ngư Chính Dương tức giận quát cắt ngang lời của Ngư Thất Tình, chẳng lẽ mày muốn nói tao hại chết Thanh Thư hả? Hổ ác không ăn thịt con, chẳng lẽ Ngư Chính Dương tao có thể làm ra chuyện này sao? Thạch Ngọc Hồng trực tiếp giật lấy cây roi trong tay Ngư Chính Dương. Diên cuồng quật lên người Ngư Thất Tình. Đánh đến cả nửa canh giờ, đánh đến khi bà ta mệt ngã xuống đất.
Ngư Thất Tình sớm đã hóa thành người máu. Nằm dưới đất, thoi thóp thở. Thạch Ngọc Hồng đỏ mắt, lão gia, tôi muốn báo thù cho Thanh Thư, tôi muốn Diệp Bắc Minh chết. Ông đi mời mấy lão tổ xuất núi, phải giết chết kẻ này. Ngư Chính Dương sợ giật mình, Ngọc Hồng, chuyện này không cần phiền đến mấy vị lão tổ. Chẳng may bị mấy lão tổ biết ông ta tè ra quần tại chỗ. Vị trí gia chủ nhà họ Ngư tương lai chắc chắn sẽ không có liên quan đến ông ta. Thạch Ngọc Hồng tức giận nói, đồ vô dụng, ban đầu bà đây mù mắt mới nhìn chúng ông. Ngay cả thù của con trai mình mà ông cũng không muốn báo sao. Sắc mặt Ngư Chính Dương khó coi, lại không dám nổi nóng, Ngọc Hồng, bà nghe tôi giải thích, tên nhóc đó vừa từ hạ giới vào thần giới. Nếu ngay cả loại người này mà tôi cũng không xử lý được, mấy vị lão tổ sẽ nhìn nhận tôi thế nào? Bà cảm thấy sau này tôi còn có địa vị trong nhà họ Ngư không? Tôi sẽ hoàn toàn không có quan hệ gì với vị trí gia chủ nhà họ Ngư nữa. Thạch Ngọc Hồng cũng bình tĩnh lại. Bà ta gả cho Ngư Chính Dương, chính vì nhìn chúng tài nguyên và căn cơ nhà họ Ngư. Lạnh lùng nhìn Ngư Chính Dương, ông nói xem phải làm thế nào. Ngư Chính Dương trầm ngâm một lát, lập tức liên lạc với anh trai bà Thạch Trung Hổ, anh đại cữu đã là cảnh giới thần tôn đỉnh phong. Chỉ cách cảnh giới thần hoàng một bước, cho dù tên xúc sinh này có cường mạnh, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của anh trai bà. Thứ hai, tên xúc sinh này đã giết người của Vạn Thần Tông ở Đài Phong Thần, Vạn Thần Tông cũng đang tìm hắn. Chỉ cần trong 3 ngày chúng ta không đưa thanh kiếm đến Thái Dương Tông, tên xúc sinh này nhất định sẽ đến nhà họ Ngư. Đến lúc đó là sống hay chết, không do hắn quyết định. Thạch Ngọc Hồng cười lạnh lùng một tiếng, anh trai tôi rất bận, dạo này đột phá cảnh giới thần hoàng. Ông ấy đã tiến vào rừng rậm tinh hồn rèn luyện rồi, cho dù tôi cầu xin ông ấy cũng chưa chắc sẽ đến. Ngư Chính Dương cười tự tin, nếu bà nói với ông ta, trong cơ thể của tên xúc sinh đó có hơn 100 chiếc xương chí tôn thì sao? Ông nói cái gì? Đồng tử của Thạch Ngọc Hồng co mạnh lại. Một lát sau, bên ngoài rừng rậm tinh hồn, một người đàn ông cao lớn tráng kiện, khí tức như hổ bỗng mở đôi mắt. Không thể tin nhìn chằm chằm miếng ngọc bội trước người. Nghe tiếng nói phát ra từ bên trong, ông nói cái gì? Hơn 100 chiếc xương chí tôn. Ở trên người của một thanh niên vừa vào thần giới. Hắn đang ở đâu? Được, tôi biết rồi. Ngư Chính Dương, nếu ông dám lừa tôi sẽ vặn đầu ông. Hú! Một tiếng thét chấn vang bầu trời, Thạch Trung Hổ hóa thành một tàn ảnh bay ra bên ngoài rừng rậm tinh hồn. Thái Dương Tông, Diệp Bắc Minh và Tiêu Vô Tướng vừa ký khế ước linh hồn. Đông Phương Xá Nguyệt hơi lo lắng xông đến, Bắc Minh, Nặc Nhi, nó. Nặc Nhi làm sao? Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Đông Phương Xá Nguyệt nói, anh đi xem đi. Đi thôi. Diệp Bắc Minh mau chóng chạy đến bên cạnh con gái, chỉ thấy Diệp Nặc đang nằm trên giường. Xung quanh cơ thể tỏa ra hào quang màu tím, hình thành một thứ như kén tằm bao bọc lấy cô bé. Chuyện này là thế nào? Đông Phương Xá Nguyệt lắc đầu, em cũng không biết là thế nào. Từ sau khi Nặc Nhi ra đời thường xuyên xảy ra chuyện này. 9 vị sư tỷ tiến lên. Đạm Đài Yêu Yêu lên tiếng, chỉ cần nó bị ánh tim bao bọc, thì sẽ ngủ luôn mấy ngày liền. Một lần nhiều nhất là 1 tháng cũng không tỉnh lại, suýt làm các tỷ sợ muốn chết. Diệp Bắc Minh cau mày, chẳng lẽ Nặc Nhi mắc bệnh? Tiểu Độc Tiên lắc đầu, tỷ đã kiểm tra nhiều lần, cơ thể của Nặc Nhi rất khỏe mạnh không có bệnh gì. Có lẽ không phải do bệnh tật gây ra. Diệp Bắc Minh cau mày, lập tức truyền âm, Tiểu Tháp, ông biết chuyện này là thế nào không? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhả ra 2 chữ, tôi biết. Diệp Bắc Minh buột miệng nói, vì sao? Mau nói đi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục giải thích, cậu nhóc, thể chất của con gái cậu rất đặc biệt, là bản nguyên ma thể trời sinh. Bản nguyên ma thể. Đôi mắt của Diệp Bắc Minh run lên, nghĩa là thế nào? Giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục tiếp tục vang lên. Bản nguyên ma thể vô cùng đặc biệt, cần lượng lớn năng lượng trời đất để nuôi dưỡng. Một khi năng lượng không đủ, cô bé sẽ chìm vào giấc ngủ sâu, đây cũng là một hiện tượng tự bảo vệ mình. Có điều, cô bé ra đời hơn 1 năm, năng lượng hấp thụ quá ít. Lần trước hôn mê 1 tháng, cũng là cơ thể không chịu nổi mới như vậy. Diệp Bắc Minh thở nhẹ nhõm, nói như vậy, chỉ cần bổ sung đầy đủ năng lượng cho Nặc Nhi là được phải không? Không không không. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục dừng một chút,
bản nguyên ma thể không những có thể nuốt chửng năng lượng của bên ngoài, đồng thời cũng sẽ nuốt chửng chính mình. Nuốt chửng chính mình. Diệp Bắc Minh sợ giật mình, tiểu tháp, ông nói thế nghĩa là sao? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cất giọng trầm trọng, đây là một kiểu cơ thể tự bảo vệ mình của bản nguyên ma thể, Diệp Nặc không bổ sung đủ năng lượng. Bản nguyên ma thể không lấy được năng lượng từ trong cơ thể của cô bé, chỉ có thể nuốt chửng thần hồn của cô bé để bổ sung năng lượng. Thần hồn của Diệp Nặc đã bị tổn hại. Cái gì? Đồng tử của Diệp Bắc Minh co lại. Liền sau đó, con mắt thần ma giữa đôi lông mày mở ra. Một luồng ánh hào quang màu tím vụt lên rồi tắt. Quả nhiên, thần hồn trong cơ thể Diệp Nặc gần như trong suốt, thoi thóp thở. Dưới khí thức màu tím vần quanh, càng lúc càng nhiều, đây là... Diệp Bắc Minh liền sốt ruột, tiểu tháp nếu tiếp tục như vậy thì sẽ thế nào? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục đáp lại một câu, thần hồn bị cơ thể nuốt chửng hoàn toàn, con người không có thần hồn, cậu nói xem sẽ thế nào? Nhẹ thì ngu ngơ đần độn, vô tri vô giác sống hết đời. Nặng thì thần hồn tiêu tan mà chết. Vãi! Diệp Bắc Minh nắm chặt nắm đấm. Mọi người sợ giật mình bởi phản ứng của Diệp Bắc Minh, vội vàng hỏi là có chuyện gì? Diệp Bắc Minh nói lại tình hình của Diệp Nặc một lượt. Đông Phương Xá Nguyệt sợ đến mặt trắng bệch, Bắc Minh, anh nhất định phải cứu con gái của chúng ta. Vương Như Yên đỏ bừng đôi mắt, sao lại như vậy? Tiểu Nặc Nhi đáng yêu như vậy, làm sao có thể biến thành ngốc nghếch? Tiểu sư đệ, đệ đã biết tình hình của Nặc Nhi, nhất định có cách cứu nó, đúng không? Liễu Như Khanh vội nói. Thì ra là vấn đề thần hồn, tiểu độc tiên hiểu ra. Liền sau đó, cô ấy phản ứng lại, tiểu sư đệ, có cách gì có thể cứu Nặc Nhi không? Ánh mắt của mọi người đều dồn lên Diệp Bắc Minh. Đồng thời, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cũng đưa ra đáp án, tinh hồn thảo có thể hồi phục thần hồn bị tổn thương, tình hình của cô bé vẫn chưa nghiêm trọng lắm. Nếu tìm được tinh hồn thảo thì có thể cứu cô bé. Tinh hồn thảo. Diệp Bắc Minh nheo mắt, miệng lẩm bẩm. Tinh hồn thảo, nó là cái gì? Chín vị sư tỷ đều lắc đầu, vẻ mặt khó hiểu. Chưa từng nghe nói đến vật này. Đông Phương Xá Nguyệt phát hết não, cũng không tìm được thông tin gì về tinh hồn thảo trong đầu. Chỉ có Tiêu Vô Tướng bên cạnh không nhịn được lên tiếng, chủ nhân, tôi biết vật này. Soạt. Diệp Bắc Minh, chín sư tỷ, Đông Phương Xá Nguyệt gần như quay đầu cùng lúc. Mười mấy đôi mắt đều dồn lên Tiêu Vô Tướng. Ông biết tinh hồn thảo. Tiêu Vô Tướng vội vàng lên tiếng, thuộc hạ không dám giấu, chỉ cần là người của thần giới thì đều biết tinh hồn thảo. Vật này có thể luyện chế đan tinh hồn, mức độ cực lớn nâng cao độ mạnh thần hồn của võ giả. Có điều, tinh hồn thảo cực kỳ hiếm có, phải vào nơi sâu nhất trong rừng rầm tinh hồn mới có thể hái được. Mỗi năm có vô số võ giả tiến vào rừng rầm tinh hồn, nhưng lại chẳng có mấy người có thể đi đến nơi sâu nhất và hái được tinh hồn thảo. Cho dù có người hái được tinh hồn thảo, cũng trực tiếp mang ra chợ giao dịch, mang ra hội đấu giá. Trên thị trường gần như không lưu thông. Ông ta nói hết một lúc. Diệp Bắc Minh cau mày, rừng rầm tinh hồn là nơi nào? Tiêu Vô Tướng giải thích, chủ nhân, vị trí địa lý của rừng rậm tinh hồn rất đặc biệt, hơn nữa cực kỳ nguy hiểm. Nó là vùng đêm giữa lãnh địa nhân tộc và yêu tộc, cũng là ranh giới giữa hai tộc, Diệp Bắc Minh hơi ngạc nhiên, thần giới còn có yêu tộc ư. Tiêu Vô Tướng gật đầu khẳng định, chủ nhân, có lẽ trong nhất người ở hạ giới, thần giới cao không thể với tới. Nhưng trên thực tế, thần giới chỉ là một nơi có thiên địa pháp tắc hoàn thiện hơn, tài nguyên tu võ nhiều hơn. Trong mắt loài người, thế giới của chúng tôi là thần giới, trong mắt yêu tộc, thế giới này chính là yêu giới. Nói xong, Tiêu Vô Tướng nhìn Diệp Bắc Minh một cái sâu sắc. Diệp Bắc Minh gật đầu, tỏ ra đã hiểu, rừng rậm tinh hồn nguy hiểm là vì có yêu tộc phải không? Tiêu Vô Tướng cất giọng trầm xuống, đây chỉ là một trong số nguyên nhân. Hàng triệu năm trước, sau đại chiến nhân tộc và yêu tộc, rừng rậm tinh hồn đã hóa thành một đống hoàn tàn. Trải qua hàng triệu năm hòa hoãn xung đột, bên trong sớm đã hồi phục sức sống, nhưng cũng thành cấm địa rất ít người dám đặt chân đến. Mấy triệu năm lại đây, trong rừng rậm tinh hồn sinh trưởng vô số dược liệu quý hiếm, đồng thời cũng trở thành nơi rèn luyện của nhân tộc và yêu tộc. Nói một cách không khách sáo, những người trên cảnh giới thiên thần mới có tư cách vào rừng rậm tinh hồn, nhưng cũng chỉ có thể hoạt động ở bên ngoài. Cảnh giới thần tôn có tư cách vào sâu hơn chút. Chỉ có cảnh giới thần hoàng trở lên mới có tư cách xuyên qua rừng rậm tinh hồn.
Nói xong, Tiêu Vô Tướng còn bổ sung một câu, chủ nhân, nếu có thể, tôi cố gắng cho người đi hỏi thăm thông tin của tinh hồn thảo. Chỉ cần tìm được, Thành Vạn Tượng cắn răng cũng có thể mua được một cây tinh hồn thảo về. Cậu đừng nên mạo hiểm. Tiêu Vô Tướng nói rất chân thành, không chân thành cũng không được. Khế ước thần hồn, một khi chủ nhân chết, nô lệ như ông ta cũng chắc chắn tan thành cho bụi theo. Diệp Bắc Minh hỏi, điều động lực lượng của Thành Vạn Tượng, nhiều nhất có thể tìm được một cây tinh hồn thảo. Tiêu Vô Tướng trả lời thật, trong vòng 100 năm có lẽ là được. Diệp Bắc Minh giật khóe miệng. 100 năm? Chẳng lẽ để con gái mình đợi 100 năm sao? Diệp Bắc Minh quả quyết từ chối, nói vị trí của rừng rậm tinh hồn cho tôi. Chủ nhân! Tiêu Vô Tướng nóng ruột. Diệp Bắc Minh nhìn qua, Tiêu Vô Tướng chỉ có thể nuốt lời định nói xuống. Chỉ có thể lấy ra một tấm bản đồ, đánh dấu lại vị trí của rừng rậm tinh hồn. Tiểu sư đệ, tỷ đi cùng đệ. Đạm Đài Yêu Yêu tiến lên. Liền sau đó, Khương Tử Cơ cũng lên tiếng, tỷ cung đi. Cả tỷ nữa. Chu Lạc Ly đi ra khỏi đám đông. Cũng không được thiếu tỷ. Tiểu sư đệ đi đâu, thì tỷ theo đó, mấy sư tỷ còn lại đều đứng ra. Diệp Bắc Minh cảm động, các sư tỷ, một mình đệ đi là được. Không được, một mình đệ đi quá nguy hiểm. Mọi người cùng đi còn chăm sóc lẫn nhau. Tỷ đệ chúng ta một lòng, bẻ gãy tim loại, chín sư tỷ vô cùng kiên định. Diệp Bắc Minh lắc đầu, các sư tỷ hãy tin đệ có năng lực tự bảo vệ mình. Các tỷ đi theo đệ, ngược lại sẽ khiến đệ bị ràng buộc chân tay. Cho dù rừng rậm tinh hồn nguy hiểm, Diệp Bắc Minh có tháp càn khôn chấn ngục trong tay cũng không sợ. Anh không tin, khắp nơi trong rừng rậm tinh hồn đều là cấp thần hoàng. Chỉ cần tiểu tháp có thể ra tay không cần suy nghĩ thì mọi việc không phải sợ. Nói cách khác, nhiều năm nay tuy đệ gặp phải rất nhiều nguy hiểm, nhưng có lần nào mà không hóa nguy thành an. Hơn nữa, Thái Dương Tông vừa khôi phục, chắc chắn có rất nhiều người có ý đồ với Thái Dương Tông. Nặc Nhi cùng cần người chăm sóc, một mình Xá Nguyệt đâu thể trông nom xuể. Anh nói xong. Việc này, chín sư tỷ hơi khó xử, truyền âm cho nhau bàn bạc mấy câu, liền đồng ý. Tiểu sư đệ, vậy các tỷ ở lại Thái Dương Tông. Đợi ngày đệ quay về, bảo đảm Thái Dương Tông không còn là đống hoang tàn như hôm nay. Diệp Bắc Minh gật đầu mạnh. Đôi mắt nghiêm lại, có điều, trước đó, đệ vẫn phải đến nhà họ Ngư một chuyến, mang kiếm càn khôn chấn ngục đi. Sau đó anh rời khỏi Thái Dương Tông, đi về phía nhà họ Ngư. Nhà họ Ngư cách Thái Dương Tông không xa, chỉ nửa ngày là đến. Tiểu tháp, tìm kiếm vị trí của Ngư Thất Tình. Một lát sau, giọng của tháp càn khôn chấn ngục vang lên, tình hình của Ngư Thất Tình hình như không ổn lắm. Sao thế? Diệp Bắc Minh cau mày. Cậu tự xem đi. Một người một tháp, chia sẻ ý thức. Một hình ảnh xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh, Ngư Thất Tình bị nhốt trong thủy lao. Thực lực bị phế, đang thoi thóp thở. Trên người máu tươi đầm đài, nhuốm đỏ cả mặt nước xung quanh. Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng một tiếng, thú vị, phế cả con gái ruột. Xem ra nhà họ Ngư này không định trả kiếm càn khôn chấn ngục cho tôi. Sau khi xác định vị trí của Ngư Thất Tình, Diệp Bắc Minh ẩn giấu khí tức, đi về phía thủy lao của nhà họ Ngư. Người trông coi thủy lao không nghĩ được, có người lại dám vào thủy lao nhà họ Ngư cứu người. Cả đoạn đường Diệp Bắc Minh thi triển quỷ môn thập tam châm, khiến tất cả những người canh gác đều hôn mê bất tỉnh, trực tiếp đến trước mặt Ngư Thất Tình. Cô Ngư, Ngư Thất Tình mở mắt. Khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Bắc Minh, lại cười tự chế giễu, anh Diệp, anh đến rồi à? Có lẽ tôi sắp chết rồi phải không? Trước khi chết lại có ảo giác này. Có điều, trước khi chết có thể gặp được anh Diệp một lần, thật tốt quá. Giọng của Diệp Bắc Minh vang lên, cô Ngư, đây không phải là ảo giác. Hả? Cơ thể Ngư Thất Tình run lên, không có sức lực giơ tay dụi mắt, ảo giác, nhất định là ảo giác, đúng không? Diệp Bắc Minh lắc đầu. Không giải thích, đi đến trước người Ngư Thất Tình. Cúi đầu nhìn, sắc mặt liền sầm xuống. Khóa xích được chế tạo từ sắt đen vạn năm, đâm xuyên xương bả vai của con gái ruột mình. Ngay cả đan điền, kinh mạch của cô đều bị phế rồi. Ngư Chính Dương có đúng là bố ruột của cô không? Sau khi Diệp Bắc Minh cứu Ngư Thất Tình, có chút khó mà tin được. Hai con gái của anh bị thương một chút thôi, Diệp Bắc Minh cũng đã vô cùng đau lòng.
Ngư Chính Dương lại có thể đối xử với con gái ruột của mình như vậy. Anh Diệp, đúng là anh ư. Ngư Thất Tình chắc chắn người trước mặt thực sự là Diệp Bắc Minh, chứ không phải ảo giác, liền hòa khóc, anh Diệp. Hu hu hu, vậy mà là anh thật. Anh đến cứu tôi ư. Thất Tình, hu hu hu, Thất Tình cảm động quá. Sau một hồi xúc động, Ngư Thất Tình lại bỗng kinh sợ, không đúng, anh Diệp, anh mau đi đi. Chuyện này là một âm mưu, bố của tôi chưa từng nghĩ sẽ trả kiếm Càn Khôn Trấn Ngục lại cho anh. Ông ấy đã liên lạc với Thạch Trung Hổ, anh trai của Thạch Ngọc Hồng, hơn nữa còn liên lạc với Vạn Thần Tông. Chỉ cần anh Diệp xuất hiện ở nhà họ Ngư, họ chắc chắn sẽ biết anh đến. Đi đi, anh mau đi đi. Diệp Bắc Minh lắc đầu, sợ là không kịp rồi. Liền sau đó, phía sau vang lên một tràng cười lớn, ha ha ha, xúc sinh, mày đến nhanh thật đấy. Xem ra mày vẫn quan tâm đến con đê điện này, tao giấu nó ở nơi sâu trong thủy lao nhà họ Ngư mà mày cũng có thể tìm được đến đây. Vừa dứt lời, mấy bóng hình lần lượt đi đến. Ngư Chính Dương và Thạch Ngọc Hồng đi phía trước nhất, bên cạnh có một người đàn ông khí tức như mãnh hổ. Thạch Trung Hổ, cảnh giới thần tôn đỉnh phong. Phía sau ba người, ba ông lão khoác áo choàng đen trầm giọng nói, Lâm Trọng Sơn và Lục Duệ đều do cậu giết phải không? Vừa vào thần giới đã dám giết trưởng lão của Vạn Thần Tông, cậu thật to gan đấy. Đôi mắt của một ông lão mặc áo đen khác giấu dưới mũ đảo một lượt, nghe nói kẻ này vừa dung hợp hơn 100 chiếc xương chí tôn. Đừng lãng phí thời gian nữa, lập tức giết hắn lấy xương. Ba ông lão mặc áo choàng đen cùng gật đầu, định ra tay giết Diệp Bắc Minh. Đợi đã. Thạch Trung Hổ bước ra một bước, chặn ba người, coi như tôi không tồn tại hả? Muốn cướp xương chí tôn trước mặt Thạch Trung Hổ tôi. Ông lão áo choàng đen ở giữa cất giọng lạnh lùng, Thạch Trung Hổ, Vạn Thần Tông làm việc mà ông cũng muốn nhúng tay hả? Ông lão áo choàng đen bên trái càng uy hiếp nói, Thạch Trung Hổ, ông muốn đối địch với Vạn Thần Tông sao? Thạch Trung Hổ cười, Vạn Thần Tông rất mạnh, nhưng nếu tôi trốn vào rừng rậm tinh hồn, Vạn Thần Tông các ông có thể làm gì tôi đây? Ba người các ông muốn ra tay cũng được, tôi muốn lấy một nửa số xương chí tôn trong cơ thể tên nhóc này. Cái gì, một nửa? Sắc mặt ba ông lão mặc áo choàng đen sầm xuống, Thạch Trung Hổ, khẩu vị của ông cũng lớn quá rồi đấy. Không cho, vậy thì phải bước qua cửa ải của tôi trước đã. Vừa giơ tay, lòng bàn tay xuất hiện một chiếc rìu khổng lồ màu đen. Kết hợp với chiều cao khủng bố của Thạch Trung Hổ, sát khí ngút trời, khí thế bức người. Ông lão áo choàng đen bên trái định nổi nóng, thì bị ông lão áo đen ở giữa ngăn lại, được, chúng tôi đồng ý với ông, nhưng ông phải ra tay hạ gục được kẻ này. Xương chí tôn, chúng tôi chia cho ông một nửa. Cái gì, lão mã, không được. Đúng thế lão mã, làm sao có thể, hai ông lão áo đen khác cũng nóng ruột. Lão mã chỉ lắc đầu, không giải thích thêm. Bắt đầu từ lúc họ xuất hiện, Diệp Bắc Minh đều tỏ ra quá bình tĩnh. Thậm chí, lúc này Diệp Bắc Minh hoàn toàn không nhìn đến ba người, vẫn đang trị thương cho Ngư Thất Tình. Ngược lại là Ngư Thất Tình lo lắng như con kiến trong nồi nóng, anh Diệp, anh đừng lo cho Thất Tình, anh mau chạy đi. Bây giờ anh dùng hết mọi thủ đoạn đột phá vòng vây, không chừng có thể sống thoát ra được. Đừng nói nữa, còn không hồi phục kinh mạch và đan điền của cô, cả đời cô hoàn toàn bị phế đấy. Diệp Bắc Minh chỉ thản nhiên nhả ra một câu. Dường như Thạch Trung Hổ và ba ông lão áo choàng đen của Vạn Thần Tông không hề có sức uy hiếp với anh vậy. Nhìn thấy cảnh này, lão mã cau chặt mày. Rốt cuộc tên nhóc này có con bài gì, nhưng bất luận có con bài gì, hắn chỉ là một con kiến vừa tiến vào thần giới thôi. Cho Thạch Trung Hổ đánh trận đầu trước, nếu ông ta và tên nhóc này đều bị thương thì bọn ta sẽ ngồi không hưởng lợi. Cho dù ông ta thực sự giết được tên nhóc này, một mình ông ta cũng không thể nào là đối thủ của ba người chúng ta. Nghĩ đến đây, lão mã mới đồng ý với yêu cầu của Thạch Trung Hổ. Cậu nhóc, chết đến nơi rồi còn giả bộ thâm sâu cái gì? Thạch Trung Hổ dậm chân một cái, thủy lao chấn rung dữ dội, cả người bay vút lên cao, rìu khổng lồ trong tay nghiền áp về phía Diệp Bắc Minh và Ngư Thất Tình như Thái Sơn đè xuống. Ầm ầm, lấy Diệp Bắc Minh và Ngư Thất Tình làm trung tâm. Tất cả mọi thứ xung quanh đều hóa thành bột vụn. Anh Diệp, Ngư Thất Tình căng thẳng tóm lấy cánh tay của Diệp Bắc Minh, vùi đầu vào phía sau lưng anh. Có thể chết cùng với anh Diệp, cũng coi như không uổng đời này.
Đúng lúc cái rìu khổng lồ giáng xuống, chém hai người. Diệp Bắc Minh đột nhiên ngẩng đầu, chẳng lẽ ông không biết, dưới cảnh giới thần hoàng, tôi là vô địch sao? Mày nói cái gì? Thạch Trung Hổ ngẩn người, còn tưởng mình nghe nhầm. Liền sau đó, nắm ngón tay trái chí tôn của Diệp Bắc Minh nắm lại. Kiếm Long Đạo xuất hiện trong tay, chém ra một đường. Thạch Trung Hổ thấp thoáng nhìn thấy một con huyết long xông ra, đập mạnh lên chiếc rìu khổng lồ trong tay như tử thần giáng xuống. Rắc, một tiếng giòn tan. Lúc này, thần hồn của Thạch Trung Hổ không nhịn được run lên, làm sao có thể? Không hề có dấu hiệu, binh khí đi theo ông ta hơn nửa đời người lại vỡ tan. Gru, huyết long tiếp tục xông đến, hầm hầm đập lên người Thạch Trung Hổ. Phụt, Thạch Trung Hổ bay đi như chó chết, đập mạnh lên bức tường trong thủy lao, rồi lúc sâu vào. Anh, Thạch Ngọc Hồng ôm chặt miệng, con người suýt trố ra. Ngư Chính Dương run rẩy, không nhịn được kinh sợ nhìn sang Diệp Bắc Minh. Anh Diệp, thực lực của anh. Vẻ mặt Ngư Thất Tình đầy bất ngờ. Quá bất ngờ. Sắc mặt của ba ông lão áo choàng đen của Vạn Thần Tông cùng trở nên vô cùng nghiêm trọng, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Kẻ này hơi quỷ dị, cùng ra tay, đừng cho hắn cơ hội nào, lão Mã gầm quát lên. Hai ông lão áo choàng đen khác phản ứng lại, bàn tay nắm lên không trung. Trong tay mỗi người xuất hiện một thanh đao kiếm. Lão Mã cũng rút ra một thanh trường thương, ba người không hề do dự tấn công về phía Diệp Bắc Minh. Đối diện với ba người cảnh giới chí tôn đỉnh phong, Diệp Bắc Minh không hề sợ hãi. Bàn tay trái chí tôn cầm kiếm long đạo, tiếng huyết long gào thét vang lên không ngừng. Sau ba mươi mấy hiệp, lão Mã cũng không trụ được nữa. Bị huyết long đập mạnh lên lồng ngực bay đi, phun ra một ngụm máu tươi, mau đi thôi, thực lực của tên nhóc này có vấn đề rất lớn, mau về bẩm báo với tông môn. Trong mắt của hai ông lão mặc áo choàng đen còn lại lóe lên tia sợ hãi. Ba người họ cùng liên thủ, ít nhất có thể kiên trì được 50 hiệp dưới tay cảnh giới thần hoàng. Nhưng dưới tay Diệp Bắc Minh, ngay cả 30 hiệp cũng không thể trụ được. Hắn là quái vật gì chứ? Đi thôi. Ba người quay đi tháo chạy khỏi thủy lao. Bây giờ muốn chạy hả? Không cảm thấy quá muộn rồi, sắc mặt Diệp Bắc Minh lạnh lùng, đang định đuổi theo. Ba tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp. Mày là ai? Đừng cản đường. Cút ra cho tao. Đừng. A. À. Liền sau đó, ba người lão Mã bay ngược lại, đập mạnh xuống dưới đất, cơ thể ầm ầm nỏ tung. Một ông lão lưng gù chậm rãi đi vào thủy lao, đã vào thủy lao của nhà họ Ngư tôi. Thì ngủ sâu ở đây đi. Giọng của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, cảnh giới thần hoàng đỉnh phong, còn khủng bố hơn bá đạo thần hoàng ba phần. Cậu nhóc, xem ra nhà họ Ngư cũng là nơi ngọa hổ tàng long đấy. Diệp Bắc Minh cảm nhận được ý uy hiếp cực lớn, nhìn chằm chằm ông lão lưng gù, ông là lão tổ của nhà họ Ngư phải không? Lão tổ, sao ông lại đến đây? Ngư Chính Dương kinh hãi kêu một tiếng, sợ đến quỳ dưới đất. Chứng thực suy đoán của Diệp Bắc Minh. Thạch Ngọc Hồng khóc đến đầm đìa nước mắt, lão tổ, ông nhất định phải làm chủ cho tôi. Tên xúc sinh này đã giết Thanh Thư, bây giờ lại xông vào nhà họ Ngư. Lão tổ nhà họ Ngư giơ tay ép về phía Thạch Ngọc Hồng, cô ồn ào quá. Phụt, cơ thể của Thạch Ngọc Hồng liền nổ tung. A, à, Ngư Chính Dương sợ đến mềm nhũn dưới đất, một vũng nước từ đũng quần chảy ra. Lão tổ nhà họ Ngư cau mày. Cái đồ chẳng ra sao. Rồi lại nhìn Diệp Bắc Minh một cái, khiến anh bạn Diệp chê cười rồi, nhà họ Ngư tôi sao lại sinh ra loại vô dụng như vậy chứ? Nếu nhà họ Ngư có thể sinh ra một người giống như anh bạn Diệp đây, cho dù Ngư Phong ba tôi đi chết ngay lập tức cũng không oán không hối hận. Diệp Bắc Minh lắc đầu, nhà họ Ngư cũng không phải ai cũng như vậy, nhân phẩm của cô Ngư cũng rất tốt. Tôi đã thấy rồi. Lão tổ nhà họ Ngư cười gật đầu. Con mắt nhìn sang Ngư Thất Tình, cho nên, lão phu quyết định để Thất Tình làm gia chủ của nhà họ Ngư kỳ tiếp theo. Không biết anh bạn Diệp thấy thế nào? A, à, Ngư Thất Tình mở to con mắt, đúng là không dám tin vào tai của mình. Lão tổ, tôi không được. Cô ta hơi thấy kinh sợ. Lão tổ, làm sao có thể? Ngư Chính Dương bỗng ngẩng đầu, trong mắt đầy tia máu, con tiện nhân này làm bại hoại tôn nghiêm của nhà họ Ngư. Nó đã thể phải làm trâu làm ngựa cho tên xúc sinh Diệp Bắc Minh này. Nó làm sao có thể làm gia chủ của nhà họ Ngư? Lão tổ, xin ông suy nghĩ lại.
Lão tổ nhà họ Ngư cười lạnh lùng, nếu ông chết trong thủy lao, mặt mũi của nhà họ Ngư còn giữ được chút. Lão tổ, đừng. Ngư Chính Dương há hốc miệng, sợ đến toàn thân run rẩy. Lão tổ tha mạng, tha mạng. Tôi cũng không dám nữa. Điên cuồng dập đầu. Lão tổ nhà họ Ngư nhìn Ngư thất tình, sống chết của ông ta, do cô quyết định. Ngư Chính Dương như tóm được cọng cỏ cứu mạng, bò dưới chân Ngư thất tình như con chó con. Thất tình, con gái ngoan, cầu xin lão tổ tha cho bố một mạng đi. Bố ủng hộ con làm gia chủ, bố sẽ là bố của gia chủ rồi. Hai chúng ta nhất định có thể quản lý nhà họ Ngư thật tốt, thất tình, con nói đi. Mặc cho Ngư Chính Dương cầu xin thế nào. Ngư thất tình cũng chẳng thèm nhìn Ngư Chính Dương đến một cái. Bắt đầu từ lúc Ngư Chính Dương vứt cô ta vào trong thủy lao, mặc kệ sự sống chết của cô ta, tình bố con của hai người đã kết thúc. Ngư Chính Dương thấy Ngư thất tình không nói gì, trong con mắt tràn đầy tia máu, đê tiện, quả nhiên mà là con đê tiện. Tao sinh ra mày, nuôi mày, mày lại thấy chết mà không cứu, tao là bố của mày đấy. Lão tổ nhà họ Ngư giơ tay ra tóm, Ngư Chính Dương hóa thành xương máu. Âm thanh im bặt. Khóe mắt của Ngư thất tình trào ra một hàng lệ, lặng lẽ lau sạch sẽ. Bỗng nhiên, lão tổ nhà họ Ngư giơ tay, một thanh kiếm màu đen bay ra từ trong chiếc nhẫn chữ vật của ông ta. Thanh kiếm này kiểu dáng cổ xưa, bên trên khắc vân rồng nổi. Từng con rồng đen hung dữ như có thể xông ra bất cứ lúc nào. Diệp Bắc Minh vui mừng, kiếm càn khôn chấn ngục. Xoạt! Giơ tay tóm lên không trung. Kiếm càn khôn chấn ngục bay về trong tay. Choang, tiếng kêu không ngừng, dường như đang kích động. Kiếm càn khôn chấn ngục, đã lâu không gặp, Diệp Bắc Minh cũng kích động. Tay trái Chí Tôn cầm kiếm càn khôn chấn ngục, anh liền có tự tin vô tận. Sau khi bình tĩnh lại và cất kiếm càn khôn chấn ngục đi. Diệp Bắc Minh nhìn sang lão tổ nhà họ Ngư, cảm ơn tiền bối. Lão tổ nhà họ Ngư thản nhiên cười, cậu Lý có thể mang thanh kiếm này đi, nhưng tôi hy vọng cậu Lý có thể đồng ý với tôi một điều kiện. Diệp Bắc Minh gật đầu, tiền bối, mời ông nói. Lão tổ nhà họ Ngư cũng khom lưng, nói thẳng, hy vọng cậu Lý ở lại, cưới thất tình làm vợ, làm con rể của nhà họ Ngư. Phụt! Diệp Bắc Minh suýt nữa phun ra máu, cái gì? Cái gì? Khuôn mặt của Ngư thất tình đỏ ửng, xấu hổ dậm chân, lão tổ, ông. Ông ghép uyên ương bừa bãi gì vậy? Lão tổ nhà họ Ngư cau mày, làm sao? Hai người đều không muốn hả? Diệp Bắc Minh quả quyết lắc đầu, tiền bối, bên cạnh tôi đã có mấy hồng nhan chi kỷ. Hơn nữa, bây giờ tôi đã là chủ của Thái Dương Tông, làm sao có thể ở rể nhà họ Ngư? Nói cách khác, chuyện nan nữ cần đôi bên tình nguyện. Cô Ngư cũng không đồng ý mà. Ngư thất tình bất giác thất vọng. Rất muốn nói một câu, anh không hỏi làm sao biết tôi không đồng ý chứ? Lão tổ nhà họ Ngư suy nghĩ một lúc, thôi vậy. Cậu không ở rể nhà họ Ngư cũng được. Chúng ta mỗi lên nhường một bước, bây giờ hai người lập tức động phòng. Chỉ cần cho thất tình sinh một nam một nữ là được. Ngư thất tình hoàn toàn ngẩn người, lão tổ, liệu có quá nhanh không? Diệp Bắc Minh giật khóe miệng, không nhịn được truyền âm, tiểu tháp, người của thần giới đều cởi mở như vậy sao? Ha ha ha, tháp càn khôn chấn ngục cười lớn, lão già này nhìn chúng huyết mạch của cậu, muốn cậu để lại giống nòi. Diệp Bắc Minh kêu gào, tôi không phải là ngựa giống. Quả quyết từ chối lão tổ nhà họ Ngư. Tiền bối, ông đổi điều kiện đi. Lão tổ nhà họ Ngư hơi tức giận, nhóc thối, dù thế nào cậu cũng không muốn phải không? Được, đã như vậy, tôi sẽ nói điều kiện cuối cùng, chỉ cần cậu còn sống một ngày thì không được để căn cơ của nhà họ Ngư bị lung lay. Nếu có người hoặc thế lực muốn làm hại nhà họ Ngư, cậu phải ra tay vì nhà họ Ngư vô điều kiện. Diệp Bắc Minh gật đầu, được, tôi đồng ý với ông. Hừ, không biết tốt xấu. Lão tổ nhà họ Ngư hừ một tiếng, trực tiếp phất tay áo bỏ đi. Vì vậy, bầu không khí trong thủy lao hơi ngượng ngập. Diệp Bắc Minh nhìn Ngư thất tình, cô Ngư, việc đó. Cô đừng hiểu lầm. Ngư thất tình rất thất vọng, cười khổ gật đầu, tôi biết, anh Diệp không thích tôi. Diệp Bắc Minh vội giải thích, không phải, không phải không thích. À. Anh Diệp, anh, đôi mắt của Ngư thất tình sáng lên. Diệp Bắc Minh vỗ trán, không phải, tôi không có ý đó. Ngư thất tình hơi đỏ mặt, cúi đầu đi đến, anh Diệp,
tôi hiểu ý của anh, nếu anh không có ý đó cũng. Cũng sẽ không mạo hiểm đến cứu tôi, thất tình hiểu tâm ý của anh Diệp. Anh Diệp là người hàm xúc, chúng ta có thể từ từ. Sau khi ném lại câu này, Ngư Thất Tình liền chạy ra khỏi thủy lao. Cuối cùng khi sắp biến mất, còn quay đầu nhìn Diệp Bắc Minh một cái với ánh mắt chan chứa tình cảm. Diệp Bắc Minh rất khóe miệng, hỏng rồi, lần này giải thích không rõ ràng rồi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười điên cuồng, ha ha ha, cậu nhóc, bất kể cậu đi đến đâu cũng để lại món nợ đào hoa. Diệp Bắc Minh lắc đầu, đưa tay tóm về phía khe nứt bức tường bên cạnh. Một luồng sức mạnh tấn công đến. Thạch Trung Hổ thoi thóp thở bị ném ra. Giọng nói gần như vô tình lạnh như băng vang lên, biết tại sao không giết ông không? Sắc mặt Thạch Trung Hổ đầy sợ hãi, ông ta chết cũng không ngờ tên nhóc vừa từ hạ giới lên lại khủng bố như vậy, cậu Diệp, tiểu nhân không biết. Diệp Bắc Minh nhả ra bốn chữ, rừng rậm tinh hồn. Thạch Trung Hổ hiểu ra. Chẳng lẽ là vì lúc mình và trưởng lão Vạn Thần Tông nói chuyện, đã nói ra bốn chữ rừng rậm tinh hồn. Bốn chữ này là lý do để Diệp Bắc Minh không giết ông ta. Ực ực, Thạch Trung Hổ nuốt nước miệng, cậu Diệp, cậu biết gì về rừng rậm tinh hồn? Tôi đã ở trong đó liên tục hơn trăm năm. Bất kể cậu muốn biết gì, chỉ cần tôi biết, nhất định sẽ nói với cậu toàn bộ. Diệp Bắc Minh gật đầu, ông biết bao nhiêu về tinh hồn thảo. Thạch Trung Hổ đã nhìn thấy hy vọng sống, nhanh chóng nói, tôi biết rõ tinh hồn thảo. Vật này sinh trưởng ở nơi sâu nhất trong rừng rậm tinh hồn. Nghe đồn, tinh hồn thảo được tạo thành sau khi yêu thú cảnh giới thần hoàng chết và ngưng tụ thần hồn. Vì vậy, vật này cực kỳ quý giá, thông thường cho dù xuất hiện cũng sẽ bị các thế lực lớn mua về. Giải thích một hồi xong. Ông ta nói gần giống với Tiêu Vô Tướng. Diệp Bắc Minh lắc đầu, cũng giống như tôi được biết, không có thông tin có giá trị. Ông có thể đi chết rồi. Một luồng khí tức chết chóc ập đến. Thạch Trung Hổ sợ đến thụp quỳ xuống đất, kinh sợ cầu xin, đừng. Cậu Lý, tha cho tôi một mạng đi, tôi còn có tác dụng. Tôi thực sự còn có ích, đúng, cậu Diệp, tôi có thể đưa cậu đi tìm tinh hồn thảo. Hơn nữa bây giờ tôi có thể dùng thần hồn để thề, bắt đầu từ bây giờ trở thành nô lệ của cậu. Phập, phập, phập. Thạch Trung Hổ điên cuồng dập đầu. Ông ta không muốn chết, thực sự không muốn chết. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một lúc, thề cũng vô dụng, ký khế ước thần hồn đi. Cái gì? Thạch Trung Hổ bỗng ngẩng đầu, còn mắt đầy tia máu. Ông ta do dự. Diệp Bắc Minh chẳng thèm phí lời. Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục xuất hiện trong tay chém về phía đầu của Thạch Trung Hổ. Đừng, tôi đồng ý. Thạch Trung Hổ trực tiếp phun ra ngụm máu tươi, khắc mấy đạo phù văn màu máu. Diệp Bắc Minh tiện tay điểm một cái, máu tươi rực cháy. Huyết thể thần hồn hoàn thành. Lúc này, Thạch Trung Hổ chỉ cảm thấy có một bàn tay lớn vô hình lơ lửng trên thần hồn của ông ta. Chỉ cần tùy ý nắm lại, có thể khiến ông ta hồn bay phách tán. Chủ nhân, cậu muốn lúc nào thì đi vào rừng rậm tinh hồn, Thạch Trung Hổ bỏ đến. Diệp Bắc Minh lướt nhìn ông ta một cái, chúng ta lập tức xuất phát, nhưng trước khi xuất phát, để tôi xử lý thương thích của ông trước đã. Chủ nhân, cậu còn hiểu y thuật ư? Thạch Trung Hổ hơi ngạc nhiên. Võ giả cảnh giới càng cao, những thứ học được cũng càng thuần túy. Võ giả cảnh giới thấp, những thứ học được khá nhiều, khá phức tạp, còn có chút khả năng. Một khi đến thực lực cảnh giới như Diệp Bắc Minh, cứ học thêm một thứ cũng rất có thể ảnh hưởng đến tiến trình võ đạo. Có những võ giả nghiên cứu kiếm pháp, thì cả đời chỉ học kiếm pháp. Quyền pháp, đao pháp đều không học. Chỉ có võ giả thuần túy như vậy mới có thể tiến vào cảnh giới cao hơn. Cho nên, khi Diệp Bắc Minh nói mình hiểu y thuật, Thạch Trung Hổ nghĩ rằng anh chỉ biết qua loa. Cùng lắm có thể giúp ông ta xử lý chút thương tích. Điều khiến Thạch Trung Hổ không ngờ là, Diệp Bắc Minh trực tiếp giơ tay bắn ra 13 cây châm. Lập tức chui vào huyệt đạo của ông ta. Liền sau đó, đây là cơ thể của Thạch Trung Hổ run lên. Kinh mạch vốn tổn thương lại được lưu thông, nối liền. Còn chưa đợi ông ta hoàn hồn, Diệp Bắc Minh lại ném đến một viên đan dược, uống nó đi, trong nửa ngày nếu không dùng chân nguyên, thì thương tích có thể hồi phục 7-8 phần. Trong vòng 3 ngày, có lẽ có thể hoàn toàn hồi phục. Cái gì? Thạch Trung Hổ ngẩn người tại chỗ, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh như nhìn thấy quỷ, chủ. Chủ nhân.
ực. Nuốt nước miếng dữ dội, cậu không đùa chứ? Thuộc hạ bị thương rất nặng, cho dù là thần y ra tay cũng phải 3 tháng trở lên mới có thể hoàn toàn khôi phục. Cậu, lại chỉ cần 3 ngày. Diệp Bắc Minh đảo nhìn ông ta một cái, ông nói nhiều quá đấy, nếu không uống thì thôi. Tôi uống. Thạch Trung Hổ vội vàng nhận lấy đan dược trong tay Diệp Bắc Minh và nuốt xuống. Một luồng năng lượng cực kỳ tinh thuần xuyên qua chân tay xương cốt, nhanh chóng hồi phục thương tích trong cơ thể. Chỉ trong phút chốc, thương tích đã hồi phục hơn 5 phần. Vừa nãy Diệp Bắc Minh nói trong vòng nửa ngày hồi phục 7-8 phần, xem ra không phải nói đùa. Suýt! Thạch Trung Hổ hít khí lạnh, chủ nhân đúng là vừa từ hạ giới tiến vào thần giới không? Chỉ với y thuật này đã cực kỳ nghịch thiên rồi. Thực lực võ đạo còn khủng bố như vậy, đúng là y võ song tuyệt. Càng đừng nói trong cơ thể chủ nhân còn có hơn 100 chiếc xương chí tôn, chẳng lẽ? Chủ nhân thực sự là kẻ may mắn. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Thạch Trung Hổ nhìn Diệp Bắc Minh hoàn toàn thay đổi. Kích động đến toàn thân run rẩy. Đương nhiên Diệp Bắc Minh không biết những suy nghĩ của Thạch Trung Hổ, cũng không thèm suy đoán. Quay người đi ra ngoài thủy lao, Thạch Trung Hổ nhanh chóng đi theo. Hai người đi đến lối ra của thủy lao thì nhìn thấy lão tổ nhà họ Ngư và Ngư Thất Tình dẫn một đám lãnh đạo cấp cao của nhà họ Ngư đứng đợi ở đó. Thấy cảnh một đám lãnh đạo cấp cao nhà họ Ngư vây quanh Ngư Thất Tình, là biết bây giờ thân phận của cô ta đã là gia chủ của nhà họ Ngư. Lão tổ nhà họ Ngư mỉm cười, anh bạn Diệp, thực sự không suy nghĩ lại sao? Bây giờ Thất Tình đã là chủ của nhà họ Ngư, kết hợp với một tông chủ Thái Dương Tông cũng không coi là mất mặt chứ. Chỉ cần anh bạn đồng ý, nhà họ Ngư tôi lập cử hành hồn lễ cho hai người. Diệp Bắc Minh lắc đầu, tiền bối đừng đùa nữa, vãn bối còn có việc phải làm, đang định cáo từ đây. Đôi mắt đẹp của Ngư Thất Tình lóe lên tia thất vọng. Lão tổ nhà họ Ngư gật đầu, tôi cũng không cưỡng ép, chỉ hy vọng anh bạn Diệp nhớ chuyện đã đồng ý với tôi. Đương nhiên rồi. Diệp Bắc Minh trả lời chắc chắn. Lão tổ nhà họ Ngư vô cùng hài lòng với thái độ của Diệp Bắc Minh, năm ngón tay nắm lại. Lòng bàn tay hiện lên một cuốn sách cổ ố vàng, anh bạn Diệp, tôi đã từng nghiên cứu thanh kiếm của cậu một thời gian. Tôi phát hiện, kiếm hồn bên trong hình như đã tổn thương nghiêm trọng. Vừa hay vạn năm trước lão phu có được một phương pháp hô gọi kiếm hồn từ trong một khu cấm, tặng cho cậu Diệp để kết thân vậy. Sách cổ bay đến rơi vào trong bàn tay Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh mở ra xem, liền ngẩn người, kiếm linh của kiếm càn khôn chấn ngục bị tổn thương, theo ghi chép trên sách cổ này. Muốn hô gọi kiếm linh rất đơn giản, chỉ cần để nó nuốt chửng khí linh của thần khí khác là được. Lão tổ nhà họ Ngư lắc đầu, lão phu chưa từng thử, nếu có cơ hội sau này cậu có thể thử xem. Liền sau đó, bây giờ có thể thử xem. Chỉ với một suy nghĩ của Diệp Bắc Minh, lòng bàn tay xuất hiện một thanh thần kiếm 9 con rồng vàng quấn quanh. Kiếm Long Đạo. Lão tổ nhà họ Ngư kinh ngạc, đây là Kiếm Long Đạo. Cậu nhóc, đây là bảo vật trấn quốc của thần quốc Đại Ngụy. Vì kích động, giọng của lão tổ nhà họ Ngư cũng run run. Vật này đã vượt xa phạm trù thần khí, là tổ khí trấn quốc của thần quốc Đại Ngụy. Diệp Bắc Minh, cậu đừng kích động, vật này là một món chí bảo, đừng dễ dàng hủy nó. Diệp Bắc Minh cười lắc đầu, với tôi, vật này chẳng khác gì một thanh kiếm bình thường. Kiếm Long Đạo rung lên, hình như biết số phận của nó vậy. Cu, nó bùng phát ra một đường kim quang, lại muốn giãy giụa thoát khỏi tay Diệp Bắc Minh. Nắm ngón tay Diệp Bắc Minh tóm chặt. Một tay khác lấy ra kiếm càn khôn chấn ngục, chém lên Kiếm Long Đạo. Choang một tiếng giòn tan. Kiếm Long Đạo gãy nứt. Một đường hư ảnh kiếm hồn vút lên trời. Diệp Bắc Minh không hề do dự quát một tiếng, kiếm càn khôn chấn ngục, nuốt chửng nó cho tôi. Vù. Kiếm càn khôn chấn ngục vù vù một tiếng, giống như trẻ con có được phần thưởng. Một luồng khí tức cường mạnh cuốn đến kiếm hồn của Kiếm Long Đạo, gần như trong phút chốc đã nuốt chửng nó. Kiếm Long Đạo ảm đạm tối sầm. Liền sau đó, trong kiếm càn khôn chấn ngục lại vang lên một giọng cô gái, cuối cùng cũng ăn no một lần. Cảm ơn chủ nhân. Cái gì, việc này? Nghe thấy giọng truyền ra từ trong kiếm càn khôn chấn ngục, mọi người nhà họ Ngư liền chấn kinh. Ngư Thất Tình mở to đôi mắt đẹp. Thạch Trung Hổ tỏ vẻ mặt kinh hãi tuyệt vọng. Lão tổ nhà họ Ngư hít khí lạnh, suýt, hồn của kiếm này lại biết nói. Thông thường thần khí có thể chủ động chọn chủ nhân,
có ý thức tự chủ sánh vai chiến đấu cùng chủ nhân. Còn tổ khí lại có ý thức nhất định, có thể tiến hành giao lưu giữa thần niệm với chủ nhân, nhưng tuyệt đối sẽ không nói tiếng người. Thanh kiếm này lại biết nói. Nó, chẳng lẽ nó thực sự là thanh kiếm đó? Nếu lão tổ nhà họ Ngư biết trong cơ thể Diệp Bắc Minh còn có một tòa tháp biết nói, thì sẽ phản ứng thế nào đây? Diệp Bắc Minh giật khóe miệng, cái gì gọi là cuối cùng đã ăn no một lần? Trước đây cô cũng không nói muốn ăn mà. Giọng của cô gái lại vang lên, chủ nhân, trước đây người ta cũng muốn ăn mà. Nhưng mỗi lần chiến đấu chủ nhân mới lấy người ta ra, lúc sức mạnh của chủ nhân truyền vào trong cơ thể người ta. Người ta thực sự muốn biến những sức mạnh đó thành món ăn ngon đấy, nhưng người ta biết chủ nhân dùng sức mạnh giết địch. Mỗi lần chiến đấu xong, người ta đều đói bụng đấy. Đói lâu ngày, người ta chỉ muốn ngủ, không thể giao lưu với chủ nhân. Kiếm hồn nói xong. Suýt. Trời ơi! Trong đôi mắt của đám người nhà họ Ngư ngoài kinh hãi vẫn là kinh hãi. Bên ngoài thủy lao cực kỳ yên tĩnh. Diệp Bắc Minh khẽ động trong lòng hỏi, cho nên, cô không những có thể nuốt chửng khí linh của vũ khí khác, mà còn có thể cả sức mạnh của võ giả. Đúng thế. Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục trả lời chắc chắn. Diệp Bắc Minh vui mừng, thật không? Đồng tử của lão tổ nhà họ Ngư bên cạnh co mạnh lại. Cơ thể già nua khẽ run rẩy. Không đợi Diệp Bắc Minh lên tiếng, lão tổ nhà họ Ngư liền cướp lời trước, tất cả mọi người nhà họ Ngư nghe lệnh, tất cả không ai được truyền chuyện hôm nay ra ngoài, ai dám tiết lộ một chữ, gia pháp đang đợi. Không được, chẳng may tiết lộ chắc chắn sẽ gây họa sát thân cho Diệp Tông Chủ. Tất cả mọi người lập tức thề với Liệt Tổ Liệt Tông, nếu tiết lộ bí mật của thanh kiếm này nửa chữ. Không những bị thiên lôi đánh chết, còn mãi mãi không được siêu sinh. Ngư Thất Tình sợ giật mình, lão tổ, không cần vậy chứ. Mọi người nhà họ Ngư cũng gật đầu theo. Lão tổ nhà họ Ngư quay đầu, trong mắt đỏ máu, Thất Tình, cô cũng phải thề, mau lên. Hả? Mau lên. Ồ, được. Ngư Thất Tình chỉ đành thề theo yêu cầu của lão tổ. Các lãnh đạo cấp cao khác của nhà họ Ngư cũng thề theo. Diệp Bắc Minh nhìn lão tổ nhà họ Ngư, cảm ơn tiền bối thay tôi giữ bí mật này. Tuy để người khác biết bí mật này cũng không sao. Nhưng, lão tổ nhà họ Ngư đã tỏ thái độ như vậy. Lão tổ nhà họ Ngư dường như nhìn ra suy nghĩ của Diệp Bắc Minh, giọng điệu trầm trọng, Diệp Tông CS, có phải cậu suy nghĩ giống họ không? Cảm thấy chuyện này truyền ra ngoài thì cũng không sao. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một lúc, gật đầu, đúng thế. Cậu có biết, chuyện này sẽ gây ra họa sát thân cho cậu không? Đôi mắt của lão tổ nhà họ Ngư cực kỳ nghiêm trọng. Diệp Bắc Minh hát hát thản nhiên nói, tiền bối, trong cơ thể tôi có hơn 100 chiếc xương chí tôn. Qua mấy ngày nữa sợ rằng sẽ truyền khắp cả thần giới, tôi đã gây ra họa sát thân rồi. Thêm một thanh kiếm, hình như cũng không sao chứ. Không, cậu không hiểu. Lão tổ nhà họ Ngư lắc đầu, nhìn Diệp Bắc Minh một cái sâu sắc, xương chí tôn đúng là đã gây cho cậu họa sát thân, nhưng sau khi vượt qua cảnh giới thần hoàng, thần cốt trong cơ thể võ giả đã định hình. Cần thêm xương chí tôn của cậu cũng không có tác dụng gì. Cho nên, người trên cảnh giới thần hoàng chắc chắn sẽ không vì xương chí tôn mà truy giết cậu. Nhưng thanh kiếm này thì khác. Cậu biết một thanh binh khí có thể hấp thụ sức mạnh của võ giả, có nghĩa là gì không? Diệp Bắc Minh ngẩn người, anh vẫn chưa nghĩ kỹ. Lão tổ nhà họ Ngư trả lời thay anh, việc này có nghĩa là tiềm lực của thanh kiếm vô cùng vô tận. Nếu bị người có dã tâm lấy được thanh kiếm, sẽ càng điên cuồng thu gặt tính mạng của võ giả để nâng cao uy lực của thanh kiếm này. Nếu xảy ra chuyện này, Diệp Tông Chủ cảm thấy sẽ thế nào? Lời vừa được nói ra. Diệp Bắc Minh ngẩn người. Lão tổ nhà họ Ngư bổ sung một câu. Xương chí tôn chỉ sẽ khiến một số thế lực truy giết cậu, nhưng thanh kiếm này lại khiến cả thần giới nổi lên một màn gió tanh mưa máu. Nếu không phải lão phu biết Diệp Tông Chủ có tiền đồ vô lượng, bây giờ lão phu cũng muốn lập tức ra tay, cướp thanh kiếm đó. Nói xong, lão tổ nhà họ Ngư nhìn Diệp Bắc Minh một cái sâu sắc. Suýt, ngay cả Diệp Bắc Minh cũng phải hít khí lạnh. Ánh mắt của lão tổ nhà họ Ngư ngưng trọng, cho nên... Diệp Tông Chủ còn cảm thấy lão phu làm lớn vấn đề lên không? Còn chưa đợi Diệp Bắc Minh trả lời. Giọng của lão tổ nhà họ Ngư lại vang lên, Diệp Tông Chủ, mời cậu rời đi đi. Bắt đầu từ bây giờ, nhà họ Ngư không có quan hệ gì với Diệp Tông Chủ.
yêu cầu trước đó của tôi, cũng hủy toàn bộ. Chỉ hy vọng Diệp tông chủ quên nhà họ Ngư đi, từ nay về sau đừng nói quen biết nhà họ Ngư. Cũng đừng nói có qua lại gì với nhà họ Ngư. Những lời nói đột ngột đó khiến Ngư Thất Tình hơi biến sắc, lão tổ, ông. Làm sao vậy? Lão tổ nhà họ Ngư quát một tiếng, cô im miệng. Rồi nhìn sang Diệp Bắc Minh, không dao động, Diệp tông chủ, có được không? Diệp Bắc Minh gật đầu, tôi hiểu. Tiền bối đã nói đến mức này, tôi còn không đi cũng đúng là không hiểu chuyện. Cáo từ. Nhà họ Ngư đã sợ bị liên lụy, anh cũng không có gì để nói. Quay người, biến mất. Diệp Bắc Minh vừa mới biến mất, Ngư Thất Tình đã vội vã lên tiếng, lão tổ, tại sao ông làm vậy? Chẳng phải ông cũng coi trọng anh Diệp sao? Tại sao phải đối xử với anh ta như vậy? Vẻ mặt của lão tổ nhà họ Ngư phức tạp, tôi tin kẻ này là rồng phượng, càng tin tiền đồ của cậu ta không có giới hạn. Nhưng cô biết thanh kiếm đó có lai lịch thế nào không? Thanh kiếm đó, còn có một tòa tháp từng khiến cả thần giới suýt bị hủy diệt. Không những vậy, từng có một gia tộc cực kỳ cường mạnh cũng bị hủy diệt hoàn toàn vì nó. Không ngờ thanh kiếm này lại quay lại, chẳng lẽ cô muốn nhà họ Ngư cũng giống như gia tộc đó sao? Ông đang nói đến hoa tộc thượng cổ ư, Ngư Thất Tình ngẩn người. Lão tổ nhà họ Ngư gật đầu, đúng thế. Sau khi lão phu xác định được lai lịch của thanh kiếm đó, nhưng không phải muốn chiếm hữu nó. Mà muốn vạch rõ ranh giới với nó. Thất Tình, cô phải hiểu đây là một thanh kiếm không may mắn. Bất kỳ ai chỉ cần có liên quan đến nó, chỉ có một kết cục, đó là mãi mãi không được siêu sinh. Ngư Thất Tình cắn môi. Không nhịn được lên tiếng. Lão tổ, Thất Tình có một chuyện chưa nói với ông. Chuyện gì? Trên khuôn mặt nghiêm trọng của lão tổ nhà họ Ngư kèm theo ba phần nghi hoặc. Giọng của Ngư Thất Tình vang lên, anh Diệp chính là người của hoa tộc thượng cổ. Cô nói gì? Lão tổ nhà họ Ngư cứng đờ người tại chỗ, há hốc miệng đến mức có thể nhét một nắm đấm. Không biết qua bao lâu, lão tổ nhà họ Ngư mới phản ứng lại, cô nói thật chứ? Ngư Thất Tình gật đầu. Tôi đã ở huyền giới một thời gian, anh Diệp rất nổi tiếng ở huyền giới. Làm việc sát phạt quyết đoán, có danh hiệu là sát thần. Tôi đã âm thầm cho người điều tra thân thế bối cảnh của Enesta, có thể chắc chắn anh ta đến từ hoa tộc thượng cổ. Lão tổ nhà họ Ngư cực kỳ ngưng trọng. Chắp tay sau lưng, không đừng đi đi lại lại. Lão tổ, làm sao thế, Ngư Thất Tình nghi hoặc. Lão tổ nhà họ Ngư dừng lại, nếu cậu ta chỉ có thanh kiếm đó. Không chừng còn có cơ hội sống sót. Nhưng cậu ta lại là người của nhà họ Diệp thượng cổ, sợ rằng, sẽ chết chắc. Cái gì? Ngư Thất Tình liền lo lắng, lão tổ, có phải ông biết điều gì không? Nếu có thể, ông nhất định phải cứu anh Diệp. Lão tổ nhà họ Ngư lắc đầu, thở dài một tiếng, cứu cậu ta. Đừng nói có cơ hội hay không trước, nhân tiện có thể đưa cả nhà họ Ngư cùng vào chỗ vạn kiếp không hồi sinh. Thất Tình. Bắt đầu từ bây giờ không cho phép cô liên lạc với Diệp Bắc Minh. Sau này gặp cậu ta, cũng phải coi như người xa lạ. Nhớ đó, đây là mệnh lệnh. Cùng lúc đó, cách mấy triệu dặm. Thần quốc Đại Ngụy, cả đại điện hoàng cung chật kín người, gần như không có chỗ đặt chân. Nhưng, cả đại điện chật kín mấy chục vạn người lại yên tĩnh đến đáng sợ. Không có ai dám thở mạnh. Càng không có ai dám lên tiếng. Chỉ vì nửa canh giờ trước, long khí chôn không trung hoàng cung Đại Ngụy đã dập tắt. Trên không trung hoàng cung Đại Ngụy có tổng cộng 9 long khí, cửu ngũ chí tôn. Cho nên nhà họ Ngụy lấy nó đưa ia xây dựng quốc gia. Lúc này, 9 long khí thì bị dập tắt mất 1, 8 long khí còn lại cũng đều tối tăm không ánh sáng. Có vẻ như cũng đang sắp dập tắt. Một ông lão áo choàng đỏ run run ngẩng đầu, kinh hãi nhìn 8 long khí còn lại, họ quay lại rồi. Khí vận của thần quốc Đại Ngụy ta sắp cạn rồi. Đại Tế Tư, ông nói cái gì? Ai quay về? Thần quốc Đại Ngụy chúng ta có căn cơ mấy triệu năm, làm sao có thể cạn khí vận chứ? Trong cả đại điện chấn động, tất cả mọi người đều ngồi không yên. Ông lão áo choàng đỏ không nói gì, điểm cây trượng trong tay. Không khí chấn rung một trận, rất nhiều bùa chú hiện lên trong không trung. Liền sau đó, những phù văn này tụ lại với nhau. Một hình ảnh xuất hiện. Gru, một con huyết long trong hình ảnh gào thét, lại một lúc nuốt chửng hết 9 long khí của thần quốc Đại Ngụy. Suýt, chuyện này. Cả hội trường tĩnh lặng như cái chết.
Ông lão mặc áo choàng đen phun ra một ngụm máu tươi, điên cuồng hét lớn, ha ha ha. Hoa tộc thượng cổ, họ quay lại rồi. Ngụy quốc của chúng ta sắp diệt vong rồi, ha ha ha. Ha ha ha, khí vận vốn thuộc về họ, chúng ta đã trộm lấy khí vận của họ. Ha ha ha. Toàn hội trường ngây ra như gà mắc thóc. Bỗng nhiên, một giọng nói uy nghiêm vang lên, người đâu, đại tế tư không được khỏe, đưa ông ta xuống nghỉ ngơi. Mấy hộ vệ tiến lên, đưa ông lão áo choàng đen đi. Mọi người đều chuyển ánh mắt, nhìn lên người đàn ông trung niên mặc long bào. Chính là hoàng đế của thần quốc Đại Ngụy, Ngụy Thương Lan. Lúc này, Ngụy Thương Lan co giật ra mặt, khí tức như mãnh hổ xuống núi, muốn diệt thần quốc ta. Đúng là kẻ ngốc nằm mơ. Thứ nhất, lập tức tìm kẻ có khả năng là người của hoa tộc thượng cổ cho tôi. Chỉ cần là kẻ đáng nghi, giết không tha. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Thứ hai, Ngụy Thương Lan dừng một lúc, ngẩng đầu nhìn long huyết trong không trung, bắt đầu từ nay thần quốc Đại Ngụy cấm bất kỳ nơi nào xuất hiện long huyết, trong tất cả công pháp nào mà xuất huyết long huyết đều lập tức dừng tu luyện. Nếu không, giết không tha. Thứ ba, Thái Dương Tông khôi phục, trong cơ thể tông chủ mới đã dung hợp 148 chiếc xương chí tôn. Con trai tôi chết trong tay hắn, kiếm long đạo cũng bị hắn cướp. Tìm được kẻ này, giết không tha. Ngụy Thương Lan ngồi trên ghế rồng, nhìn xung quanh, tôi không tin, một lời dự đoán nhỏ nhoi, lại tiêu diệt được cả vận khí hàng triệu năm của thần quốc Đại Ngụy ta. Sau khi rời khỏi nhà họ Ngư, Thạch Trung Hổ tức giận, lão tổ nhà họ Ngư thật chẳng ra sao, ba đầu thì nói ngon nói ngọt muốn bảo chủ nhân làm con rể. Vừa nãy nói trở mặt là trở mặt, lại nói những lời đó. Vãi! Xem ra! Thạch Trung Hổ đã công nhận thân phận chủ nhân của Diệp Bắc Minh. Thấy Diệp Bắc Minh tỏ vẻ mặt bình tĩnh, Thạch Trung Hổ không nhịn được nói thêm một câu, chủ nhân, cậu thực sự kiềm chế được sao? Người ta đã đuổi cậu đi như vậy, cậu không tức giận chút nào sao? Diệp Bắc Minh thản nhiên cười, đối với tôi, nhà họ Ngư cũng như người qua đường. Tôi cứu Ngư Thất Tình cũng coi như đã hoàn toàn trả ân tình cho cô ta, con người đều hướng về cái lợi tránh cái hại. Tôi có gì phải tức giận? Thạch Trung Hổ vẫn tức giận không thôi, tôi vẫn không thể hiểu được, thực lực của chủ nhân khủng bố như vậy. Trong cơ thể còn có hơn 100 chiếc xương chí tôn, lại có một thanh binh khí tiền đồ vô lượng. Rốt cuộc lão tổ của nhà họ Ngư sợ cái gì? Diệp Bắc Minh không lăn tăn, trực tiếp chuyển chủ đề, đừng nghĩ nhiều quá, đưa tôi đến rừng rậm tinh hồn. Vâng, tuy Thạch Trung Hổ bất mãn với cách làm của nhà họ Ngư. Nhưng nghe thấy Diệp Bắc Minh nói như vậy, cũng không dám nói gì. Dẫn Diệp Bắc Minh trực tiếp đi về hướng rừng rậm tinh hồn. Sau một ngày, đã đến được rừng rậm tinh hồn. Dãy núi cao mấy trăm ngàn mét liên miên vô tận. Khí thế hào hùng, kéo dài hàng trăm triệu dặm. Diệp Bắc Minh giật khỏe miệng, đây là rừng rậm ư. Thạch Trung Hổ cười giải thích, chủ nhân, rừng rậm tinh hồn chỉ là một cách gọi. Trên thực tế, nơi này là biên giới giữa nhân tộc và yêu tộc, chỉ cần xuyên qua rừng rậm tinh hồn, đối diện chính là lãnh thổ của yêu tộc. Biên giới của rừng rậm tinh hồn tổng cộng 1 triệu dặm, cách 1 vạn dặm thì có một toàn thành, tổng cộng 100 tòa thành. Một khi có yêu tộc xuất hiện, cả trăm tòa thành sẽ cùng phát ra cảnh báo, võ giả của nhân tộc có thể biết ngay lập tức. Muốn tiến vào rừng rậm tinh hồn, thì phải tiến vào một tòa thành trong đó trước. Lúc này Diệp Bắc Minh mới chú ý đến. Giữa mỗi tòa thành có liên kết trận pháp, một màn sáng trong suốt chìm vào sâu trong bầu trời, hoàn toàn ngăn cách liên lạc giữa rừng rậm tinh hồn và bên ngoài. Chẳng lẽ có chỗ kỳ diệu giống với vạn lý trường thành của Hoa Hạ? Đi thôi! Diệp Bắc Minh gật đầu, lúc đi đến gần cổng thành. Một khuôn mặt quen thuộc lọt vào tầm mắt. Hầu tử! Anh ta mặc trang phục của binh sĩ canh thành, đang kiểm tra những người ra vào. Diệp Bắc Minh ngắc nhiên, hầu tử! Sao anh lại ở đây? Hầu tử ngẩn người, sau khi nhìn thấy Diệp Bắc Minh cũng rất kích động, anh Diệp, sao anh lại đến đây? Bàn giao với binh sĩ bên cạnh một câu, rồi chạy đến trước Diệp Bắc Minh. Vô cùng kích động ôm Diệp Bắc Minh một cái, tôi còn tưởng trong mấy năm cũng không thể gặp lại anh chứ, không ngờ anh Diệp lại đến rừng rậm tinh hồn. Diệp Bắc Minh ngắm nhìn hầu tử, thế này là thế nào? Chẳng phải anh gia nhập Thất Tinh Các sao? Sao lại ở đây canh gác cổng thành? Hầu tử hơi lúng túng cười, căn cốt của tôi hơi kém, chỉ có thể làm thần bộc của Thất Tinh Các.
Sau khi tôi gia nhập Thất Tinh Các, lại không cẩn thận đắc tội với một trưởng lão, đã thị điều đến rừng rậm tinh hồn canh gác cổng thành. Nhưng tôi sống vẫn ổn, chỉ là cần tuần tra, không có thời gian luyện võ. Gần giống với thế giới hiện thực. Không có bối cảnh. Căn cốt bình thường. Điều đến biên cương. Thạch Trung Hổ ở một bên bổ sung một câu, chủ nhân, các tông môn mỗi năm đều cử người đến rừng rậm tinh hồn canh gác. Có điều tỷ lệ chết của đội tuần tra cao đến một nửa, rất nhiều người gần đều bỏ mạng. Nghe thấy lời này, con mắt của Diệp Bắc Minh lóe lên tia tức giận. Hầu tử cười xua tay, anh Diệp, người từ hạ giới lên đều như vậy. Thực ra cũng không có gì, chỉ cần vượt qua 3 năm, tôi có thể về Thất Tinh Các thoát khỏi thân phận thần bộc, trở thành đệ tử chính thức. Diệp Bắc Minh cau mày. Bỗng nhiên, bốp, một chiếc roi dài giáng xuống, quất mạnh lên sau lưng hầu tử. Xoẹt, một luồng khí tức sấm sét bùng lên, đánh cho lưng hầu tử tuét máu. Một mùi cháy truyền đến. Hầu tử đã đến bờ môi trắng bệch, cơ thể không nhịn được run lên. Bảo mày canh giữ cổng thành, mày lại tự ý rời khỏi vị trí. Giọng lạnh lùng vang lên, một thanh niên ngồi trên vật cưỡi. Từ cao nhìn xuống hầu tử, tự ý rời khỏi vị trí, phạt mày 300 roi sấm sét. Lời vừa được nói ra, vẻ mặt binh sĩ canh thành khác đều biến sắc. Có người không nhịn được cầu xin, cậu Khương, Vương Khinh Hậu chỉ có thực lực cảnh giới thần đế sơ kỳ, 300 roi giáng xuống, sợ rằng không chết cũng phế. Cậu tha cho anh ta lần này đi. Khương Kiếm Phong lạnh lùng hừ một tiếng, quy tắc là quy tắc. Mày thay cầu xin thay hắn, hay là mày chịu 300 roi này? Việc này, người cầu xin sợ đến vội vàng lùi lại, những người khác cũng đều im miệng. Người đâu, hành hình. Khương Kiếm Phong lạnh lùng quát một tiếng. Hai người đàn ông trung niên phía sau bước lên một bước, định ra tay. Diệp Bắc Minh cau mày, hầu tử, vẫn còn đang ở cổng thành, cách cổng thành chưa đến 20 bước, đâu có tính là rời khỏi vị trí. Ô, Khương Kiếm Phong cười quái dị một tiếng. Cười như không cười nhìn Diệp Bắc Minh, tao nói hắn tự ý với khỏi vị trí thì là tự ý rời khỏi vị trí, cho dù hắn rời một bước thì cũng vậy. Nhóc con, làm sao? Mày không phục hả? Sắc mặt Diệp Bắc Minh trầm xuống. Một luồng lửa giận ngút lên trong lòng. Hầu tử thấy tình hình không ổn, vội vàng kéo Diệp Bắc Minh, anh Diệp. Đừng, anh vừa đến thần giới, tuyệt đối đừng đắc tội người khác. 300 roi thôi, cũng không có gì ghê gớm. Ngược lại là anh Diệp, nếu anh đắc tội với thống lĩnh Khương, thì không thể bảo đảm an toàn. Với tính cách của Diệp Bắc Minh, chẳng may ra tay, chắc chắn là con đường chết. Bỗng nhiên, Khương Kiếm Phong cười, Vương Khinh Hậu, anh bạn này của mày hình như rất không phục. Vậy bản thống linh thay đổi trừng phạt, 400 roi. Trong mắt Diệp Bắc Minh sát ý ngưng tụ. Khương Kiếm Phong không nhịn được cười lớn, sát ý. Ha ha ha, mày còn muốn giết tao. Vẻ mặt thú vị nhìn Diệp Bắc Minh, 500, roi, sấm sét. Nhóc con, mày còn dùng ánh mắt đó nhìn tao, tao sẽ tăng thêm. Diệp Bắc Minh thực sự động sát tâm. Lúc này, giọng của Thạch Trung Hổ ở một bên vang lên, thống lĩnh Khương, ta tôi bảo cậu ấy qua đây để hỏi mấy câu. Cho nên, người này có lẽ không tính là tự ý rời khỏi vị trí chứ. Khương Kiếm Phong sầm mặt, lạnh lùng nhìn Thạch Trung Hổ, Thạch Trung Hổ. Ông cũng ở rừng rậm tinh hồn hơn 100 năm, chẳng lẽ cứ phải đối đầu với tôi? Thạch Trung Hổ cười lắc đầu, xin lỗi, Thạch Trung Hổ tôi có rất nhiều kẻ thù. Thêm một mình anh cũng không là gì, những năm nay tôi chém giết vô số yêu tộc, cũng có được tinh hồn lệnh. Nói xong, lấy ra một lệnh bài màu đen lắc lư. Tôi có tư cách bảo một binh sĩ canh thành ra trả lời câu hỏi của tôi chứ? Tinh hồn lệnh, do các tông môn liên hiệp lại phát ra. Có thể đi lại tự do trong rừng rậm tinh hồn. Sắc mặt Khương Kiếm Phong khó coi, đương nhiên ông có tư cách này. Thạch Trung Hổ chỉ vào hầu tử, đã như vậy, người này không tính là tự ý rời khỏi vị trí. Nếu thống lĩnh Khương cứ muốn đánh anh ta 500 roi, tôi có thể cho rằng thống lĩnh Khương lợi dụng việc công trả thù riêng không? Tôi có thể báo cáo với thành chủ. Ông, tôi còn có nhiệm vụ tuần tra, đi trước đây. Nói xong. Khương Kiếm Phong hầm hầm liếc nhìn hầu tử một cái, rồi lại lạnh lùng lướt nhìn Diệp Bắc Minh. Sau khi rời khỏi phạm vi của cổng thành, hạ lệnh với người bên cạnh, để ý chặt họ cho tôi, tìm được nơi dừng chân của họ, lập tức thông báo cho tôi.
Vâng. Trước cổng thành, hầu tử nói lời cảm ơn Thạch Trung Hổ, cảm ơn tiền bối ra tay tương trợ, tại hạ cảm kích bất tận. Thạch Trung Hổ lắc đầu, bạn của chủ nhân, là bạn của tôi. Chủ nhân. Hầu tử sợ giật mình, anh Diệp, thế này là thế nào? Chỉ có thực lực cảnh giới thần tôn trở lên mới có tư cách có được tinh hồn lệnh. Một cảnh giới thần tôn đó. Lại gọi anh Diệp là chủ nhân. Diệp Bắc Minh lắc đầu, ở đây nhiều người, tìm một nơi rồi tôi giải thích cho anh. Hầu tử giơ ngón tay cái, vãi, anh Diệp thật lợi hại. Quả nhiên người lợi hại đi đến đâu cũng lợi hại, không giống tôi. Tôi còn nghĩ mình thiên phú dị bẩm cơ. Kết quả đến thần giới mới phát hiện tôi chẳng là gì hết. Cười khổ lắc đầu. Diệp Bắc Minh vỗ vai anh ta, đừng nghĩ nhiều, anh em chúng ta không dễ gì gặp nhau được ở thần giới. Tìm nơi uống vài ly đi. Được, hầu tử đồng ý nhanh gọn. Bàn giao vài câu với đồng đội, rồi đưa Diệp Bắc Minh đến tửu lầu sang trọng nhất trong thành. Vừa tiến vào tửu lầu. Một tầng hơn 100 chiếc bàn đã chật kín người. Chỉ có trong góc cầu thang mới có bàn trống. Hầu tử lúng túng cười, anh Diệp, vừa đến thần giới chưa đến một tháng, tôi cũng không giàu lắm. Thạch Trung Hổ lên tiếng, chủ nhân, tôi có tinh hồn lệnh có thể lên phòng bao trên tầng. Hay là tôi đi nói với trưởng quầy một tiếng. Diệp Bắc Minh cười lắc đầu, không sao, anh em vừa gặp mặt thì ăn luôn ở đây đi. Vậy được. Hầu tử nhìn thực đơn một cái, cắn răng gọi một bàn ăn ngon. Hai người vừa ăn chưa được mấy miếng, Khương Kiếm Phong dẫn một đám người xuất hiện ở cổng tửu lầu. Một người quản lý trung niên lập tức ra nghênh đón, ô, là thống lĩnh Khương, cơn gió nào đưa cậu đến đây thế? Trên tầng có phòng bao, để lại riêng cho cậu đấy. Khương Kiếm Phong đảo mắt nhìn khắp đại sảnh tầng 1, lập tức nhìn sang bàn của Diệp Bắc Minh. Nhếch miệng cười, không cần, hôm nay tôi ngồi tầng 1. Cất bước chân đi về phía Diệp Bắc Minh. Thạch Trung Hổ cau mày, chủ nhân, Khương Kiếm Phong đến. Ánh mắt nhìn lên ông lão để râu dê đi sau Khương Kiếm Phong ba bước, ông lão đó tên là Tề Cung, cảnh giới thần tôn đỉnh phong, thực lực còn mạnh hơn tôi một chút. Anh Diệp, hầu tử cũng hơi căng thẳng, đều tại tôi không tốt, nếu tôi chịu 500 roi sấm sét thì đã không có chuyện này rồi. Diệp Bắc Minh trợn trừng mắt, đừng nói lời ngốc nghếch, anh chịu 500 roi thì còn sống được không? Nhưng, hầu tử tỏ vẻ mặt tự trách. Diệp Bắc Minh lắc đầu, vỗ vai hầu tử. Đừng lo lắng, chúng ta tiếp tục ăn, mặc kệ hắn ta. Được. Hầu tử kiềm chế nỗi lo lắng. Bàn này rất được, chúng ta ngồi ở đây đi, Khương Kiếm Phong đi đến, chỉ vào chiếc bàn của Diệp Bắc Minh. Soạt. Ánh mắt của tất cả thực khách ở tầng 1 đều nhìn qua. Có kịch hay xem rồi. Quản lý trung niên hơi khó xử, thống lĩnh Khương, bàn này đã có người rồi. Phòng bao trên tầng dành riêng cho cậu đấy. Cậu việc gì cứ phải ngồi trong góc rẽ cầu thang, vị trí này. Bốp! Một tiếng giòn tan vang lên, quản lý trung niên kêu thảm một tiếng trực tiếp bay đi. Ở đâu ra lắm lời thế, ông đây muốn bàn này, có được không? Quản lý trung niên kinh sợ ôm mặt bò lên, hết sức xin lỗi, thống lĩnh Khương, xin lỗi, là lỗi của tôi. Tôi lập tức sắp xếp người đổi cho cậu. Chạy đến trước Diệp Bắc Minh với vẻ mặt đau khổ, cậu Vương, thực sự xin lỗi. Có vị chuyển chỗ ngồi không? Cậu Vương, tôi xin cậu đấy. Quản lý trung niên định quỳ xuống. Vừa hay, bên cạnh có người thanh toán, chống ra mấy chiếc bàn. Hầu tử không nhẫn tâm, anh Diệp, hay là chúng ta nhường đi? Con người lão Trương rất tốt, cũng là người thật thà. Được, theo anh sắp xếp, Diệp Bắc Minh gật đầu. Được được được. Người quản lý trung niên lập tức chuyển đồ ăn trên bàn sang bàn bên cạnh. Rồi mời Khương Kiếm Phong ra ngồi. Khương Kiếm Phong vừa ngồi xuống, lại nhìn chiếc bàn của mấy người Diệp Bắc Minh, không thấy tôi có đông người thế này à? Tôi cần cả chiếc bàn đó. Quản lý trung niên ngẩn người, a. À. Khương Kiếm Phong tát quản lý trung niên một cái, a à cái gì mà a? À? Mau bảo họ cút đi. Diệp Bắc Minh cau mày, anh muốn gây sự với tôi thế hả? Khương Kiếm Phong đập bàn cười lớn, ha ha ha, giờ mới phát hiện ra à? Vốn dĩ chuyện này không liên quan đến anh, tại sao anh cứ phải ra mặt giúp tên phế vật này chứ? Thực sự cho rằng có Thạch Trung Hổ chống lưng thì có thể ngang ngược ở thành thứ 72 à? Một câu, hôm nay ông đây cứ muốn chơi chết mày. Vì hầu tử, Diệp Bắc Minh đã nhịn hai lần.
không thể nhịn nữa, thì không cần nhịn. Diệp Bắc Minh đột nhiên nổi giận, một bước trực tiếp xuất hiện bên cạnh Khương Kiếm Phong. Mày thích ăn lắm hả? Một trường tóm về phía cổ họng của hắn. Tề Cung ở bên cạnh bỗng mở đôi mắt, gầm thét một tiếng, cậu Khương tránh xa ra. Cút! Bàn tay khô gầy tóm về phía trái tim của Diệp Bắc Minh. Cút cái mẹ mày! Diệp Bắc Minh nổi giận, tay trái Chí Tôn tóm về phía bàn tay khô gầy của Tề Cung. Khoảnh khắc hai người tiếp xúc, rắc một tiếng giòn tan. Bàn tay của Tề Cung nổ nứt, cơ thể bị đánh bay đi. Lão Tề! Khương Kiếm Phong sợ giật mình, cuối cùng biết mình đã gây sự với người không nên chọc. Liền sau đó, tay phải của Diệp Bắc Minh tóm cổ họng của hắn, đập mạnh cái đầu của hắn về phía đồ ăn trên bàn, mày thích gây chuyện phải không? Phập, một tiếng bức bối, bát đĩa vỡ tan. Trên khuôn mặt của Khương Kiếm Phong bị rạch đầm đìa máu tươi. Diệp Bắc Minh cất giọng lạnh lùng, chẳng phải mày muốn ăn à? Ăn hết toàn bộ bát đĩa này cho tao. Hãy nhớ, toàn bộ nhai vụn nuốt cuống, không được sót một mảnh. Nếu không, tao nhét từng mảnh giúp mày. Giọng của Diệp Bắc Minh băng lạnh giống như tử thần. Cả tầng một tửu lầu lập tức trở nên giống như hầm băng. Tên nhóc này mọc từ đầu ra vậy. Lại dám ra tay với thống lĩnh Khương ở thành thứ 72. Những võ giả khác có mặt tỉnh táo lại, đều ngẩng đều nhìn về phía Diệp Bắc Minh. Trong mắt đầy vẻ chấn hãi. Nhóc con, mày biết mình đang làm gì không? Người của nhà họ Khương mà mày cũng dám, Tề Cung vừa cầm máu cho bàn tay bị rách nứt, vừa lạnh lùng uy hiếp. Diệp Bắc Minh tóm cổ của Khương Kiếm Phong, đập mạnh xuống bàn. Quay người bước ra một bước, đi thẳng đến chỗ Tề Cung. Nhóc con, mày muốn làm gì? Vẻ mặt Tề Cung biến sắc, vừa nãy một quyền của Diệp Bắc Minh khiến lòng người kinh hãi. Ông ta tiện tay rút ra một thanh trường kiếm, chém một đường về phía Diệp Bắc Minh, nhóc con. Mày sẽ chết rất thảm đấy. Mày vốn không biết mày đã đắc tội với ai. Một tiếng gầm thét. Trường kiếm trong tay Tề Cung ầm ầm bùng phát, một hư ảnh báo săn xuất hiện phía sau ông ta. Mang theo kiếm khí ngút trời chém về phía Diệp Bắc Minh. Cút! Diệp Bắc Minh vung tay trái Chí Tôn, tấn công ra một quyền. Rắc rắc, một tiếng trầm bức, hư ảnh báo săn bị một quyền đấm nát, kiếm khí càng tiêu tan tại chỗ. Sức mạnh còn lại đập mạnh lên lồng ngực của Tề Cung, đánh ông ta bay ra phía sau đập lên bức tường của tửu lầu. Nếu không phải bức tường của tửu lầu sáng lên một trận pháp phòng ngự, ngăn Tề Cung bay ra ngoài, thì sợ rằng ông ta sẽ trực tiếp đập xuyên qua cả bức tường. Phập! Cả tửu lầu chấn rung dữ dội. Lúc này Tề Cung mới trượt rơi xuống đất. Lồng ngực lõm xuống, toàn bộ xương sườn gãy lìa. Không chỉ như vậy. Kinh mạch toàn thân và đan điền của ông ta lại bị một quyền trực tiếp đánh vỡ. Mày! Tề Cung đưa tay chỉ vào Diệp Bắc Minh, trong đôi mắt đầy vẻ kinh sợ, mày là ai? Những người có mặt đều sợ trố mắt bởi cảnh này. Quá cuồng ngạo! Quá hung tàn! Quá khủng bố! Diệp Bắc Minh giơ tay ra tóm, một luồng sức mạnh vô hình tóm chặt cổ của Tề Cung. Sách Tề Cung giống như tóm một con chó chết, tiện tay ném đến bên bàn. Giơ một chân dẫm lên đầu Tề Cung. Hỏi một câu cuối cùng, mày tự ăn, hay là tao bón cho mày ăn? Nhìn con mắt của Diệp Bắc Minh, và cả giọng nói băng lạnh vô tình đó. Khương Kiếm Phong sợ đến run rẩy, tao không biết mày là ai, nhưng mày biết tao là ai không? Tao là... Còn chưa nói xong, một tay Diệp Bắc Minh tóm chặt cổ của Khương Kiếm Phong. Bốc một nắm mảnh sứ vỡ, nhét về phía miệng của Khương Kiếm Phong. Ư... Khương Kiếm Phong đang muốn nôn ra. Giọng nói như tử thần vang lên, trực tiếp nuốt xuống, hãy nhớ, không được cắn vỡ. Nếu mày dám nôn ra, tao bảo đảm sẽ trực tiếp dẫm nát cái đầu của mày. Khương Kiếm Phong không ngừng run lên, kinh hãi nhìn Diệp Bắc Minh. Hắn có trực giác, nếu mình dám nôn mảnh sứ ra. Diệp Bắc Minh sẽ dẫm nát đầu hắn thật. Điên rồi, hắn là kẻ điên. Rốt cuộc mình đã chọc vào ai thế này? Khương Kiếm Phong đã rất muốn khóc. Đúng lúc hắn do dự, trên cầu thang vang lên một giọng nói, vừa nãy là các người gây ầm ĩ hả? Khiến bản công tử ăn cơm trên tầng cũng không được yên tĩnh. Soạt! Tất cả mọi người đều quay đầu. Chỉ thấy, mấy nam nữ thanh niên từ trên cầu thang đi xuống. Thanh niên dẫn đầu mắt còn cao hơn đỉnh đầu, mặc cẩm y hoa lệ. Một cô gái thướt tha duyên dáng đi theo phía sau, đeo lụa trắng che khuôn mặt.
khi nhìn thấy người này, đồng tử của tất cả mọi người trong tử lầu đều co lại. Đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Hu hu hu, cậu Trương, cứu tôi với. Khương Kiếm Phong không dám nhả mảnh sứ vụn ra, trong lúc nói mảnh sứ vụn lạo xạo trong miệng. Máu tươi trào ra từ miệng như nước suối. Diệp Bắc Minh nhìn thẳng thanh niên trên cầu thang, anh cũng muốn lo chuyện bao đồng. Việc này, mọi người đều khó thở, Diệp Bắc Minh làm sao dám ăn nói với cậu Trương như vậy. Thanh niên ngẩn người, sau đó cười, anh không biết tôi. Diệp Bắc Minh lắc đầu, tôi cần biết anh hả? Suýt, tất cả mọi người trong tử lầu đều hít khí lạnh. Sợ hãi lùi lại, đồng thời còn nhìn Diệp Bắc Minh với ánh mắt thông cảm. Thạch Trung Hổ không nhịn được tiến lên một bước, thấp giọng nhắc nhở, chủ nhân, cậu ta tên Trương Thiên Vũ, là con trai của tông chủ Trấn Hồn Tông. Ồ, Diệp Bắc Minh gật đầu, lại trực tiếp mặc kệ Trương Thiên Vũ. Quay người nhìn Khương Kiếm Phong, mày ăn chậm quá, cho mày thêm thời gian 100 hơi thở. Ăn hết toàn bộ đĩa vỡ dưới đất. 1, 2, 3. Tao ăn, tao ăn. Khương Kiếm Phong sợ đến bỏ dưới đất. Nhặt mảnh sứ vụn nhét vào miệng. Hắn đã sợ thật sự. Khi Diệp Bắc Minh đếm đến 87, dưới mặt đất đã không còn mảnh vụn nào. Trong miệng Khương Kiếm Phong đầy máu, vành miệng cũng rạch nát, đại. Đại nhân, tôi ăn hết rồi. Diệp Bắc Minh cười như không cười nhìn hắn, sao mày còn gây rắc rối với tôi không? Không dám nữa, không dám nữa. Khương Kiếm Phong quỳ dưới đất dập đầu liên tục, trong lòng lại hung dữ nghĩ. Khương Kiếm Phong thề với trời, nhất định sẽ băm vằm mày ra làm trăm mảnh. Bất luận dùng thủ đoạn gì, trả cái giá thế nào, tao cũng phải cho mày chết vô cùng thê thảm. Bây giờ thực lực không đủ, chỉ đành âm ức khuất phục. Nhưng, mày cứ đợi đấy cho tao. Chết! Sát ý ngút trời, toàn bộ được chôn xuống đáy lòng. Diệp Bắc Minh đột nhiên cười, đáng tiếc, mày không có cơ hội nữa. Hả? Cơ thể của Khương Kiếm Phong run lên. Kinh sợ ngẩng đầu. Vừa hay nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng vô địch. Đồng tử co mạnh lại. Chẳng lẽ suy nghĩ trong lòng đã bị Diệp Bắc Minh nhìn thấu? Diệp Bắc Minh bình tĩnh nói, lên đường đi. Khương Kiếm Phong sợ hãi lùi lại, tao đã ăn hết bát đĩa rồi, mày còn muốn giết tao? Mày không giữ lời. Tôi đã nói mày ăn hết đĩa thì không giết mày lúc nào. Diệp Bắc Minh cười. Vãi. Khương Kiếm Phong tức giận gầm một tiếng. Máu tươi từ trong miệng phun ra, Khương Kiếm Phong tao không thể nào chết ở đây. Quay người xông ra khỏi tử lầu. Lúc xông đến cửa lớn tử lầu, Diệp Bắc Minh tấn công ra một quyền. Tề Cung dùng hết sức lực cuối cùng xông lên, cậu chủ mau chạy đi. Vọng tưởng chặn được quyền này. Phập, cơ thể của hai người cùng nổ tung, hóa thành xương máu. Tất cả mọi người đều nhìn Diệp Bắc Minh một cái sâu sắc, kẻ này, thủ đoạn thật tàn nhẫn. Sau hôm nay, sợ rằng không ai dám đắc tội với hắn. Trong cảnh tĩnh lặng như cái chết, Diệp Bắc Minh thản nhiên nói, hầu tử, chúng ta ăn tiếp không? Ực ực, hầu tử nuốt nước miếng, anh Diệp, anh đã giết thống lĩnh Khương, liệu có? Diệp Bắc Minh cười, yên tâm, tin tôi đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Hầu tử suy nghĩ một lát, gật đầu, đừng ngồi không yên. Đúng lúc này, một thanh niên bên cạnh Trương Thiên Vũ quát nói, nhóc con, mày tên là gì? Con trai của tông chủ Trấn Hồn Tông chúng ta đang ở đây, mày còn dám ngồi ăn cơm? Còn không mau lại đây hành lễ? Diệp Bắc Minh như không nghe thấy gì. Tiếp tục ăn. Đi đường liên tục, anh thực sự rất đói. Người thanh niên thấy Diệp Bắc Minh phớt lờ hắn, cảm thấy mất hết mặt mũi, tức giận quát, tao đang nói với mày đấy, không nghe thấy hả? Con trai của tông chủ Trấn Hồn Tông đang ở đây. Còn không qua đây hành lễ. Diệp Bắc Minh bưng chén rượu, uống cạn một hơi, cho dù đích thân tông chủ Trấn Hồn Tông đến, tôi cũng có thể ngồi ngang hàng. Con trai của tông chủ nhỏ bé, cũng xứng để tao hành lễ. Cả tử lầu chìm vào tĩnh lặng như cái chết. Không khí đông cứng. Vãi, tên nhóc này có lai lịch thế nào, khẩu khí lớn như vây. Hắn dám nói ngồi ngang hàng với tông chủ Trấn Hồn Tông. Các thực khách trong tử lầu sợ hãi lùi lại. Thạch Trung Hổ mở to đôi mắt, ông ta biết Diệp Bắc Minh rất cuồng ngạo, nhưng cũng không ngờ cuồng ngạo đến thế. Chủ nhân, thế lực của Trấn Hồn Tông rất lớn, cậu. Ngay cả cô gái đeo khăn che mặt bên cạnh Trương Thiên Vũ cũng ngạc nhiên lướt nhìn Diệp Bắc Minh một cái.
trong đôi mắt đẹp chớp lên gợn sóng. Chỉ có hầu tử mặt đầy kích động, đây mới là anh Diệp mà mình quen thuộc. Tông chủ gì chứ, chẳng là cái thá gì. Người thanh niên, không được sỉ nhục Trấn Hồn Tông, không được sỉ nhục bố của tôi. Sắc mặt Trương Thiên Vũ lạnh lùng, trực tiếp hạ lệnh, bắt lấy hắn. Áp giải về sơn môn Trấn Hồn Tông, quỳ ăn năn hối cải vạn năm. Rõ. Hai ông lão cảnh giới thần tôn đỉnh phong phía sau Trương Thiên Vũ đang định ra tay. Dừng tay. Bỗng nhiên, một giọng nói già nua gấp gáp vang lên, đừng làm bừa, cậu ta nói không sai. Cái gì? Mọi người trong tửu lầu đều kinh ngạc, tất cả quay đầu nhìn ra cửa lớn tửu lầu. Chỉ thấy, một đám người mặc trang phục Trấn Hồn Tông mau chóng đi vào, người dẫn đầu chính là Ngụy Vô Nhai. Ngụy trưởng lão. Trương Thiên Vũ nhìn thấy là Ngụy Vô Nhai, sắc mặt hơi lạnh nhạt, nếu ông không cho tôi một lời giải thích hợp lý, với thân phận trưởng lão ngoại môn nhỏ bé của ông. Lời vừa nãy đồng nghĩa với việc lăng nhục bố tông chủ của tôi. Ông có biết sau khi về Trấn Hồn Tông sẽ chịu trừng phạt thế nào không? Ngụy Vô Nhai gật đầu với sắc mặt nghiêm túc, công tử, đương nhiên thuộc hạ biết. Là trưởng lão của Trấn Hồn Tông càng không thể xi nhục tông chủ. Cậu ta chính là Diệp Bắc Minh tông chủ mới của Thái Dương Tông, với thân phận địa vị của Thái Dương Tông, Diệp tông chủ thực sự có thể ngồi ngang hàng với tông chủ Trấn Hồn Tông chúng ta. Vừa dứt lời, giống như đập một tảng đá lớn xuống mặt nước yên ả. Dấy lên sóng lớn ngút trời. Cái gì? Hắn chính là Diệp Bắc Minh, tông chủ của Thái Dương Tông. Vãi, nghe nói một mình hắn đã nuốt chừng 148 chiếc xương chí tôn. Có phải thật không? Vãi, nếu nói như vậy, bây giờ trong cơ thể của hắn có 148 chiếc xương chí tôn. Chẳng trách thực lực của hắn khủng bố như vậy. Cả tửu lầu xôn xao. Mấy ngày nay, tất cả mọi việc xảy ra bên ngoài Thái Dương Tông đã truyền khắp hơn nửa thần giới. Thái Dương Tông khôi phục. Tông chủ Diệp Bắc Minh một mình nuốt chừng 148 chiếc xương chí tôn. 10 thần hoàng giáng xuống chúc mừng Thái Dương Tông. Bất kỳ chuyện nào cũng đủ khiến người ta kinh hãi đến nổ con mắt. Theo lý mà nói, sau khi Diệp Bắc Minh dung hợp 148 chiếc xương chí tôn thì sẽ trốn trong Thái Dương Tông không ra ngoài, cho đến khi thực lực đủ để tự bảo vệ mình. Mọi người nằm mơ cũng không ngờ, lúc này Diệp Bắc Minh dám xuất hiện ở rừng rậm tinh hồn. Tất cả mọi người ánh mắt rực lửa, đều nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Tham lam, kích động, sát ý, ngưỡng mộ, đố kỵ. Các loại cảm xúc dâng lên. Đồng tử của Trương Thiên Vũ co lại, Ngụy trưởng lão, hắn là Diệp Bắc Minh thật sao? Trong đôi mắt đẹp của cô gái bên cạnh dấy lên gợn sóng. Đúng thế. Ngụy Vô Nhai nhìn về hướng Diệp Bắc Minh một cái, Diệp tông chủ, không ngờ lại gặp nhau nhanh như vậy. Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu, coi như đáp lại. Trương Thiên Vũ kiêng sợ nhìn Diệp Bắc Minh một cái, chúng ta đi. Quay người, định đi lên tầng. Bỗng nhiên, cô gái bên cạnh cười nói, cậu Trương, tôi rất hiếu kỳ với Diệp tông chủ này, muốn qua đó làm quen. Nói xong, cũng mặc kệ Trương Thiên Vũ có phản đối không. Trực tiếp chạy đến chiếc bàn của Diệp Bắc Minh, kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Tự giới thiệu, chào Diệp tông chủ, tôi là Lãnh Thanh Thu. Tôi rất có hứng thú với xương chí tôn trong cơ thể Diệp tông chủ, anh thực sự đã dung hợp 148 chiếc xương chí tôn sao? Nhưng tôi nghe nói, xương chí tôn cực kỳ hiếm có, một vài thần hoàng đã tìm kiếm xương chí tôn khắp nơi cho con cháu của mình. Cuối cùng cả đời cũng không tìm được một chiếc nào. Diệp tông chủ làm thế nào mà một lúc tìm được 148 chiếc xương chí tôn? Nói xong, mở to đôi mắt ngây thơ vô tội, đợi Diệp Bắc Minh trả lời. Một mùi hương ập đến, khiến tinh thần người ta phấn chấn. Diệp Bắc Minh bị chọc cười, ha ha, chúng tôi không biết cô Lãnh trông như thế nào. Vừa đến đã hỏi xương chí tôn, có phải không lịch sự lắm không? Nhưng anh không nổi giận. Trực tiếp đến hỏi. Cũng còn tốt hơn vài người âm thầm ra tay. Ít nhất, không khiến Diệp Bắc Minh thấy phản cảm. Được thôi. Lãnh Thanh Thu gật đầu, tay ngọc lướt qua khăn che mặt, chậm rãi tháo xuống. Một khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành xuất hiện trước mắt. Đẹp. Quá đẹp. Các võ giả xung quanh nhìn mà mê mẩn, không ngừng nuốt nước miếng. Vãi, cô. Hầu tử suýt nhảy lên. Diệp Bắc Minh cũng ngẩn người, nhìn chằm chằm Lãnh Thanh Thu. Bị Diệp Bắc Minh nhìn như vậy, Lãnh Thanh Thu hơi không tự nhiên, làm sao? Trên mặt tôi dính thứ gì à?
Hầu tử nhìn Diệp Bắc Minh, rồi lại nhìn Lãnh Thanh Thu, cô Lãnh, cô trông rất giống với một người phụ nữ của anh Diệp. Phụt! Lãnh Thanh Thu ôm miệng cười, giống như ngôi sao lướt qua bầu trời đêm tỏa ra ánh sáng, anh Diệp, cách tán gái của anh bạn này của anh cũng thật kém quá rồi. Diệp Bắc Minh lại gật đầu, anh ta nói đúng, rất giống với một hồng nhan tri kỷ của tôi. Cô ấy tên là Hạ Nhược Tuyết, tôi đã rất lâu không gặp cô ấy. Khi ở thế giới Tam Thiên, Diệp Bắc Minh đã cho tháp Càn Khôn Chấn Ngục tìm kiếm tung tích của Hạ Nhược Tuyết. Cô ấy không ở thế giới Tam Thiên, cũng không có ở huyền giới. Diệp Bắc Minh suy đoán, chẳng lẽ Hạ Nhược Tuyết đã thông qua cách nào đó tiến vào thần giới? Hả, thật không? Lãnh Thanh Thu ngạc nhiên. Đột nhiên, cô ta như nghĩ đến điều gì, hơi ngưng trọng nhìn Diệp Bắc Minh một cái, anh Diệp, nếu tôi thực sự rất giống một hồng nhan tri kỷ của anh. Sao thế, Diệp Bắc Minh cảm thấy không đúng lắm. Lãnh Thanh Thu suy nghĩ một lát, nhìn xung quanh, ở đây đông người, không tiện lắm. Nếu được, trên tầng tôi có phòng bao, có thể vào trong nói chuyện không? Được. Diệp Bắc Minh liền đồng ý. Vãi. Đã đi phòng bao rồi. Mẹ kiếp, họ hẹn nhanh như vậy hả? Các võ giả trong tửu lầu gào rú, ra vẻ xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện. Trương Thiên Vũ đứng trên cầu thang sắc mặt tái xanh, lúc hai người đi qua bên cạnh hắn. Trương Thiên Vũ hắng giọng lên tiếng, cô Lãnh, hai người. Lãnh Thanh Thu nhìn qua, chỉ thấy trong mắt Trương Thiên Vũ đầy tia máu, cậu Trương, tôi và Diệp Tông Chủ có chuyện cần nói, đi lên tầng trước. Đương nhiên, việc này không ảnh hưởng đến chuyện tôi đã hứa với anh. Nói xong, kéo Diệp Bắc Minh trực tiếp đi lên tầng. Đi thẳng đến ngoài một phòng bao, mở cửa đi vào. Khởi động trận pháp trong phòng, ngăn cách tất cả khí tức. Trong phòng đương trang trí màu hồng, vừa nhìn là căn phòng bài trí dành riêng cho cô gái. Dịu dàng và ấm áp. Lãnh Thanh Thu nói thẳng, anh cũng không phải là nhân tộc phải không? Vừa nãy nhìn thấy anh, tôi đã cảm nhận được. Ít nhất, huyết mạch trong cơ thể của anh không thuần, hơn nữa còn có huyết thống yêu hoàng. Diệp Bắc Minh không bất ngờ, cô cũng không phải loài người. Nhưng cô có hình dáng con người. Chẳng lẽ, cô là yêu tộc? Lãnh Thanh Thu bước một bước về phía Diệp Bắc Minh, trên người xảy ra biến hóa long trời lở đất. Tai của cô ta dài ra, mũi biến thành màu hồng. Trên người mọc ra một lớp lông tóc màu trắng tuyết, giống như nàng thỏ. Nhưng khuôn mặt đó vẫn là khuôn mặt của Hạ Nhược Tuyết. Thỏ thành tinh, Diệp Bắc Minh sửng sốt. Lãnh Thanh Thu tức đến dậm chân, cái gì mà thỏ thành tinh? Tôi cũng có huyết thống yêu hoàng cao quý. Diệp Bắc Minh giật khóe miệng, thôi được, cô gọi tôi đến đấy rốt cuộc muốn nói gì. Lãnh Thanh Thu nhìn Diệp Bắc Minh một cái sâu sắc, lên tiếng nói, khi yêu tộc chúng tôi hóa thành hình người, thông thường đều sẽ tìm một con người để tham khảo. Trước khi tôi hóa hình, chưa từng gặp con người nào. Diệp Bắc Minh sững sờ, hiểu ra, cho nên, cô từng gặp Nhược Tuyết. Lãnh Thanh Thu gật đầu, đúng thế, nhưng khi tôi gặp cô ta đang bị một đám yêu tộc truy giết. Tôi cũng chỉ liếc nhìn qua, chỉ là sau này. Đang định nói tiếp. Anh làm sao thế? Lãnh Thanh Thu kinh ngạc phát hiện đôi mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng, tóm chặt cổ tay của cô ta, Nhược Tuyết bị yêu tộc truy giết. Chuyện là thế nào? Ở đâu? Lúc nào? Lãnh Thanh Thu ngạc nhiên nhìn Diệp Bắc Minh. Lúc này người đàn ông trước mặt, đúng là giống như thú hoang đang nổi giận. Nội tiết tố nam bùng phát. Lãnh Thanh Thu lắc đầu. Tôi không biết tại sao cô ta bị yêu tộc truy giết, nhưng cũng đã qua hơn nửa năm rồi. Nửa năm. Trong lòng Diệp Bắc Minh trầm xuống, đã qua thời gian dài như vậy. Chẳng lẽ Nhược Tuyệt thực sự lành ít dữ nhiều? Không nhịn được hỏi, ở đâu? Lãnh Thanh Thu suy nghĩ một lúc, lên tiếng, tôi có thể nói với anh địa điểm, cũng có thể đưa anh đến nơi đó. Nhưng bất luận có tìm được Hạ Nhược Tuyết mà anh nói hay không, anh cũng phải theo tôi về thỏ tộc một lần. Diệp Bắc Minh cau mày, về thỏ tộc. Đúng. Lãnh Thanh Thu gật đầu khẳng định, cụ thể là chuyện gì, bây giờ tôi không thể nói với anh. Tôi chỉ có thể nói, chuyện này liên quan đến sống chết tồn vong của thỏ tộc. Tôi đồng ý với cô. Diệp Bắc Minh quyết đoán gật đầu, hai người lập tức rời khỏi phòng, cùng đến đại sảnh tầng 1. Nhanh vây đã xong rồi. Chắc tên nhóc này không phải là yếu sinh lý chứ. Có người lẩm bẩm. Hầu tử và Thạch Trung Hổ chạy đến. Diệp Bắc Minh nói, chúng ta lập tức lên đường, tiến vào rừng rậm tinh hồn.
Cái gì? Thạch Trung Hổ sợ giật mình, đảo nhìn các võ giả xung quanh một lượt. Chủ nhân, người ở đây được biết trong cơ thể cậu có hơn 100 chiếc xương chí tôn, bây giờ đều nhìn cậu như hổ rình mồi đấy. Cuối cùng, ánh mắt của ông ta nhìn sang Trương Thiên Vũ, đặc biệt là kẻ này, bây giờ chúng ta rời khỏi thành thứ 72, tiến vào rừng rậm tinh hồn chắc chắn không phải là lựa chọn thông minh. Diệp Bắc Minh có thể cảm nhận được từng đôi mắt tràn đầy vẻ tham lam khóa chặt anh. Nhưng, anh phải biết hiện giờ Hạ Nhược Tuyết có an toàn không? Không kịp nữa, đi thôi. Diệp Bắc Minh lắc đầu, cùng Lãnh Thanh Thu trực tiếp đi ra ngoài tử lầu. Thạch Trung Hổ và Hầu Tử nhìn nhau một cái, rồi đi theo sau. Liền sau đó, mấy chục võ giả nối đuôi nhau không hề che đậy đi theo phía sau Diệp Bắc Minh. Đi về bẩm báo với tông môn, Diệp Bắc Minh đã rời khỏi Thái Dương Tông, đang ở thành thứ 72 rừng rậm tinh hồn, một tốp võ giả khác lại mau chóng đi thông báo về tông môn của mình. Xương Chí Tôn đã xuất hiện. Trương Thiên Vũ âm lạnh hạ lệnh, đi theo sát hắn cho tôi, cho dù các anh mất mạng cũng không được để mất dấu. Vâng. Mấy thanh niên phía sau đang định đi theo, Ngụy Vô Nhai vội vàng lên tiếng, cậu chủ, tuyệt đối không được. Thực lực của kẻ này cực kỳ khủng bố, hơn nữa trong cơ thể có 148 chiếc xương Chí Tôn, có thể còn có thủ đoạn kinh thiên khác. Câm miệng. Trương Thiên Vũ quát một tiếng, xương Chí Tôn. Tôi đang muốn có xương Chí Tôn. Đi vào rừng rậm tinh hồn, là rồng thì cũng phải cuộn mình lại cho tôi, xương Chí Tôn trong cơ thể tên nhóc này, tôi lấy chắc rồi. Nói xong trực tiếp đuổi theo ra. Cùng lúc đó, mấy người Diệp Bắc Minh xong ra khỏi thành thứ 72 mà không quay đầu, mau chóng đi sâu vào trong rừng rậm tinh hồn. Đám võ phía sau đi theo từ đằng xa. Giống như rắn độc, có thể phát động tấn công bất cứ lúc nào. Hai ngày trôi qua. Diệp Bắc Minh nhìn xung quanh, nơi này đã là sâu trong rừng rậm tinh hồn, cô Lãnh vẫn không định nói với tôi cô đã nhìn thấy Nhược Tuyết ở đâu sao. Trong hai ngày, tổng cộng có mười mấy lượt người ra tay chặn đường. Không ai ngoại lệ, đều bị Diệp Bắc Minh tiện tay giết chết. Lãnh Thanh Thu cũng chứng kiến thực lực khủng bố của Diệp Bắc Minh, nhả ra một cái tên, Lưỡng Giới Sơn. Lưỡng Giới Sơn. Lúc Diệp Bắc Minh đang suy nghĩ. Cái gì? Lưỡng Giới Sơn. Hai người Hầu Tử và Thạch Trung Hổ bỗng kinh hãi kêu lên một tiếng, hít khí lạnh. Sao thế, hai người biết nơi đó à, Diệp Bắc Minh nghi hoặc nhìn qua. Thạch Trung Hổ gật đầu chắc chắn, nơi đó, là ranh giới giữa nhân tộc và yêu tộc. Bên rừng rậm tinh hồn, tuy cũng có rất nhiều yêu thú cường mạnh, nhưng võ giả cảnh giới thần hoàng tiến vào nơi này cũng có thể ngang ngược đi lại. Một khi đến Lưỡng Giới Sơn, thần hoàng cũng có khả năng bỏ mạng. Hầu Tử gật đầu mạnh, đúng thế, anh Diệp, tôi đã ở đây một tháng, cũng nghe nói rất nhiều thông tin về Lưỡng Giới Sơn. Ở đó không những là nơi sâu nhất trong rừng rậm tinh hồn, hơn nữa vì vị trí địa lý đặc biệt của nó, nên có rất nhiều yêu tộc xuất hiện. Không phải anh em không tin thực lực của anh, thực sự là quá nguy hiểm. Sắc mặt của Diệp Bắc Minh trở nên khó coi. Lưỡng Giới Sơn càng nguy hiểm, há chẳng phải nói hoàn cảnh hiện giờ của Nhược Tuyết càng khó khăn ư. Đi thôi. Diệp Bắc Minh lắc đầu, định tiếp tục xuất phát. Đi, anh muốn đi đâu? Bỗng nhiên, một giọng nói cực kỳ lạnh lùng vang lên, chúng tôi đã đuổi theo anh hai ngày hai đêm, theo sau chịu hết khổ sở. Môi trường nơi này cũng không tệ, vắng vẻ ít người, vừa hay làm nơi chôn thân của các người. Vừa dứt lời. Trương Thiên Vũ xuất hiện, không nhiều người lắm. Ngoại trừ Trương Thiên Vũ, bảy người còn lại đều là cảnh giới thần hoàng đỉnh phong trở lên. Có một người trong đó đã bước nửa người vào cảnh giới thần hoàng. Một người mặc áo choàng dài đen xì, đứng lơ lửng không trung chân cách mặt đất một tấc. Khuôn mặt già vô cùng âm hiểm. Mạc Bỉ Đông. Lúc nhìn thấy kẻ này, Thạch Trung Hổ nuốt nước miếng, sắc mặt trắng bệch, chủ nhân, nghĩ cách đột phá vòng vây đi. Người này tên là Mạc Bỉ Đông, ba phần đột phá cảnh giới thần hoàng đều thất bại, mặc dù như vậy, ít nhất cũng có thực lực bán bộ thần hoàng. Đột phá vòng vây, ông đang nằm mơ à? Trương Thiên Vũ nhếch miệng cười, giống như nhìn đồ chơi. Bảy người cảnh giới thần tôn tản ra, sau đó bao vây đến mấy người Diệp Bắc Minh. Phong tỏa tất cả đường lui. Mạc tiền bối, ông có thể ra tay rồi. Ánh mắt Mạc Bỉ Đông nhìn sang Diệp Bắc Minh, không biết tại sao ông ta lại có cảm giác nguy hiểm. Dường như mình mới là con mồi, còn thanh niên trước mặt là một con mãnh hổ.
cho nên, Mạc Bỉ Đông hồi lâu vẫn không ra tay. Một lát sau, cuối cùng ông ta hắng giọng phát ra giọng nói khàn khàn, tôi không có con cháu đời sau, không có chút hứng thú nào với Xương Chí Tôn. Hãy nhớ điều kiện mà cậu hứa với tôi. Trương Thiên Vũ gật đầu mạnh, xin tiền bối yên tâm, chỉ cần có thể giết được hắn, lấy được tất cả Xương Chí Tôn trong cơ thể hắn. Thần hồn của yêu tộc 10 vạn năm biến hình mà tôi đã hứa với tiền bối, chắc chắn sẽ dâng lên bằng cả hai tay. Hãy nhớ lời của cậu. Mạc Bỉ Đông dẫm chân trên không trung, soạt một tiếng lao vút về phía Diệp Bắc Minh như sao bay. Phập! Sóng khí bùng ra, Diệp Bắc Minh bị đánh bay đi tại chỗ, một lúc đập gãy mười mấy cây cổ xưa cao chọc trời. Cuốn lên khói bụi ngút trời. Mấy người Lãnh Thanh Thu, Hầu Tử, Thạch Trung Hổ cũng bị sóng khí đánh bay đi, điên cuồng phún ra một ngụm máu tươi. Chớp mắt mất đi sức chiến đấu. Thực lực bán bộ thần hoàng, vô cùng khủng bố. Diệp Bắc Minh ôm lồng ngực, cơn đau dữ dội nóng rát, tiểu tháp, đây là sức mạnh của cảnh giới thần hoàng sao? Cho dù chỉ có bán bộ thần hoàng, vẫn khủng bố như vậy. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười, cũng may trong cơ thể cậu có Xương Chí Tôn, lực phòng ngự đã đạt đến một trình độ khủng bố. Nếu là người bình thường, sớm đã bị đánh hóa thành xương máu rồi. Xương Chí Tôn, chẳng qua cũng chỉ vậy mà thôi. Mạc Bỉ Đông cười lạnh lùng lắc đầu. Ông ta còn nghĩ, sẽ có một trận chiến đấu khá gay cấn khó khăn. Không ngờ người trước mắt lại không chịu nổi một đòn như vậy. Ha ha ha, nhóc con, mày thực sự không nên rời khỏi thành thứ 72. Nếu tao là mày, cả đời sẽ trốn trong đó làm con rùa rụt cổ. Mày tự chạy ra ngoài, không phải là tìm cái chết thì là gì? Trương Thiên Vũ cười đến hoa chân múa tay, sắp có được Xương Chí Tôn rồi, có thể không hưng phấn sao? Nghe thấy lời này, sắc mặt ba người Lãnh Thanh Thu, Hầu Tử, Thạch Trung Hổ liền trắng bệch. Liền sau đó, trong khói bụi ngập trời vang lên một giọng nói bình tĩnh, đắc ý quá sớm bể kế hoạch. Mày chắc chắn hôm nay tao sẽ chết chắc hả? Anh Diệp, chủ nhân, Hầu Tử và Thạch Trung Hổ kích động nhìn qua. Lãnh Thanh Thu tỏ vẻ mặt ngạc nhiên. Cái gì? Trương Thiên Vũ mau chóng nhìn qua, khói bụi tiêu tan, một bóng người từ trong đi ra. Chính là Diệp Bắc Minh. Anh ngoại từ áo chỗ lồng ngực bị rách, lộ ra cơ thịt vô cùng rắn chắc, thì giống như người không có việc gì. Làm sao có thể, mày lại chịu được một đòn của bán bộ thần hoàng mà không sao? Trương Thiên Vũ sau một hồi ngạc nhiên, lại hưng phấn hét lớn, ha ha ha, tao biết rồi. Xương Chí Tôn, nhất định là Xương Chí Tôn. Mạc tiền bối, giết hắn đi, mau giết hắn lấy xương. Đôi mắt Mạc Bỉ Đông sầm xuống. Lại ra tay lần nữa, xông vút về phía Diệp Bắc Minh như sao băng. Đúng lúc ông ta sắp đánh bay Diệp Bắc Minh, một giọng nói băng lạnh vang lên, còn muốn tấn công. Nằm mơ đi. Tay trái Chí Tôn tấn công ra một quyền. 148 chiếc xương Chí Tôn trong cơ thể giống như đã có cảm ứng. Tất cả sức mạnh ngưng tụ. Phập. Một tiếng vang kinh thiên động địa, Mạc Bỉ Đông chỉ cảm thấy một quyền của mình như đấm lên tấm sắt. Cả cánh tay gập khúc. Toàn bộ huyết quản bên trên đều vỡ tung. Bay ngược trở lại. Dưới mặt đất lấy chỗ hai người chiến đấu làm trung tâm, một luồng sóng khí như sóng thần ầm ầm nổ tung. Tất cả cây cối trong bán kính trăm mét đều hóa thành bột vụn, một luồng năng lượng khủng bố vút vào mây xanh, đánh tan tất cả tầng mây. Cách mấy trăm dặm, rất hiểu võ gải đuổi theo đến đều ngẩng đầu. Ở hướng đó có người chiến đấu. Đi thôi, chắc chắn có người tìm được Diệp Bắc Minh rồi. Rất nhiều võ giả sáng mắt lên, đều đi về phía Diệp Bắc Minh. Lúc này, Mạc Bỉ Đông nằm dưới đất. Cánh tay phải không ngừng run lên, huyết quản vỡ tung. Máu tươi không ngừng chảy ra, vô cùng đáng sợ. Mạc tiền bối, ông. Trương Thiên Vũ sợ đến chân mềm nhũn. Mẹ kiếp, rốt cuộc là thế nào? Không cảm nhận được trên người tên nhóc này có khí tức của cảnh giới nào, làm sao có thể mạnh như vậy? Trong lòng Mạc Bỉ Đông điên cuồng gào thét. Cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh cười thú vị, bán bộ thần hoàng. Cũng chỉ vậy thôi. Khuôn mặt già của Mạc Bỉ Đông đỏ bừng, cảm giác giống như bị tát một cái, đau rát. Nhóc con, ở trước mặt một thần hoàng, tốt nhất mày nên giữ khiêm tốn, nếu không mày sẽ chết rất khó coi. Mạc Bỉ Đông lạnh lùng uy hiếp. Đồng thời, nhanh chóng trị thương. Diệp Bắc Minh cười lắc đầu, thần hoàng. Rõ ràng là ba lần tăng cấp đều thất bại.
ông làm sao dám cho rằng mình là thần hoàng. Vãi! Mạc Bỉ Đông giống như bơm khí ga, suýt nữa tức đến nổ tung. Giơ tay đập xuống mặt đất, cơ thể bay lên không trung, một chân giẫm không khí. Soạt một tiếng xông đến giống như hỏa tiễn, trong tay có thêm một thanh loan đao hình bán nguyệt. Không hề lưu tình chém về phía đỉnh đầu của Diệp Bắc Minh. Mày chết đi cho tao. Lúc này, trong đầu vang lên một giọng nói, cậu nhóc, tốc chiến tốc thắng. Một tốp võ giả khác, ít nhất có ba người cảnh giới thần hoàng đều đang đi về phía bên này. Sắc mặt Diệp Bắc Minh sầm xuống. Lòng bàn tay có thêm một thanh trường kiếm màu đen khắc hình rồng nổi. Mạc Bỉ Đông chỉ lướt nhìn một cái, loan đao trong tay vẫn chém xuống vô tình. Choang một tiếng vang lên. Loan đao lập tức nổ tung. Đồng tử của Mạc Bỉ Đông co lại, vũ khí của tao là thần khí đỉnh cấp, làm sao có thể vừa đập đã vỡ, mày. Vừa ngẩng đầu, kiếm càn khôn chấn ngục chém về phía đỉnh đầu của ông ta. Mạc Bỉ Đông vội vàng ra tay ngăn cản, nhưng lại không kịp. Ông chỉ có thể dùng cánh tay tóm về phía kiếm càn khôn chấn ngục. Bị chém mất một cánh tay cũng còn tốt hơn bị chém mất đầu chứ. Đúng lúc bàn tay ông ta tóm chặt kiếm càn khôn chấn ngục, a. À. Mạc Bỉ Đông phát ra tiếng kêu thảm xé tim xé phổi, sức mạnh của tôi. Không, gần như trong chớp mắt. Cả người Mạc Bỉ Đông khô quắt lại với tốc độ cực nhanh. Bốp, một cái xác khô rơi xuống đất, giống như đã chết mấy chục năm. Hiện trường cực kỳ yên tĩnh. Mày đã hút cạn tinh khí sinh mệnh của ông ta, rốt cuộc mày là người hay quỷ? Trương Thiên Vũ sợ hãi lùi lại, tay trần đều đang run rẩy. Diệp Bắc Minh tay cầm kiếm càn khôn chấn ngục, chậm rãi đi đến giống như tử thần, cậu Trường đừng sợ, chóng mặt là bình thường, mấy giây là xong. Đừng, ngăn hắn lại, tất cả ngăn hắn lại cho tôi, Trương Thiên Vũ kêu gào điên cuồng như phát điên. Mạc Bỉ Đông đã chết. Hoàn toàn đánh sập lòng tin của Trương Thiên Vũ. Xoạt, xoạt, xoạt. Bảy bóng hình nhanh chóng lướt đến, cùng ra tay. Trương Thiên Vũ thấy vậy liền quay người định bỏ chạy. A! À, phía sau vang lên tiếng kêu thảm thiết dồn dập, Trương Thiên Vũ không nhịn được quay đầu nhìn. Sợ đến trái tim suýt nổ tung, bảy người cảnh giới thần tôn lại không ngăn được một đường kiếm quỷ dị đó, đã hóa thành bảy cái xác khô. Diệp Bắc Minh sớm đã biến mất. Hắn ta đâu? Trong lúc Trương Thiên Vũ nghi hoặc, đồng thời cảm thấy phía trước có khí tức băng lạnh ập đến. Run rẩy quay đầu, trước mắt chính là khuôn mặt như tử thần của Diệp Bắc Minh. Cậu Diệp, đừng, Trương Thiên Vũ sợ hãi quỳ dưới đất. Kiếm càn khôn chấn ngục trực tiếp đâm xuyên lồng ngực của hắn. Liền sau đó, Trương Thiên Vũ hoàn toàn hóa thành xác khô. Cảm ơn chủ Na Han, sức mạnh trong cơ thể của mấy kẻ này khá được, mấy ngày tiếp theo tôi không cần ngủ say rồi. Giọng một cô gái vang lên. Diệp Bắc Minh cười, cất kiếm càn khôn chấn ngục đi. Về đến trước mặt ba người hầu tử, Lãnh Thanh Thu, Thạch Trung Hổ, sau khi trị thương cho họ. Nơi này không thể ở lại lâu, chúng ta rời khỏi đây trước rồi tính. Mấy người Diệp Bắc Minh vừa đi khỏi, một đám võ giả đến muộn. Nhìn hiện trường đổ nát, đám người cau mày, đã kết thúc rồi ư. Báo, phát hiện 9 cái xác khô. Đi. Mau đi xem. 9 cái xác khô, xếp hàng thẳng tắp. Các võ giả có mặt đều cau mày. Một người đàn ông trung niên khuôn mặt chữ điền, không giận mà uy nghiêm lên tiếng, Kỷ huynh, ông thấy thế nào? Kỷ huynh chắp hai tay sau lưng, cất giọng trầm trọng, nhìn những xác khô này, hình như đã chết mấy chục năm rồi. Nhưng dấu vết chiến đấu gần đây hoàn toàn mới, chắc chắn không quá nửa canh giờ. Chẳng lẽ có người điều khiển những xác khô này chiến đấu? Đột nhiên, một thanh niên trong đám đông ôm chặt miệng, công tử. Soạt. Mọi người đều quay đầu, ánh mắt nhìn lên người thanh niên. Anh Kỷ giơ tay ra tóm, một luồng sức mạnh vô hình tóm người thanh niên, vứt hắn sang bên cạnh xác khô, mày vừa nói cái gì? Mày biết những xác khô này? Sắc mặt người thanh niên trắng bệch, trang phục này là của con trai tông chủ trấn hồn tông tôi, nhưng công tử, rõ ràng cậu ấy còn sống lành lặn mà. Hơn nữa cậu ta còn dẫn theo tiền bối Mạc Bỉ Đông cùng truy giết Diệp Bắc Minh, chắc chắn là có người giở trò đùa. Người đàn ông trung niên và anh Kỳ quay sang nhìn nhau một cái. Đôi mắt của hai người cùng tỏa ra một luồng hào quang vàng kim, lục soát 9 cái xác khô. Suýt, chết vì bị hút hết tinh khí sinh mệnh, thủ đoạn thật khủng bố. Chẳng lẽ có yêu tộc vượt qua lưỡng giới sơn?
Xương Chí Tôn trong cơ thể Diệp Bắc Minh thì sao? Nói không chừng đã bị yêu tộc đưa đi. Bất luận thế nào Xương Chí Tôn nhất định không được rơi vào tay yêu tộc, đi. Đến lưỡng giới sơn trước đã. Hai người gần như đồng thanh nói, lúc bay ra ngoài, đồng thời bổ sung một câu với người thanh niên, về nói với tông chủ nhà cậu, công tử của các người đã chết rồi. Cái gì? Người thanh niên chân mềm nhũn, trượt mông ngồi xuống đất. Đại điện Trấn Hồn Tông. Một đám trưởng lão ngồi trên ghế thái sư đang bàn bạc, hiện nay các thế lực lớn đều đang dõi theo Thái Dương Tông, tông chủ Thái Dương Tông rốt cuộc có lai lịch thế nào? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không chỉ bá đạo thần hoàng truy giết hắn, dung hợp hơn 100 chiếc xương chí tôn. Lại còn được 10 thần hoàng chúc mừng. Bất kể tên nhóc này có lai lịch thế nào, chúng ta nhất định phải lấy được số xương chí tôn đó. Hơn 100 chiếc xương chí tôn đấy. Cho dù Trấn Hồn Tông chúng ta chỉ có thể lấy được một nửa, tương lai cũng có thể có mấy chục thần hoàng. Lời vừa được nói ra, khuôn mặt già của tất cả mọi người kích động đến đỏ bừng. Mấy chục thần hoàng. Có nghĩa là gì chứ? Cho dù là điện thần hoàng cũng không có nhiều thần hoàng như vậy. Tông chủ, vậy chúng ta còn đợi cái gì? Chỗ cao nhất trên đại điện, một người đàn ông trung niên nho nhã ngồi yên tĩnh. Không biết tại sao hôm nay mí mắt của ông ta cứ giật suốt, dường như có dấu hiệu gì đó. Nghe lời của các trưởng lão, tông chủ Trấn Hồn Tông cau mày, cho dù đi cướp xương chí tôn, cũng cần một lý do chứ. Các tông môn các còn chưa ra tay. Chính là vì thiếu lý do. Trấn Hồn Tông chúng ta là thần tông, ra tay không có lý do sẽ bị người ta chỉ trách. Mọi người liền trầm mặc. Đúng là thiếu một lý do. Bỗng nhiên, bù, chiếc nhẫn chữ vật của tông chủ Trấn Hồn Tông sáng lên, ngón tay ông ta búng ta. Một miếng ngọc bội bay ra, bên trong truyền ra giọng nói run run, thưa. Thưa tông chủ, xảy ra chuyện lớn rồi. Tông chủ Trấn Hồn Tông cau mày, có chuyện gì? Thiếu tông chủ đã bỏ mạng ở rừng rậm tinh hồn. Cậu nói cái gì? Khuôn mặt của tông chủ Trấn Hồn Tông liền dữ tợn, khí tức vốn hiền hòa đều biến mất. Điên cuồng gào thét, con trai tôi chết rồi. Làm sao có thể? Ai dám giết nó? Chẳng lẽ kẻ giết nó không biết nó là thiếu tông chủ của Trấn Hồn Tông sao? Rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là yêu tộc? Nói đi, rốt cuộc chuyện là thế nào? Trong ngọc bội truyền ra giọng nói kinh hãi. Không không không. Không phải yêu tộc, là một người thanh niên tên là Diệp Bắc Minh. Nghe họ nói, kẻ này là tông chủ mới của Thái Dương Tông. Cả đại điện Trấn Hồn Tông tĩnh lặng như cái chết. Mấy chục trưởng lão quay sang nhìn nhau, vẻ mặt kinh hãi. Một ông lão mặc áo choàng xám tiến lên kích động nói, chúc mừng tông chủ, lập này có lý do rồi. Chúc mừng. Tông chủ Trấn Hồn Tông tức đến suýt thổ huyết, giơ tay tát bay ông lão mặc áo choàng xám. Ông cảm thấy đây là chuyện đáng mừng với bản tông chủ hả? Không không không, thiếu tông chủ đại nghĩa. Ông lão mặc áo choàng xám vội lắc đầu, chúng tôi thực sự là không có lý do để ra tay, thiếu tông chủ lấy tính mạng của mình để cho chúng ta một lý do. Thiếu tông chủ đại nghĩa. Thiếu tông chủ đại nghĩa. Mọi người phản ứng lại, tất cả đều hô vang. Sắc mặt tông chủ Trấn Hồn Tông tái xanh, tức giận gầm một tiếng xông ra khỏi đại điện, đi, đi vào rừng rậm tinh hồn. Tôi phải giết chết tên nhóc đó. Cô gọi nơi này là núi hả? Nhìn dãy núi màu đen trước mắt nhô lên khỏi đất, đỉnh núi biến mất sâu trong tầng mây. Diệp Bắc Minh giật khóe miệng. Ai từng thấy núi cao mấy chục vạn mét? Đúng là một bức tường đặt ngang phía trước. Lãnh Thanh Thu cười nói, núi này là do nhân vật lớn hàng đầu của nhân tộc thượng cổ và yêu tộc liên thủ tạo nên. Nó dùng để vạch rõ ranh giới giữa nhân tộc và yêu tộc. Không làm cao một chút, mọi người đều không được yên bình. Không tin thì anh xem, trên núi này còn có các loại trận pháp lớn nhỏ, người bình thường đi vào, nếu không hiểu trận pháp thì sẽ bị lạc đường ở bên trong. Diệp Bắc Minh cau mày, sao Nhược Tuyết lại xuất hiện ở nơi này? Anh nhìn chằm chằm Lãnh Thanh Thu, cô chắc chắn Nhược Tuyết ở đây chứ? Lãnh Thanh Thu lắc đầu, tôi không chắc chắn. Cô lừa tôi. Diệp Bắc Minh nheo mắt, trong lòng nổi lên sát ý. Lãnh Thanh Thu không vui nói, làm ơn mắc oán, tôi chỉ nói với anh là tôi từng thấy một cô gái loài người. Hơn nữa tôi hóa thành hình người theo dáng vẻ của cô ta, tôi không biết cô ta có phải là Nhược Tuyết mà anh nói không. Diệp Bắc Minh dần thu lại sát ý trong lòng.
ngẩng đầu nhìn Lưỡng Giới Sơn, nói đi, cô nhìn thấy cô ấy ở chỗ nào? Đi theo tôi. Lãnh Thanh Thu bước ra một bước, trực tiếp tiến vào Lưỡng Giới Sơn. Diệp Bắc Minh, Thạch Trung Hổ, Hầu Tử đi theo. Nửa canh giờ sau, Lãnh Thanh Thu dừng lại, chỉ vào một bãi đất trống, đó, chính là chỗ này. Lúc đó tôi vừa hay đi qua, thì nhìn thấy cô gái đó bị một đám yêu tộc truy giết, bắt cô ta giao ra thứ gì đó. Cuối cùng, cô gái đó đi về phía đỉnh núi. Diệp Bắc Minh đi lên trước. Xung quanh vô cùng rộng lớn, đúng là có dấu vết chiến đấu. Anh tìm kiếm kỹ càng, phát hiện ra một chiếc kẹp tóc màu xanh trong đống đổ nát chiến đấu. Nhược Tuyết, đồng tử của Diệp Bắc Minh co lại. Hầu Tử ghé lại xem, vãi. Chiếc kẹp tóc nhựa này vừa nhìn là biết là đồ của xã hội hiện đại. Cô Hạ đã từng đến nơi này thật. Diệp Bắc Minh kích động, đồng thời sắc mặt trầm xuống, đã một tháng trôi qua, không chừng Nhược Tuyết thực sự lành ít dữ nhiều rồi. Năm ngón tay co lại nắm chặt kẹp tóc. Cuối cùng cô ấy đi về hướng nào? Hướng đỉnh núi. Lãnh Thanh Thu chỉ vào một con đường lên núi. Diệp Bắc Minh không hề do dự xông lên, Lãnh Thanh Thu vội gọi lớn theo sau, này. Anh đừng kích động, trên núi này khắp nơi đều là trận pháp. Chỉ không lưu ý một chút thì có thể vạn kiếp không hồi sinh, anh cứ lao đi hư vậy chẳng khác gì đi nộp mạng. Liền sau đó, quả nhiên Diệp Bắc Minh dừng lại. Lãnh Thanh Thu thấy vội vàng vàng tiến lên, Diệp Bắc Minh, anh nghe tôi. Thực sự không thể lên núi nữa, các loại trận pháp trên tòa Lưỡng Giới Sơn này không những ngăn cách mâu thuẫn giữa hai tộc nhân yêu. Nghe nói còn vì che giấu bí mật của đỉnh núi. Cho dù đại sư trận pháp hàng đầu đến cũng không thể nào hoàn toàn tránh được tất cả các trận pháp mà đi qua không hề tổn hại. Diệp Bắc Minh không nói gì. Bình tĩnh nhìn phía trước. Đột nhiên, anh đá một hòn đá. Đường núi vốn yên ả phía trước liền chấn rung, một trận pháp nhỏ đường kính mười mấy mét bỗng khởi động. Trên đường núi nhỏ hẹp bỗng lóe lên vô số đường kiếm khí, xé rách không khí, lộ ra không gian màu đen. Suýt. Thạch Trung Hổ hít khí lạnh, khuôn mặt già hơi trắng bệch, kiếm ý thật đáng sợ, có thể giết chết thần tôn. Hơn nữa trước khi kiếm trận này khởi động lại không có dấu hiệu gì, nếu là tôi sợ rằng đã trúng chiêu rồi. Hầu Tử nuốt nước miếng, An Diệp, nơi nguy hiểm thế này, chúng ta đi đường vòng đi. Diệp Bắc Minh thản nhiên lắc đầu, không sao. Liền sau đó, tiện tay điểm một cái, một đường kiếm khí bắn ra rơi vào chỗ nào đó trên đường núi. Sau gió, Diệp Bắc Minh trực tiếp đi về phía kiếm trận. Lãnh Thanh Thu sợ giật mình, này, anh đừng nộp. Một chữ, chết, còn chưa ra khỏi miệng, một cảnh không thể tin nổi diễn ra. Diệp Bắc Minh bước vào phạm vi kiếm trận lại không khởi động. Chỉ có một khả năng, trận này đã bị phá. Chẳng lẽ vừa nãy anh ta điểm tay một cái, thì đã phá được kiếm trận này? Làm sao có thể? Lãnh Thanh Thu ngạc nhiên há hốc cái miệng nhỏ. Thạch Trung Hổ ánh mắt rực lửa, trong lòng kêu gào, vãi. Chủ nhân không chỉ y võ song toàn, mà còn tinh thông trận pháp. Mẹ kiếp, lão nhặt được vật báu rồi. Lúc này, phía trước vang lên giọng của Diệp Bắc Minh, các người còn ngây ra đó làm gì? Mau đi theo đi. Ba người nhanh chóng đi theo. Trên đường, Diệp Bắc Minh lúc thì đi lúc thì dừng, không ngừng phá trận pháp. Có tháp càn khôn chấn ngục âm thầm tìm kiếm. Lưỡng Giới Sơn nguy hiểm trùng trùng với người khác, đúng là như vùng đất bằng. Lãnh Thanh Thu càng đi càng kinh hồn bạt vía, trời ơi! Đã trèo mấy chục ngàn mét rồi, vậy mà không có trận pháp nào kích hoạt, rốt cuộc anh chàng này có lai lịch thế nào? Đang suy nghĩ, phía trước bỗng vang lên giọng nói tức giận, đồ đàn bà đáng chết. Bọn tao đã đuổi theo cô hơn một tháng, bao nhiêu đồng đội đã chết. Bây giờ cho dù cô chủ động giao thứ đó ra, chúng tôi cũng phải lột sống cô. Giọng của tháp càn khôn chấn ngục vang lên, cậu nhóc, cô Hạ ở ngay phía trước. Khuôn mặt Hạ Nhược Tuyết trắng bệch, tay cầm một thanh trường kiếm màu xanh lam mới có thể miễn cưỡng chống đỡ cơ thể. Chiếc váy dài trắng tinh cũng nhuốm màu đỏ máu. Một tháng nay, cô ấy lợi dụng trận pháp của Lưỡng Giới Sơn mới có thể quần nhau với đám yêu tộc trước mặt này. Hiện giờ cô ấy đã tiêu hao hết đan dược mang theo. Thể lực cùng gần như cạn kiệt. Giết! Bảy con yêu tộc mặt mày dữ tợn, cùng tấn công từ ba hướng. Hạ Nhược Tuyết cắn đầu lưỡi, cố gắng ép ra một giọt máu tinh. Tay cầm trường kiếm vung lên, liên tục chém ra ba đường kiếm khí băng lạnh,
ba con yêu tộc tấn công chính diện tạm thời lùi lại né tránh. Hai con yêu tộc bên trái tìm được sơ hở sông lê. Hạ Nhược Tuyết quay người đẹp mắt, tay cầm trường kiếm lên chặn. Choang, một tiếng giòn tan. Cả người và kiếm bị đánh bay. Hai con yêu tộc xông ra phía sau giơ móng vuốt sắc nhọn cào mạnh. Xoẹt. Máu thịt bên hông Hạ Nhược Tuyết bị cào rách, lộ ra xương trắng, không còn tia máu tươi nào chảy ra. Cơ thể phập một tiếng nặng nề ngã xuống đất. Giết. Bảy con yêu tộc vây lên với đôi mắt đầy máu. Hạ Nhược Tuyết không còn sức lực kháng cự. Đáng tiếc, vẫn không thể gặp được Bắc Minh. Thôi vậy, nếu có duyên kiếp sau gặp lại. Nghĩ đến đây, Hạ Nhược Tuyết nhắm mắt đợi chết. Bỗng nhiên, gru, tiếng rồng gầm vang lên. Sau đó, tiếng cơ thể nổ tung vang lên. A, mày là ai? Phụt, phụt, phụt. Lại có tiếng mấy cơ thể nổ tung vang lên, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh. Hạ Nhược Tuyết vẫn nhắm mắt, mí mắt run run, cảm giác thật thân thuộc. Chẳng lẽ là anh ấy? Trong lòng đang nghĩ vậy, một đôi tay tráng kiện có lực ấn lên vị trí hông eo của cô ấy. Mấy cây châm giáng xuống. Tạm thời ổn định thương tích. Một giọng nói ấm áp vang lên, được rồi, chúng chết hết rồi, thương tích cũng ổn định rồi. Em có thể mở mắt rồi. À, cơ thể Hạ Nhược Tuyết run lên, mở đôi mắt vừa hay là khuôn mặt luôn khao khát nhớ đến, đáng chết. Quả nhiên là anh. Hu hu hu, sao anh lại ở đây? Em còn tưởng anh không cần em nữa. Hu ha hu. Rồi lao vào lòng Diệp Bắc Minh. Dúi mạnh lên vai của anh. Đôi mắt của Diệp Bắc Minh đỏ bừng, ôm chặt Hạ Nhược Tuyết, khóe miệng nở nụ cười nhẹ. Anh từng tìm em, nhưng mãi không tìm thấy. Có điều ông trời không bạc với anh, không ngờ chúng ta còn có thể gặp nhau ở thần giới. Nếu không tìm được em, anh cũng định về thế giới Tam Thiên, trở về huyền giới. Lật tung ở trời đất tìm em. Hả? Hạ Nhược Tuyết ngẩn người, buông Diệp Bắc Minh ra. Quỷ dị nhìn xung quanh, nơi này là thần giới ư? Diệp Bắc Minh nhìn đôi mắt của Hạ Nhược Tuyết, nghi hoặc, sao thế? Em không biết ư? Hạ Nhược Tuyết lắc đầu, em không biết, sao em lại đến thần giới rồi? Em không biết làm sao mình đến thần giới ư? Diệp Bắc Minh cau mày. Hạ Nhược Tuyết giải thích, ban đầu em rời đi là vì sư phụ em Vạn Đạo Kiếm Chủ có một di nguyện. Ông ấy hy vọng em sẽ phát huy làm rạng rỡ truyền thừa của ông ấy, nên trước khi chết đã để lại một bản đồ trong não hải của em. Đó là một di tích, hồi còn trẻ sư phụ từng đến đó. Sau khi em tìm được di tích đó, cũng tiến vào thành công. Ai ngờ sau khi tiến vào thì không ra được, bên trong tự có một không gian, hơn nữa còn có rất nhiều dược liệu. Em liền không ngừng nâng cao cảnh giới. Có lẽ đột phá mấy chục lần. Cái gì? Diệp Bắc Minh cũng thộn người, đột phá mấy chục lần. Thế bây giờ em có cảnh giới gì? Hạ Nhược Tuyết lắc đầu, em cũng không biết, em không biết phân chia cảnh giới phía sau thế nào. Em ở trong di tích đó không ra, chỉ có thể không ngừng tu luyện, nghĩ có một ngày đến cảnh giới cao hơn chắc có thể rời đi. Cho đến một ngày, sau khi em đột phá, bầu trời đột nhiên xuất hiện thiên lôi. Sau khi em vượt qua thiên lôi, đột nhiên xuất hiện một thông đạo không gian, khi em phản ứng lại thì đã xuất hiện dưới chân núi này. Kết quả, đám yêu tộc đó bỗng đuổi giết em, còn muốn em giao ra thứ gì đó. Kết hết xong một lượt. Diệp Bắc Minh vẫn trong trạng thái sửng sốt. Vãi! Thạch Trung Hổ sớm đã đi theo ở phía xa đợi nghe thấy lời này, không nhịn được buột miệng. Cô Hạ, cô nói sau khi trải qua lôi kiếp, thì trực tiếp xuất hiện ở thần giới ư. Hạ Nhược Tuyết gật đầu. Mẹ kiếp. Thạch Trung Hổ suýt nhảy lên, độ kiếp phi thăng. Vãi, không ngờ có chuyện đó thật. Thạch Trung Hổ đi đi lại lại, kích động đến toàn thân run rẩy. Sao thế? Diệp Bắc Minh nhìn sang Thạch Trung Hổ. Đôi mắt đẹp của Lãnh Thanh Thu ngưng trọng, nhìn chằm chằm Hạ Nhược Tuyết. Thạch Trung Hổ giải thích với sắc mặt kích động. Chủ nhân, có biết tại sao bây giờ người ở hạ giới tiến vào thần giới phải trải qua thần giáng tuyển chọn không? Tại sao? Diệp Bắc Minh hỏi. Sắc mặt Thạch Trung Hổ nghiêm trọng, vì nếu không tiến hành thần giáng tuyển chọn, người của hạ giới vốn không thể tiến vào thần giới. Nhưng, nghe nói rất nhiều năm trước người của hạ giới không cần trải qua thần giáng tuyển chọn nữa. Chỉ cần có đủ cảnh giới, có thể vượt qua thiên kiếp, phi thăng tiến vào thần giới. Hơn nữa những người thông qua con đường phi thăng tiến vào thần giới, đều được pháp tắc thần giới công nhận.
loại người này tu võ một ngày ngàn dặm. Nói cách khác, chủ nhân, thiên phú của cô Hạ có thể còn khủng bố hơn cậu. Nói xong, Thạch Trung Hổ nhìn Hạ Nhược Tuyết với ánh mắt đố kỵ. Diệp Bắc Minh hỏi, tiểu tháp, ông ta nói có thật không? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, đúng thế. Sau cuộc chiến đó, pháp tắc thần giới sụp đổ. Đã ảnh hưởng đến người của hạ giới phi thăng, hơn nữa bản tháp còn phát hiện tòa lưỡng giới sơn này rất có thể là chiến trường của cuộc chiến năm đó. Cái gì? Diệp Bắc Minh kinh ngạc, nhướng mày, thật hay đùa. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cất giọng nghiêm trọng, ban đầu bản tháp cũng nghi ngờ, sau này tiến vào phạm vi lưỡng giới sơn. Khi bản tháp muốn tìm kiếm tung tích của cô hạ, lại không tìm được, nên đã nảy sinh nghi ngờ. Đỉnh lưỡng giới sơn chắc chắn là chiến trường đó. Diệp Bắc Minh nheo mắt, nói như vậy, chúng ta còn phải lên đỉnh núi xem rồi. Bỗng nhiên, phía sau vang lên một giọng nói. Diệp Tông chủ thật có thủ đoạn đấy, chúng tôi cả đường đuổi theo, cậu lại có thể chạy đến lưỡng giới sơn. Vừa dứt lời, một đám người khí tức khủng bố xuất hiện phía sau. Chậm rãi đi lên đài dành cho mọi người nghỉ chân. Chính là người đàn ông mặt chữ điền và anh kỳ. Cảnh giới thần hoàng. Thạch Trung Hổ mặt xám như cho. Đôi mắt Diệp Bắc Minh nghiêm lại, các người là ai? Người đàn ông mặt chữ điền mỉm cười, Diệp Tông Chủ, chúng tôi là ai, cậu không cần biết. Chúng tôi đến đây chỉ muốn hỏi Diệp Tông Chủ hai thứ. Thứ nhất, Nhẫn Tông Chủ của Thái Dương Tông. Thứ hai, tất cả xương chí tôn trong cơ thể Diệp Tông Chủ. Chỉ cần Diệp Tông Chủ giao ra hai thứ này, chúng tôi lập tức bỏ đi, bảo đảm sẽ không làm hại đến một cọng lông của Diệp Tông Chủ và bạn bè cậu. Diệp Bắc Minh sầm mặt, nếu tôi không đưa thì sao? Người đàn ông mặt chữ điền cười, không dưa, chúng tôi tự lấy vậy. Có điều Diệp Tông Chủ, cậu phải biết, xương đã dung hợp xong mà bị moi ra từng cái một, thì rất đau đấy. Lời vừa được nói ra. Trong lòng Diệp Bắc Minh bùng phát ra sát ý băng lạnh, tiểu tháp, chuẩn bị giết hai người này bất cứ lúc nào. Đang chuẩn bị ra tay. Bỗng nhiên, một giọng nói vô cùng bá đạo vang lên. Vạn Hóa Nguyên, Kỷ Sinh, tốc độ của hai lão già các ông cũng nhanh thật đấy. Ngày đó ở ngoài Thái Dương Tông, hai ông âm thầm không dám ra tay. Hôm nay lại đuổi đến lưỡng giới sơn, các ông nghĩ chạy đến trước tôi thì có thể lấy được cái đầu của kẻ này sao? Mạng của hắn, chỉ có tôi có thể lấy. Liền sau đó, một người đàn ông có khí tức cực kỳ khủng bố xuất hiện. Cả người như một thanh kiếm sắc ra khỏi vỏ. Con mắt lạnh như băng lướt nhìn người đàn ông mặt chữ điền và anh kỷ rồi lại nhìn sang Diệp Bắc Minh. Bá đạo thần hoàng độc cô bá đạo, lại thêm một thần hoàng. Thạch Trung Hổ sợ đến run rẩy. Vẻ mặt của người đàn ông mặt chữ điền Vạn Hóa Nguyên và Kỷ Sinh khẽ biến sắc. Diệp Bắc Minh, mày nộp mạng ra đây. Còn chưa đợi hai người lên tiếng, lại một giọng nói vang lên, kẻ độc ác như vậy, không những giết con trai tao. Còn khiến nó thần hồn tiêu tan. Diệp Bắc Minh, cho dù mày chết một vạn lần cũng không đủ. Một đám người mau chóng xông đến, người nào cũng mang theo sát khí kinh thiên. Đặc biệt là người đàn ông dẫn đầu càng suýt nữa lồi cả con mắt. Nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Tông chủ Trấn Hồn Tông, thần hoàng thứ tư rồi. Thạch Trung Hổ sắp phát khóc luôn. Vạn Hóa Nguyên và Kỷ Sinh quay sang nhìn nhau, lão già này đến nhanh thế. Độc cô bá đạo nhìn Diệp Bắc Minh bằng ánh mắt quái dị. Súc sinh, mày cũng chọc đến không ít người đấy. Sợ rằng hôm nay ngay cả cái chết cũng là một loại xa xỉ. Vừa dứt lời, phía sau đám người Trấn Hồn Tông lại vang lên một giọng nói khàn khàn. Các vị đều ở đây à, xem ra hôm nay nơi này thật náo nhiệt đông vui. Một luồng khí tức như thú hoàng ập đến. Tất cả mọi người kinh ngạc. Là ai? Vạn Hóa Nguyên, Kỷ Sinh, Bá Đạo Thần Hoàng, bốn người Trấn Hồn Tông gần như quay đầu cùng lúc. Chỉ thấy, một ông lão mặc áo choàng xanh cùng mấy chục người theo sau đi đến, lão phu Thanh Huyền Tử. Quốc sư của thần quốc Đại Ngụy, Thanh Huyền Tử. Vạn Hóa Nguyên và Kỷ Sinh quay sang nhìn nhau, bất giác lùi lại nửa bước. Vẻ mặt của tông chủ Trấn Hồn Tông sầm xuống. Trên khuôn mặt của bá đạo thần hoàng cũng phải lóe lên vẻ kiêng sợ. Thanh Huyền Tử thản nhiên gật đầu, là tôi. Sau đó, con mắt như chim ưng nhìn sang Diệp Bắc Minh. Cậu chính là Diệp Bắc Minh. Thế thì đã làm sao? Diệp Bắc Minh vẫn thản nhiên. Sát ý trên người Thanh Huyền Tử bùng phát, chính cậu đã giết thái tử thần quốc tôi, lại cướp đi kiếm long đạo thần khí trấn quốc.
lập tức giao ra kiếm long đạo, sau đó quỳ xuống chịu chết. Bản quốc sư đồng ý cho cậu và chín đời nhà cậu được chết toàn thây. Lãnh Thanh Thu cũng phải thộn người, này, rốt cuộc anh đã gây ra họa gì? Sao chọc vào nhiều cường giả cảnh giới thần hoàng như vậy? Thạch Trung Hổ sợ đến không ngừng run lên, chết rồi, lần này chết thật rồi. Diệp Bắc Minh vẫn thản nhiên, tôi thấy hay là ông quỳ xuống trước đi. Tránh để tôi ra tay, ông còn chẳng có tư cách giữ toàn thây. Chết đến nơi rồi còn cứng miệng, tôi xem là cậu cứng miệng hay là thủ đoạn của bản tọa cứng hơn. Sắc mặt Thanh Huyền Tử âm sầm, uy áp phá thiên nổi lên bừng bừng, chết đi cho tôi. Trong phút chốc, đại địa dưới chân chấn rung dữ dội. Mặt đất ầm ầm nứt nẻ. Hai con rồng đất hình thành từ nham thạch từ khe nứt xông ra tấn công về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh cầm kiếm càn khôn chấn ngục, tiểu tháp, có cách nào giết được 5 người này không? Có thì có. Giọng của tháp càn khôn chấn ngục ngưng trọng, nhưng mức độ nguy hiểm rất lớn. Trong lúc bản tháp ra tay, có thể giết hai cảnh giới thần hoàng. Xét từ độ mạnh cơ thể của cậu, cần khoảng thời gian một hơi thở mới có thể ra tay lần thứ hai. Lần thứ hai ra tay vẫn có thể giết được hai cảnh giới thần hoàng, nhưng vẫn còn lại một người. Giữa hai lần một khi xảy ra sai sót, cảnh giới thần hoàng cũng có thể phản ứng lại giết cậu. Cho dù không thể giết chết cậu ngay, cũng có thể quay người bỏ chạy. Một khi có người tháo chạy, bản tháp chắc chắn sẽ bị lộ. Đến cảnh giới thần hoàng chỉ cần cảm nhận được sự tồn tại của bản tháp, thân phận của bản tháp cũng sẽ bại lộ theo. Diệp Bắc Minh cau mày, xác suất là bao nhiêu? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, tỷ lệ giết 2 người, 3 người bỏ chạy là 1/3. Tỷ lệ giết 4 người, 1 người tháo chạy là 1/3. Tỷ lệ giết 5 người, không còn ai sống sót là 1/3. Vậy thì cược đi. Diệp Bắc Minh cắn răng, đang định ra tay. Khoan đã. Độc Cô Bá Đạo bước ra một bước, lại giúp Diệp Bắc Minh chặn đồ long tấn công đến. Dậm chân, hai con đồ long lập tức tan vỡ. Diệp Bắc Minh ngẩn người. Độc Cô Bá Đạo lại ra tay giúp anh. Sắc mặt Thanh Huyền Tử lạnh lùng, Độc Cô Bá Đạo, ông có ý gì? Muốn đối đầu với thần quốc đại ngụy tôi hả? Độc Cô Bá Đạo không hề sợ hãi, cười lạnh lùng, con trai tôi chết trong tay tên súc sinh này, chỉ có tôi mới được lấy mạng của hắn. Với ông ta, hôm nay giết Diệp Bắc Minh đơn giản giống như giết một con kiến. Ông ta hận Diệp Bắc Minh thấu xương, hận không thể ăn thịt anh. Thậm chí đến mức không đích thân hành hạ Diệp Bắc Minh đến chết, thì không thể thông suốt được. Sẽ ảnh hưởng đến con đường võ đạo sau này. Cho nên, Diệp Bắc Minh chỉ có thể chết trong tay ông ta. Thanh Huyền Tử cười lạnh lùng, tôi cứ muốn lấy mạng của hắn đấy, ông có thể ngăn cản tôi không? Vậy thì thử xem. Trong con mắt của Độc Cô Bá Đạo nổi lên sát ý, giết. Thanh Huyền Tử quát một tiếng, cơ thể xông về phía Diệp Bắc Minh giống như sao băng. Độc Cô Bá Đạo đuổi theo lên, tấn công mạnh một quyền. Không khí chấn rung, sức mạnh pháp tắc sôi trào bùng bùng. Cút ra! Thanh Huyền Tử gào thét một tiếng, một chưởng kèm theo sức mạnh pháp tắc đập đến. Choang, một tiếng vang kinh thiên động địa, năng lượng khủng bố bùng phát ra. Hai người cùng bay ngược ra. Chân dậm một cái xuống mặt đất, lại xông ra chiến đấu lần nữa. Chúng ta đi! Diệp Bắc Minh không hề do dự. Quay người đi lên đỉnh núi. Các người đừng đánh nữa. Tông chủ Trấn Hồn Tông sắc mặt đen xì, còn đánh nữa, tên súc sinh đó chạy mất đấy. Thanh Huyền Tử và Độc Cô Bá Đạo mới lạnh lùng hừ một tiếng dừng tay, ngẩng đầu nhìn về hướng đỉnh núi, chỉ cần chúng ta canh giữ con đường xuống núi, đồng thời tìm kiếm lên đỉnh núi thì tên nhóc này không chạy thoát được. Trên lưỡng giới sơn khắp chỗ đều là trận pháp, họ không chạy nhanh được, đuổi theo. Diệp Bắc Minh dẫn mọi người vừa xông đi được mấy trăm mét. Thạch Trung Hổ quay đầu nhìn, kêu lớn, chủ nhân, họ đuổi lên rồi. Đừng quay đầu nhìn, đi theo bước chân của tôi. Diệp Bắc Minh không quay đầu, thần ma chi nhãn giữa đôi lông mày hiện lên. Lúc này, trong tầm nhìn của anh, các loại phù văn trận pháp đều ở trước mắt, Nhược Tuyết, Hầu Tử, tuyệt đối đừng đi nhầm, theo sát mỗi một bước của tôi. Được. Hạ Nhược Tuyết và Hầu Tử cùng gật đầu. Lãnh Thanh Thu hơi bực mình, này, anh chỉ biết chăm sóc người mình, không lo cho tôi hả? Diệp Bắc Minh lạnh lùng hừ một tiếng, nếu cô không theo kịp, tốt nhất là bị trận pháp ở đây giết. Nếu không rơi vào trong tay đám người đó,
tôi không dám bảo đảm cô sẽ có kết cục thế nào đâu. Anh, Lãnh Thanh Thu tức giậm chân. Không dám chậm trễ, theo sát phía sau Diệp Bắc Minh. Phía sau, rõ ràng năm thần hoàng chỉ cách mấy trăm mét, nhưng thế nào cũng không đuổi kịp được. Vì mỗi khoảng cách mấy chục mét đều có một tòa trận pháp kích hoạt chặn bọn họ. Năm thần hoàng ra tay, những trận pháp này vốn không ngăn cản được. Nhưng lại làm chậm tốc độ truy giết của họ. Tông chủ Trấn Hồn Tông sắc mặt đen xì, đáng chết. Rốt cuộc tên nhóc này là thế nào? Hắn lại có thể vòng qua những trận pháp này, chẳng lẽ tên nhóc này là thiên tài tinh thông trận pháp? Thanh Huyền Tử cất giọng lạnh như băng, có phải thiên tài không, bắt lại tra hỏi là biết. Càng đi lên trên, sức mạnh của trận pháp càng lớn, phá giải cũng khó hơn. Lão Phu không tin, hắn có thể tránh được tất cả trận pháp một cách hoàn hảo. Cùng lúc đó, trong cơ thể của Diệp Bắc Minh, trên không trung nghĩa địa hỗn độn, bỗng nhiên nổ ra một tiếng sét đánh. Ầm ầm, sấm chớp đùng đùng, giống như ngày tận thế. Có chuyện gì vậy? Diệp Bắc Minh kinh ngạc, từ sau khi tiến vào thần giới. Nghĩa địa hỗn độn đã rất lâu không phản ứng rồi. Liền sau đó, giọng của Hiên Viên Hoàng Đế vang lên, cậu nhóc Diệp, đây là nơi nào? Diệp Bắc Minh khẽ động trong lòng, tiền bối, tôi đang định hỏi ông đấy. Rõ ràng nghĩa địa hỗn độn đang yên đang lành, sao đột nhiên xảy ra hiện tượng lạ, rốt cuộc là thế nào? Hiên Viên Hoàng Đế trả lời, tôi cũng không biết, thần hồn của tôi vốn hư yếu, vẫn luôn chìm trong giấc ngủ sâu. Ngay vừa nãy, tôi cảm nhận được khí tức quen thuộc. Bây giờ cậu đang ở đâu? Diệp Bắc Minh trả lời, trên lưỡng giới sơn, rừng rậm tinh hồn của thần giới. Cái gì, cậu ở lưỡng giới sơn? Giọng của Hiên Viên Hoàng Đế hơi ngạc nhiên, phần nhiều là kích động. Diệp Bắc Minh phát hiện ra điều này, mau chóng hỏi, tiền bối, có vấn đề gì không? Chẳng lẽ tất cả đều là ý trời? Hiên Viên Hoàng Đế tự lẩm bẩm. Một lát sau mới định thần lại, cậu nhóc Diệp, bây giờ cho dù thế nào cậu nhất định phải trèo lên đỉnh núi của lưỡng giới sơn. Tại sao? Diệp Bắc Minh nghi hoặc. Hiên Viên Hoàng Đế hít sâu một hơi, bia mộ lóe sáng mấy cái, đừng hỏi trước, tất cả đợi cậu trèo lên đỉnh lưỡng giới sơn thì sẽ hiểu. Đúng rồi, tình hình tên nhóc cậu dạo này thế nào? Lại âm thầm đến thần giới, còn chạy đến lưỡng giới sơn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói với tôi xem, Diệp Bắc Minh một công đôi việc, vừa dẫn mọi người đi xuyên qua các loại trận pháp ẩn giấu, vừa kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra gần đây cho Hiên Viên Hoàng Đế. Hiên Viên Hoàng Đế nghe xong mà kinh ngạc, tên nhóc cậu lại có được 148 chiếc xương chí tôn. Hơn nữa còn dung hợp chúng vào trong cơ thể. Đúng thế. Ý trời, đúng là ý trời. Hiên Viên Hoàng Đế vô cùng kích động. Trên không trung cả nghĩa địa hỗn độn sấm chớp ầm ầm, một vùng chấn động. Thậm chí ngay cả trái tim của Diệp Bắc Minh cũng đập điên cuồng theo, máu tươi sôi sục. Tiền bối, sao thế? Cậu nhóc Diệp, cậu có biết Hoa tộc thượng cổ có tổng cộng bao nhiêu đại năng thượng cổ không? Hiên Viên Hoàng Đế hỏi. Diệp Bắc Minh ngẩn người. Trong lòng vụt lên một con số, chẳng lẽ, vừa hay 148? Đúng thế. Hiên Viên Hoàng Đế nói một cách chắc chắn. Chính là 148 vị đại năng thượng cổ, hơn nữa năm đó tôi từng lên đến đỉnh của lưỡng giới sơn. Ở lối vào đỉnh núi có một lôi trì. Trong lôi trì có lượng lớn dịch lôi kiếp, cậu nhóc, nếu tôi đoán không nhầm, tuy cậu đã dung hợp xương chí tôn, nhưng không thể phát huy hết sức mạnh của xương chí tôn phải không? Diệp Bắc Minh càng kinh ngạc hơn, tiền bối, sao ông biết? Hiên Viên Hoàng Đế lên tiếng, nói thừa ít thôi. Dịch lôi kiếp có thể giúp cậu hoàn toàn dung hợp xương chí tôn. Đừng lãng phí thời gian nữa, mau đi lên đi. Diệp Bắc Minh hoàn toàn kích động. Được. Thần niệm của anh ra khỏi nghĩa địa hỗn độn, điên cuồng vượt qua hết trận pháp này đến trận pháp khác, đi về phía đỉnh núi của lưỡng giới sơn. Sao tốc độ của tên nhóc này càng lúc càng nhanh thế? Chuyện gì vậy? Làm sao hắn có thể tránh được tất cả trận pháp một cách hoàn hảo? Ai nói với tôi rốt cuộc là thế nào không? Đám người đi theo phía sau phát hiện, lại bị Diệp Bắc Minh bỏ lại càng lúc càng xa. Diệp Bắc Minh thứ nhất. Hạ Nhược Tuyết thứ hai. Hầu Tử thứ ba. Thạch Trung Hổ thứ tư. Lãnh Thanh Thu đi theo thứ năm càng lúc càng chấn kinh, rốt cuộc anh ta là người hay quỷ? Tuy mình là yêu tộc, sao anh ta còn giống yêu nghiệt hơn cả mình? Thạch Tiền Bối,
chủ nhân nhà ông rốt cuộc có lai lịch thế nào? Lãnh Thanh Thu cũng không nhìn được hỏi. Thạch Trung Hổ lắc đầu, cười khổ một tiếng, cô Lãnh, tôi quen chủ nhân nhà tôi chỉ sớm hơn cô 1-2 ngày. Cho nên, tôi cũng không hiểu lắm. Cái gì? Lãnh Thanh Thu thộn mặt, ông quen anh ta chỉ mấy ngày, đường đường cảnh giới thần tôn đỉnh phong lại nhận anh ta làm chủ nhân. Lý do là gì? Thạch Trung Hổ dừng lại, chỉ vào trận pháp dưới chân, dựa vào thủ đoạn của chủ nhân, lý do này đủ chưa? Lãnh Thanh Thu nuốt nước miếng, gật đầu theo bản năng, đủ rồi. Một canh giờ sau, cuối cùng Diệp Bắc Minh vượt qua trận pháp cuối cùng, đến đỉnh núi của Lưỡng Giới Sơn. Cả quá trình này lại không động chạm đến một trận pháp nào, đúng là nghịch thiên. Nơi này chính là đỉnh của Lưỡng Giới Sơn sao? Trông có vẻ chẳng có gì khác biệt. Lãnh Thanh Thu nhìn xung quanh. Họ đứng trên một đài cao khổng lồ, xung quanh đầy tuyết dày đặc. Hạ Nhược Tuyết cau mày, thật kỳ lạ. Diệp Bắc Minh nhìn cô ấy, kỳ lạ thế nào? Hạ Nhược Tuyết nói ra nghi hoặc của mình, đỉnh núi cao thế này lại không có chút gió nào. Cô ấy giật ra một sợi tóc, giơ giữa không trung rồi buông tay. Chậm rãi rơi xuống. Hầu Tử gật đầu theo, đúng thế, độ cao thế này, theo lý thì phải có gió rất lớn. Sao lại không có chút gió nào? Mau nhìn xem, đó là cái gì, Thạch Trung Hổ chỉ về phía trước. Mọi người nhìn theo hướng ông ta chỉ, cách mấy trăm mét, một khu vực không có tuyết. Thậm chí trong không khí có chút sấm sét lóe lên. Mấy người đi đến gần, Lãnh Thanh Thu vô cùng vui mừng, a à là dịch lôi kiếp. Vãi, dịch lôi kiếp, lại có nhiều như vậy, Thạch Trung Hổ kích động suýt nhảy lên. Hạ Nhược Tuyết và Hầu Tử mặt đầy nghi hoặc, dịch lôi kiếp là gì? Diệp Bắc Minh khẽ động trong lòng. E rằng đây là lôi trì mà tiền bối Hiên Viên nói. Thạch Trung Hổ nhìn Diệp Bắc Minh một cái, lập tức giải thích, chủ nhân, dịch lôi kiếp vô dụng quý giá. Chỉ có người cảnh giới thần hoàng trở lên độ kiếp, mới có thể chắt lấy dược một giọt từ trong thiên lôi. Dịch lôi kiếp tinh lọc cơ thể cho võ giả, cải thiện căn cốt, rửa kinh mạch tẩy tủy cho võ giả. Nơi này lại có một bể dịch lôi kiếp, giá trị của số dịch lôi kiếp này đủ để các thế lực đó tranh cướp vỡ đầu. Vừa dứt lời, bóng hình Lãnh Thanh Thu vụt đi. Không đợi được đi vào lôi trì. Ầm ầm, lôi trì bỗng nhiên chấn rung, tuy chỉ có 1 mét, lại gào thét như sóng thần. Một đường sét to như thùng nước từ trên trời giáng xuống, đập mạnh lên người Lãnh Thanh Thu. A, à, Lãnh Thanh Thu kêu thảm một tiếng, lại bị đánh về nguyên hình. Một mùi lông thỏ cháy khét tỏa ra. Vãi, thỏ tinh. Hầu Tử sợ giật mình. Thạch Trung Hổ chừng mở to con mắt, cô là yêu tộc. Lúc này, Lãnh Thanh Thu nằm trong phạm vi lôi trì, đường sét đánh thứ hai ngưng tụ thành hình dáng lên người Lãnh Thanh Thu. Chẳng lẽ tôi phải chết ở đây sao? Toàn thân Lãnh Thanh Thu không có sức lực, trong đôi mắt đẹp là sự tuyệt vọng. Ầm ầm, lúc đường sét thứ hai giáng xuống, một bóng người bỗng xuất hiện phía sau cô ta. Ôm lấy eo nhỏ của cô ta, năm ngón tay cầm trường kiếm màu đen cổ xưa. Đấm một đường kiếm ra với lôi điện. Khoảnh khắc hai bên tiếp xúc, toàn bộ lôi điện lại chui vào trong trường kiếm màu đen. À, anh không sợ chết hả? Lãnh Thanh Thu nhìn thấy Diệp Bắc Minh cứu mình, đôi mắt rung động. Đừng nói gì. Diệp Bắc Minh lắc đầu, kiếm càn khôn chấn ngục trong tay run lên. Hấp thu tất cả sức mạnh lôi điện. Nhân lúc đợt lôi điện thứ ba ngưng tụ, nhanh chóng lùi lại, thoát khỏi phạm vi lôi trì. Lãnh Thanh Thu sợ hãi, có nhịn cơn đau nhìn Diệp Bắc Minh. Cảm ơn anh Diệp đã cứu mạng. Diệp Bắc Minh lướt nhìn cô ta một cái, đừng thấy bảo bối thì muốn lao vào, cô phải có cái mạng để lấy. Hạ Nhược Tuyết cau mày, Bắc Minh, phạm vi lôi trì rất lớn, chặn đường đi của chúng ta. Nếu không nghĩ cách đi vòng qua, người phía sau sắp đuổi lên đến nơi rồi. Đúng thế, anh Diệp, có cách đi vòng qua không? Hầu Tử hỏi. Diệp Bắc Minh truyền âm, tiểu tháp, tôi phải hấp thụ dịch lôi kiếp bằng cách nào? Tháp Càn Khôn chấn ngục cười, có bản tháp ở đây, cậu nhảy vào lôi trì là được. Liền sau đó, Diệp Bắc Minh bất chấp ánh mắt sợ hãi của mọi người. Bước ra một bước, lại thực sự nhảy vào trong lôi trì. Ầm ầm, trong tích tắc, lôi trì giống như bị dẫn nổ, đỉnh núi Lưỡng Giới Sơn vốn bình lặng lập tức sôi sục. Hơn vạn đường điện lôi ngưng tụ thành hình, giáng xuống lôi trì. Cùng lúc đó, đám người Độc Cô Bá Đạo
tông chủ Trấn Hồn Tông đang chạy lên đỉnh núi đều dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn trời. Dị tượng, đáng chết, tên nhóc đó đã đến đỉnh núi. Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra bảo bối gì? Mau, 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 bất luận là bảo bối gì, cũng không được để tên xúc sinh này lấy được. Trong lôi trì trên đỉnh Lưỡng Giới Sơn, huyết dịch trong cơ thể Diệp Bắc Minh sôi sục, xương chí tôn trong người giống như từng long mạch khủng bố, sức mạnh vô tận đều bùng phát ra. Chui vào trong chân tay xương cốt. Lốp ba lốp bốp, cơ thể Diệp Bắc Minh khẽ run lên, giữa các xương bùng ra ra một tiếng nổ như pháo nổ. Lúc này, cơ thể của Diệp Bắc Minh giống như cái động đen, điện lôi vô tận giáng xuống đều bị anh hấp thụ. Một giọt dịch lôi kiếp đã có thể cải thiện thể chất, chủ nhân trực tiếp ngâm mình trong dịch lôi kiếp. Thạch Trung Hổ không ngừng hít khí lạnh, chủ nhân muốn nghịch thiên ư. Lãnh Thanh Thu tỏ vẻ mặt không dám tin, anh ta lại chịu được thiên lôi gần lôi trì. Vừa nãy cô ta bị một đạo thiên lôi đánh trúng, suýt nữa tan thành cho bụi. Gru! Một tiếng rồng gầm vang lên, một cảnh không thể tưởng tượng diễn ra. Trong lôi trì lại có một con chân long ảo hóa từ lôi điện, vần quanh xoay trò quanh cơ thể Diệp Bắc Minh. Liền sau đó, dịch lôi kiếp, đây là dịch lôi kiếp, bên trong lại sinh ra một con lôi long. Phía sau mọi người đều kích động thốt lên. Đám người Độc Cô Bá Đạo đã đến. Đồng tử của tông chủ Trấn Hồn Tông co lại, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh quát nói, tên nhóc này đang hấp thụ dịch lôi kiếp, luyến hóa xương chí tôn trong cơ thể. Tuyệt đối không được để hắn thành công, nếu không xương chí tôn hoàn toàn dung hợp với hắn, chúng ta rút xương chí tôn ra thì cũng vô dụng. Tông chủ Trấn Hồn Tông nói xong liền nhảy vọt ra, trực tiếp xông về phía lôi trì giết Diệp Bắc Minh. Ngăn ông ta lại. Đôi mắt Hạ Nhược Tuyết nghiêm lại, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Chém một kiếm về phía Trấn Hồn Tông. Đôi mắt của tông chủ Trấn Hồn Tông lóe lên một tia kinh ngạc, kiếm ý cường mạnh quá. Nếu cô là cảnh giới thần hoàng thì thực sự có thể gây uy hiếp với tôi, chỉ tiếc cảnh giới của cô quá thấp. Tông chủ Trấn Hồn Tông vụt người cuốn theo một trận cuồng phong. Kiếm ý của Hạ Nhược Tuyết liền tan rã, cơ thể bị đánh bay ra. Không chịu nổi một đòn. Tông chủ Trấn Hồn Tông lắc đầu, tiếp tục đi về phía Diệp Bắc Minh. Hầu tử cắn răng xông lên, đừng hòng hại anh Diệp của tôi. Cảnh giới đế, rác rưởi gì vậy? Tông chủ Trấn Hồn Tông cười khinh thường, năm ngón tay từ không trung đè xuống. Một luồng sức mạnh dễ như bẻ cành khô nghiền áp xuống, cơ thể hầu tử phát ra tiếng rác rác giòn tan. Vô cùng thê thảm bò dưới đất, cũng không còn chút sức chiến đấu. Liền sau đó, Thạch Trung Hổ lại chặn phía trước. Tông chủ Trấn Hồn Tông tức cười, ha ha, tên xúc sinh này có tài có đức gì mà nhiều người không sợ chết giúp hắn như vậy. Sắc mặt Thạch Trung Hổ trắng bệch, nói thừa ít thôi, muốn động vào một cọng lông của chủ nhân tôi, từ bước qua xác tôi đã. Tôi cho ông toại nguyện. Tông chủ Trấn Hồn Tông liền gật đầu. Soạt một tiếng không khí bùng nổ. Thạch Trung Hổ cũng không nhìn rõ là chuyện gì thì đã bị va đập bay đi. Điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi trong không trung, đập mạnh lên vị trí cách Diệp Bắc Minh 50 mét. Tông chủ Trấn Hồn Tông tiến lên một bước, giẫm qua người Thạch Trung Hổ, thích thú nhìn Diệp Bắc Minh, xúc sinh, cảm thấy tuyệt vọng chưa? Nếu tao là mày, bây giờ tao đã rất tuyệt vọng rồi. Đáng tiếc, vật cực phẩm như dịch lôi kiếp cũng bị mày tìm được, chỉ tiếc là mày không có cơ hội hưởng thụ. Tấn công ra một quyền. Một đòn toàn lực của cảnh giới thần hoàng đủ để xóa đi tất cả. Một bóng hình màu trắng chặn trước người Diệp Bắc Minh. Phập một tiếng bức bối vang lên. Trên người Lãnh Thanh Thu tỏa ra một ánh sáng trắng, hóa thành một con thỏ trắng bay đi, rơi xuống bên cạnh lôi trì. Cô ta bị tông chủ Trấn Hồn Tông đánh một quyền trở về nguyên hình. Lãnh Thanh Thu chớp mắt, một mạng trả một mạng, anh cứu tôi một lần, tôi cứu anh một lần. Chậm rãi nhắm mắt, tông chủ Trấn Hồn Tông cau mày, yêu tộc biến hình. Ha ha, xúc sinh, bản tông chủ rất hiếu kỳ tại sao nhiều người nộp mạng vì mày như vậy. Tao xem tiếp theo đây còn có ai có thể ra tay vì mày. Bước tới trước lôi trì, tấn công một quyền về phía đỉnh đầu của Diệp Bắc Minh. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc. Diệp Bắc Minh ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu từ từ mở ra. Tấn công ra một quyền. Đây là... Khoảnh khắc nhìn thẳng vào đôi mắt Diệp Bắc Minh. Trái tim của tông chủ Trấn Hồn Tông co thắt lại, giống như nhìn thấy ác ma. Phập, nắm đấm của người người đụng vào nhau,
sóng khí khủng bố nổ ra, năng lượng lập tức cuồn cuộn cả trời đất. Tất cả tuyết trắng gần đó liền tan chảy. Tông chủ Trấn Hồn Tông cảm thấy mình như bị một khối thiên thạch đánh trúng, a. À. Kêu thảm một tiếng bay ngược ra. Làm sao có thể? Vạn Hóa Nguyên và Kỷ Sinh kinh hãi hô lên một tiếng. Cẩn thận! Bá đạo thần hoàng bước lên một bước. Nếu không phải ông ta đón lấy tông chủ Trấn Hồn Tông bay ngược ra, sợ rằng tông chủ Trấn Hồn Tông sẽ trực tiếp ngã xuống từ đỉnh lưỡng giới sơn cao mấy trăm ngàn mét rồi. Suýt! Sau khi tông chủ Trấn Hồn Tông rơi xuống đất, mọi người lại hít khí lạnh. Chỉ thấy tay phải của tông chủ Trấn Hồn Tông hoàn toàn biến mất. Vị trí bả vai lộ ra vết thương khủng bố đầm đìa máu tươi. Thanh Huyền Tử nheo con mắt đục ngầu, sức mạnh của Xương Chí Tôn lại khủng bố như vậy. Một cảnh giới thần hoàng lại bị một quyền của hắn đánh nổ một cánh tay. Kẻ này vừa vào thần giới, còn chưa chuyển hóa thần lực, ngưng tụ thần cách phải không? Một khi hắn thoát xác, sợ rằng ngay cả chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Cái gì? Các võ giả có mặt khác đều hít khí lạnh, kinh hãi nhìn sang Diệp Bắc Minh. Kỷ Sinh nuốt nước miếng, không, không thể nào, tên nhóc này vừa tiến vào thần giới. Cho dù hắn chuyển hóa thần lực, ngưng tụ thần cách cũng không thể nào đánh bại được chúng ta. Độc Cô Bá Đạo lại nghiêm túc gật đầu, quốc sư nói đúng, thiên phú khủng bố của kẻ này đã vượt qua dự đoán của chúng ta. Hôm nay hắn không chết, sau này chắc chắn sẽ là đại họa của chúng ta. Hai người không còn do dự, hai luồng sát cơ băng lạnh lập tức khóa chặt Diệp Bắc Minh. Cơ thể càng hóa thành hai tàn ảnh mau chóng lướt đến. Giết! Diệp Bắc Minh cảm nhận sát kinh thiên, hai nắm đấm cùng bùng phát. Gru! Hai con huyết long xông ra, tiến về phía Độc Cô Bá Đạo và Thanh Huyền Tử. Phá cho tôi! Hai người hùng hổ tấn công, khoảnh khắc huyết long bị đánh tan bùng phát ra năng lượng cường mạnh. Hai người bị đánh bay ra. Đáp xuống đỡ chờ ồi lùi lại ba bốn bước. Nhìn thấy chưa? Độc Cô Bá Đạo tỏ sắc mặt nghiêm túc. Thanh Huyền Tử gật đầu mạnh, nhìn thấy rồi, kẻ lại có thể cùng lúc đánh lui hai người chúng tôi, tương lai của hắn đúng là không thể dự đoán. Vậy thì cho hắn không có tương lai. Độc Cô Bá Đạo gầm lên một tiếng, lòng bàn tay hiện lên một thanh thần kiếm màu tím tạo hình khoa trương, kiếm khí bá đạo, giết cho ta. Chém một kiếm xuống, bầu trời chấn rung. Cả không gian đều tràn ngập kiếm khí bá đạo, cào xé về phía Diệp Bắc Minh như con mãnh thú hồng thủy. Cậu nhóc, với sức mạnh của cậu không chặn được kiếm này, dùng kiếm càn khôn chấn ngục đi, giọng của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên. Diệp Bắc Minh cũng không dám chậm trễ, năm ngón tay nắm lại trong hư không. Chém một đường kiếm càn khôn chấn ngục ra. Ấy, thanh kiếm này là... Trong hư không vang lên một giọng nói kinh ngạc. Còn không đợi mọi người suy nghĩ nguồn gốc của giọng nói này. Liền sau đó, một con huyết long khổng lồ trăm trượng từ kiếm càn khôn chấn ngục xông ra, đập lên kiếm khí bá đạo. Sức mạnh bùng phát như núi lửa phun trào, trời đất biến sắc. Cuốn đi tất cả. Độc Cô Bá Đạo bay đi giống NWS cánh diều đứt dây, điên cuồng phun ra máu tươi trong không trung. Năng lượng bùng nổ cuốn đến như sóng thần. Mọi người cẩn thận. Thanh Huyền Tử quát lớn một tiếng, chặn trước người một đám mấy chục võ giả của thần quốc Đại Ngụy. Vạn Hóa Nguyên và Kỷ Sinh phản ứng lại, thuộc hạ đưa đến vốn không ngăn được năng lượng bùng nổ này. Bị đánh bay tại chỗ, rơi xuống vách núi mấy trăm ngàn mét. Độ cao như vậy, cho dù là thần tôn cũng phải ngã chết. Cuối cùng, Độc Cô Bá Đạo đứng vững người trước vách đỉnh núi, chỉ thiếu một bước nữa là bị rơi xuống vực sâu vạn trượng. Tay của ông ta tê dại. Quay đầu nhìn một cái. Cánh tay cầm bá đạo thần kiếm khẽ run lên, kẻ có thể tiếp được đường kiếm này của tao, dưới tổ cảnh vốn không có mấy người. Cho dù có thể đỡ được, cũng tuyệt đối không thể nào ép bản tạ đến mức này. Nhóc con, mày là người đầu tiên. Khụ khụ. Tông chủ Trấn Hồn Tông ho khan hai tiếng, sắc mặt trắng bệch kiêng sự nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, bản tông chủ đã có cảm giác không thể kiểm soát được tên xúc sinh này, cảm giác này rất không ổn. Bản tông chủ không muốn chơi nữa. Nói xong, tông chủ Trấn Hồn Tông giơ tay vung ra. Một cái phướn gọi hồn màu đen xuất hiện trong tay. Khoảnh khắc vật này xuất hiện, xung quanh cơ thể tông chủ Trấn Hồn Tông cuốn lên quỷ khí ngút trời, giống như hàng triệu con ác quỷ đang gào thét. Phướn Trấn Hồn. Ánh mắt của Độc Cô Bá Đạo và Thanh Huyền Tử trầm xuống, sắc mặt hơi kiêng sợ.
Vạn Hóa Nguyên và Kỷ Sinh hít khí lạnh, bảo vật Trấn Tông của Trấn Hồn Tông, nghe nói vật này là nuốt chửng ít nhất hàng triệu tính mạng. Số lượng ác quỷ bên trong sánh được với địa ngục. Ông lại mang vật này đến đây. Ha ha ha. Trong con mắt tông chủ Trấn Hồn Tông đầy hàn ý, đúng thế, đã không thể kiểm soát được tên xúc sinh này. Để đề phòng bất trắc, vẫn nên trực tiếp dùng phướn Trấn Hồn luyện hóa thần hồn của hắn thì hơn. Vù. Tông chủ Trấn Hồn Tông vung múa phướn Trấn Hồn, ác quỷ gầm thét. Liền sau đó, Diệp Bắc Minh kinh ngạc phát hiện, bề ngoài cơ thể của Hạ Nhược Tuyết, Hầu Tử, Thạch Trung Hổ, Lãnh Thanh Thu hôn mê. Lại xuất hiện một tầng thần hồn trong suốt. Thấy như sắp thoát ra khỏi cơ thể, đi về phía phướn Trấn Hồn. Hỏng rồi. Vẻ mặt Diệp Bắc Minh biến sắc, ngay cả thần hồn của anh cũng khẽ chấn động. Phướn Trấn Hồn này giống như một cái hố đen, khiến thần hồn của người ta không nhịn được muốn xông vào trong đó. Giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, cậu nhóc, ổn định thần hồn. Phướn Trấn Hồn là vật tà ác, thiên lôi trong lôi chỉ có thể phá nó. Ánh mắt Diệp Bắc Minh sáng lên, được. Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục trong tay đâm vào trong lôi trì, hấp thụ sức mạnh điện lôi vô tận. Sau đó đấm ra một kiếm, một con lôi long giống như một tia nắng mặt trời trong đêm đen xông phá quỷ khí ngập trời. Gru! Lôi long gầm thét. Ác quỷ trong phướn Trấn Hồn cảm nhận được sức mạnh của thiên lôi sợ đến không ngừng kêu thảm thiết, cả đỉnh lưỡng giới sơn lập tức giống như 18 tầng địa ngục. Các người còn đợi cái gì? Tôi giữ chân tên xúc sinh này, các người lên giết hắn đi, tông chủ Trấn Hồn Tông không ngờ Diệp Bắc Minh lại có thể khắc chế được phướn Trấn Hồn. Độc Cô Bá Đạo phản ứng lại, bá đạo thần kiếm lại tấn công ra lần nữa. Thanh Huyền Tử nheo con mắt, quyết đoán lao lên. Vạn Hóa Nguyên và Kỷ Sinh quay sang nhìn nhau một cái, đều cùng ra tay. Năm thần hoàng cùng ra tay. Diệp Bắc Minh muốn rút kiếm Càn Khôn Trấn Ngục về. Nhưng một khi thu kiếm, thần hồn của mấy người Hạ Nhược Tuyết sẽ bị hút đến phướn Trấn Hồn. Tiểu Tháp, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục ngưng trọng trả lời, được, bản tháp sẽ ra tay bất cứ lúc nào, cố gắng lập tức giết hết bọn họ. Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh nhạt vang lên, các người ổn chết đi được. Tổ tiên của Trấn Hồn Tông, Điện Thần Hoàng, Thần Quốc Đại Ngụy, nhà họ Vạn, nhà họ Kỷ đều không dám bước chân đến nơi này. Mấy vẫn bối các người lại dám ra tay ở đây. Ai đang nói? Người người cùng sầm sắc mặt, cút ra đây. Ha ha, trên địa bàn của lão phu lại còn bảo lão phu cút ra. Một tiếng cười lạnh lùng vang lên. Liền sau đó, một bóng hình xuất hiện ở giữa Diệp Bắc Minh và năm người. Đó là một ông lão khô gầy, trông giống cái xác khô. Da thịt toàn thân lõm xuống, trên người không có chút sức sống. Nếu lúc này ông ta nằm dưới đất, đúng là một cái xác khô. Nhưng, ông lão xuất hiện không hề báo trước, thậm chí khiến người ta nghĩ ông ta đã ở đó ngay từ ban đầu. Ông là ai? Tông chủ Trấn Hồn Tông đỏ bừng đôi mắt, sát ý ngưng tụ. Ông lão cười, xông vào địa bàn của tôi còn ăn nói với tôi như vậy. Tổ tiên của Trấn Hồn Tông không dạy ông lễ nghĩa sao? Quỳ xuống. Vừa dứt lời. Tông chủ Trấn Hồn Tông cảm thấy như bị Thái Sơn đè nặng. A! À, kêu thảm một tiếng, lại quỳ xuống đất thật. Phướn Trấn Hồn trong tay rơi sang bên cạnh, quỷ khí ngập trời biến mất không còn tăm tích. Suýt! Bốn người Độc Cô Bá Đạo, Thanh Huyền Tông, Vạn Hóa Nguyên, Kỷ Sinh cùng hít khí lạnh. Một câu nói đã ép tông chủ Trấn Hồn Tông quỳ xuống. Rốt cuộc ông lão này là ai? Tiền bối, chúng tôi không có ý đắc tội với ông. Chỉ vì chúng tôi có thủ với kẻ này, Vạn Hóa Nguyên đang định lên tiếng giải thích. Ông lão dường như thấu hiểu tất cả, ông cũng quỳ xuống. Nói là làm. A, à, Vạn Hóa Nguyên trực tiếp phun ra ngụm máu tươi, đầu gối đập xuống đất. Mặt xám như cho quỳ ở đó. Các người thì sao? Ông lão cười tủm tỉm nhìn sang ba người còn lại. Kỷ Sinh cố nhếch ra nụ cười, tiền bối, chúng tôi thực sự không biết đây là địa bàn của ông. Xin ông giơ cao đánh khẽ. Được, vậy tôi giơ cao đánh khẽ, ông lão gật đầu. Kỷ Sinh vui mừng, cảm ơn tiền bối. Liền sau đó, ông lão giơ tay tát một cái. Phập, Kỷ Sinh giống như bị một luồng sức mạnh vô hình đập trúng, bay đi như chó chết, trực tiếp rơi xuống từ vách núi cao hàng trăm mét. Trán Độc Cô Bá Đạo toát mồ hôi lạnh, suýt. Thanh Huyền Tử nuốt nước miếng, quyết đoán lùi lại, tiền bối, làm phiền rồi, cáo từ.
hai người cũng không dám ở lại một giây, dẫn theo người vừa bò vừa lăn biến mất. Các người cũng cút đi. Ông lão giơ tay tát qua một cái, tông chủ Trấn Hồn Tông và Vạn Hóa Nguyên đang quỳ dưới đất bay đi rơi xuống vực. Diệp Bắc Minh nhìn tất cả, trợn mắt há hốc miệng. Ông lão quay đầu nhìn Diệp Bắc Minh từ đầu đến chân. Diệp Bắc Minh nhân lúc ông lão còn chưa ra tay, mau chóng nói, tiền bối, không cần ông ra tay, chúng tôi đi ngay đây. Ông lão như xác khô cười, đã đến rồi thì đừng đi. Dưới chân lưỡng giới sơn. Hai người Độc Cô Bá Đạo, Thanh Huyền Tử đưa theo thuộc hạ chạy một mạch đến đây. Vẫn sợ đến tìm gần như nhảy ra ngoài. Chỗ không xa, Vạn Hóa Nguyên nằm dưới đất, cơ thể không ngừng run lên. Tông chủ Trấn Hồn Tông trợn mắt trắng, trên người máu tươi đầm đìa. Đầu gối kỷ sinh nát bét, hai chân trực tiếp biến mất. Ba người rơi từ độ cao hàng trăm mét, cho dù là thần hoàng cũng mất nửa cái mạng. Độc Cô Bá Đạo cất giọng run run, vừa nãy. Ông lão vừa nãy đó là ai? Đường đường bá đạo thần hoàng, lúc này lại giống như con chim cun cút. Toàn thân Thanh Huyền Tử bị ngấm mồ hôi, theo như khẩu khí của ông ta, sợ rằng ông lão này đã ở Lưỡng Giới Sơn rất lâu năm rồi. Nghe nói, Lưỡng Giới Sơn là chiến trường của thần chiến năm đó, chẳng lẽ ông ta là người tham gia cuộc chiến năm đó, toàn thân Độc Cô Bá Đạo run lên. Làm sao có thể? Tuy Thanh Huyền Tử sợ hãi, nhưng vẫn còn lý trí. Cuộc chiến năm đó, tất cả đều chết hết. Hơn nữa lúc đó vẫn chưa có điện thần hoàng, cũng không có thần quốc đại ngụy, nhưng ông ta vừa nhìn đã nhìn ra lai lịch của chúng ta. Cho nên, ông già đó nhất định là người sau cuộc chiến đó. Nói đến đây, Thanh Huyền Tử dừng lại, quay đầu nhìn về hướng Lưỡng Giới Sơn một cái, nghe nói, sau cuộc chiến đó, có một tốp đại năng thượng cổ tiến vào Lưỡng Giới Sơn, muốn làm rõ nguyên nhân của cuộc chiến. Mấy chục đại năng thượng cổ vào đó liền không trở ra, tất cả chết hết. Độc Cô Bá Đạo kinh hãi, đôi mắt run lên, ý của ông là. Thanh Huyền Tử gật đầu, lão già đó có thể là một đại năng thượng cổ sống sót. Vãi, Độc Cô Bá Đạo trực tiếp chửi mắng, lão già khủng bố đó lại còn sống, sống từ thời thượng cổ đến bây giờ, ít nhất cũng mấy chục triệu năm rồi đấy. Chẳng trách thực lực khủng bố như vậy, vừa nãy một câu nói của lão ta, tôi không thể đỡ nổi. Độc Cô Bá Đạo nghĩ đến từng cảnh vừa nãy liền sợ hãi. Thanh Huyền Tử cười, đừng giả bộ nữa, chẳng lẽ Điện Thần Hoàng không giấu một vài đại năng thượng cổ sao? Độc Cô Bá Đạo lắc đầu, làm sao tôi biết được? Nhưng hình như chúng tôi chọc cho lão già đó không vui. Tên xúc sinh đó vẫn chưa xuống, đã đắc tội với đại năng thượng cổ tuyệt đối chết chắc. Thanh Huyền Tử gật đầu, theo như phản ứng của ông lão đó, đúng là không thích bị làm phiền. Có điều cũng không thể coi thường, chúng ta quay lại xem sao. Quay lại. Trái tim Độc Cô Bá Đạo co lại, ông chắc chắn quay lại không? Chẳng may lão già đó. Chưa chắn chắn tên nhóc đó đã chết thật, lòng tôi không yên, Thanh Huyền Tử lắc đầu, quay người đi về hướng đỉnh núi. Độc Cô Bá Đạo suy nghĩ một lát, đi theo sau. Một canh giờ sau, hai người về đến gần đỉnh núi. Trốn phía sau một tảng đá nham. Mấy canh giờ trôi qua. Vẫn không thấy bóng dáng của Diệp Bắc Minh. Đã qua 5 canh giờ rồi, tên nhóc đó vẫn chưa xuống núi. Chắc chắn là chết rồi. Độc Cô Bá Đạo nheo mắt, thật tiếc xương chí tôn và chiếc nhẫn tông chủ của Thái Dương Tông trên người hắn, phải biết là năm đó Thái Dương Tông đột nhiên bị diệt. Chắc chắn để lại rất nhiều bảo vật, nhiều năm nay vẫn chưa có ai tìm được. Thanh Huyền Tử nhìn về hướng đỉnh núi lần cuối, đi thôi. Hai người xuống núi. Ba người Vạn Hóa Nguyên, Kỷ Sinh, tông chủ Trấn Hồn Tông ngồi khoanh chân, đang trị thương. Độc Cô Bá Đạo cau mày, nhìn Thanh Huyền Tử một cái. Hai người đều nhìn thấy tia sát ý từ trong mắt đối phương. Các người muốn làm gì? Ba người gần như cùng mở mắt, cảm nhận được sát ý lộ ra của hai người. Độc Cô Bá Đạo có ý sâu xa cười, quốc sư, không biết có phải chúng ta chung suy nghĩ không? Có những người chết đi, có phải còn có ích hơn sống không? Thanh Huyền Tử gật đầu, ba người đã bị thương, vậy bản quốc sư tiễn các người lên đường. Yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ nói với con cháu của các ông, ba người chết dưới tay Diệp Bắc Minh. Cái gì, ông muốn giết chúng tôi? Vẻ mặt ba người biến sắc, đứng lên lùi lại như đứng trước kẻ địch lớn. Độc Cô Bá Đạo bước ra một bước hoàn toàn chặn đường lui của ba người. Mấy canh giờ trước,
Đã đến rồi thì đừng đi. Nghe thấy lời của ông lão như xác khô này, sắc mặt Diệp Bắc Minh sầm xuống. Tay cầm kiếm Càn Khôn Trấn Ngục siết chặt hơn mấy phần, tiền bối, nếu cứ muốn ra tay, tôi chỉ đành liều thôi. Nhưng tôi muốn nhắc nhở tiền bối một câu, thực sự ra tay, ít nhất tôi nắm chắc ba phần có thể giết được tiền bối. Uy hiếp không hề che đậy. Ông lão giật mí mắt, cậu nhóc, cậu đang uy hiếp lão phu sao? Sắc mặt Diệp Bắc Minh lạnh như băng, tiền bối có thể thử xem. Ông lão nheo mắt, nhìn Diệp Bắc Minh một cái sâu sắc. Không biết tại sao lại thực sự có cảm giác kinh sợ. Chẳng lẽ tên nhóc này thực sự có năng lực đó? Tuyệt đối không thể nào, cho dù tên nhóc này có thủ đoạn ngút trời cũng không thể uy hiếp được mình. Xem ra là mình ở trên đỉnh núi lâu, quá thận trọng rồi. Liền sau đó, ha ha ha, ông lão ngửa cổ lên trời cười lớn, vừa nực cười vừa tức lắc đầu, cậu nhóc, nếu lão phu muốn giết cậu thì đã ra tay từ lâu rồi, sẽ không nói nhiều với cậu như vậy. Lão phu bảo cậu ở lại, thứ nhất là vì lão phu đã ở nơi này quá lâu, muốn tìm người giải buồn. Thứ hai, bây giờ cậu rời đi, chẳng lẽ là đối thủ của năm thần hoàng ư? Thứ ba, lão phu có một chuyện muốn cậu đi làm. Diệp Bắc Minh hơi do dự, vẫn không buông lỏng cảnh giác. Ông lão lắc đầu, lòng cảnh giác rất mạnh đấy, tôi hỏi cậu. Từ lúc lão phu xuất hiện, đã từng có sát ý với cậu chưa? Nếu lão phu muốn giết cậu, việc gì phải giúp cậu ngăn năm thần hoàng? Đợi họ giết cậu xong lão phu xuất hiện không được sao? Sắc mặt Diệp Bắc Minh giãn ra. Cất kiếm Càn Khôn Trấn Ngục, mau chóng đến bên cạnh Hạ Nhược Tuyết. Kim châm trong tay chui vào trong cơ thể của Hạ Nhược Tuyết, ổn định thương tích của cô ấy xong. Tiếp tục chữa thương cho hầu tử, Thạch Trung Hổ. Cuối cùng, đến trước Lãnh Thanh Thu. Tình trạng của cô ta rất tồi tệ, hơn nữa bị đánh trở về nguyên hình, Diệp Bắc Minh vốn không có kinh nghiệm chữa trị cho yêu tộc. Cấu tạo cơ thể của thỏ và người cũng khác nhau. Thấy Diệp Bắc Minh khó xử. Ông lão lên tiếng nhắc nhở, cô ta là yêu tộc, sức mạnh bị đánh tan. Cho nên không thể giữ được hình người. Hơn nữa, cô ta chịu một đòn toàn lực của tông chủ Trấn Hồn Tông, kinh mạch đã đứt. Có lẽ không sống nổi. Diệp Bắc Minh quay đầu, tiền bối, quỷ môn thập tam châm chỉ có thể sử dụng với nhân tộc. Tình trạng cơ thể của yêu tộc hoàn toàn khác, ông có cách cứu cô ta đúng không? Ông lão gật đầu, đúng thế, lão phu có cách. Có điều tại sao tôi phải giúp cậu? Trừ phi... Diệp Bắc Minh nhanh chóng tiến lên, trừ phi cái gì? Ông lão nhếch miệng cười, trừ phi cậu ở lại với tôi 1000 năm, để giải tỏa sự cô đơn trên đỉnh núi này. 1000 năm. Diệp Bắc Minh cau mày, tiền bối, tôi đến rừng rậm tinh hồn là để tìm một loại dược liệu tên là tinh hồn thảo để cứu con gái tôi. Thực sự rất khó tuân mệnh. Chỉ cần tiền bối chịu cứu người, tôi bảo đảm sau khi tìm được tinh hồn thảo cứu con gái tôi. Sẽ lập tức trở lại nơi này giải buồn cho cùng tiền bối. Ông lão hài lòng gật đầu, tên nhóc cậu thật trọng tình trọng nghĩa, cũng được. Muốn cứu cô ta chỉ có một cách, đưa cô ta vào lôi trì. Lôi trì. Diệp Bắc Minh ngẩn người. Ông lão giải thích, lôi điện đánh tan tất cả, mang theo thuộc tính hủy diệt. Nhưng xương chí tôn trong cơ thể cậu lại đang trọng sinh, cậu lấy dịch lôi kiếp trong lôi trì luyện xương chí tôn. Chỉ cần lợi dụng một phần khí tức của xương chí tôn hồi phục cơ thể cho cô ta là được, không những có thể cứu cô ta, còn có thể có lợi ích lớn cho cô ta. Ánh mắt của Diệp Bắc Minh lóe lên. Lướt nhìn đám người Hạ Nhược Tuyết đang hồi phục, tiền bối, xin ông chăm sóc họ một lúc. Nói xong, anh tóm lấy Lãnh Thanh Thu đã trở về nguyên hình. Này, cậu nhóc, tôi còn chưa đồng ý giúp cậu chăm sóc họ đâu. Diệp Bắc Minh dường như không nghe thấy. Sớm đã bước lên nhảy vào trong lôi trì. Ông lão giật khóe miệng, cậu cứ làm như tôi thân quen lắm vậy. Bất đắc dĩ lướt nhìn mấy người Hạ Nhược Tuyết một cái, thôi vậy, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên. Bàn tay khô gầy bắn ra, mấy viên đan dược chui vào trong miệng mấy người. Dưới chân lưỡng giới sơn hoang tàn. Mặt đất như bị sao băng đập chúng, khắp nơi đều là vết tích cháy đen. Độc Cô Bá Đạo thở hổn hển. Lồng ngực nứt ra một đường khủng bố, máu tươi chảy ra. Đáng chết, ba lão già này lại khó giết như vậy. Rõ ràng đã bị thương nặng, vậy mà còn dãy giụa, suýt nữa để họ tự hủy thành công rồi. Ba thần hoàng một khi tự hủy thành công,
chắc chắn có thể kéo theo hai thần hoàng cùng cảnh giới chết theo. May mắn, Độc Cô Bá Đạo thi triển kiếm khí bá đạo mới ngăn được ba người. Trạng thái của Thanh Huyền Tử cũng rất tệ, trên khuôn mặt già tái xanh có mấy vết thương, con người vào lúc sinh tử, tiềm lực vô cùng vô tận. Tuy chúng tôi bị thương cũng không thua. Ba chiếc nhẫn chữ vật của ba người này, ông lấy hai cái, một cái còn lại thuộc về tôi. Nói xong, Thanh Huyền Tử nhìn phướn chấn hồn ở phía không xa, tôi lấy vật này, thế nào? Độc Cô Bá Đạo nhận lấy hai chiếc nhẫn chữ vật, được, phướn chấn hồn vô dụng với tôi lấy hai chiếc nhẫn chữ vật là được. Nơi này không thể ở lại lâu, chúng ta nên đi thôi. Hai người phòng bị lẫn nhau, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương chậm rãi lùi lại. Bỗng nhiên, Thanh Huyền Tử dừng bước chân, đợi đã. Độc Cô Bá Đạo tay cầm thần kiếm, chặn trước người, còn có chuyện gì? Thanh Huyền Tử ngẩn người, sau đó cười, ông đừng căng thẳng, chúng ta nên thống nhất lời kể. Năm người chúng ta truy giết Diệp Bắc Minh đến dưới chân lưỡng giới sơn, tên xúc sinh này biết không còn đường để chạy nên đã chọn mang theo xương chí tôn tự hủy. Ba người lão tổ Vạn Hóa Nguyên nhà họ Vạn, lão tổ Kỷ Sinh nhà họ Kỷ, tông chủ Trấn Hồn Tông vì xương chí tôn tự nổ bỏ mạng. Tôi biết rồi. Độc Cô Bá Đạo ném lại một câu, mau chóng rời đi. Thanh Huyền Tử đảo nhìn về hướng đỉnh núi lần cuối rồi quay người biến mất. Tin tức nhanh chóng được truyền đi, Diệp Bắc Minh, tông chủ Thái Dương Tông đã chết. Diệp Bắc Minh mang theo 148 chiếc xương chí tôn đã tự hủy dưới chân lưỡng giới sơn ở rừng rậm tinh hồn. Lão tổ Vạn Hóa Nguyên nhà họ Vạn đã chết. Lão tổ Kỷ Sinh nhà họ Kỷ bỏ mạng. Tông chủ Trấn Hồn Tông bỏ mạng. Tin tức truyền đi như sóng thần, rất nhiều thế lực thần giới chấn động. Diệp Bắc Minh, chính là tông chủ Thái Dương Tông đó ư. Thái Dương Tông vừa mới khôi phục chưa đến một tháng, mà tông chủ mới của họ đã chết rồi. Chuyện là thế nào, nửa tháng trước, lúc Thái Dương Tông khôi phục, 10 thần hoàng đến chúc mừng, tông chủ Thái Dương Tông còn dung hợp hơn 100 chiếc xương chí tôn trước mặt mọi người, vẻ vang thế nào chứ? Sao đột nhiên đã chết rồi? Việc này cho thấy vận mệnh của Thái Dương Tông đã hết, chỉ tiếc số xương chí tôn đó thôi. Hận quá! Vô số thế lực đang bàn tán. Nhà họ Ngư, sau khi Ngư Thất Tình được biết ngạc nhiên đến không khép được miệng, anh Diệp đã chết. Làm sao có thể, không thể nào. Lão tổ nhà họ Ngư dường như sớm đã nhìn rõ, cất trọng nặng nề nói, Thất Tình, tôi đã sớm nhìn ra tên nhóc này đoản mệnh. Nếu không tôi làm sao lại vội vã vạch rõ ranh giới với Diệp Bắc Minh chứ? Thiên phú của cậu ta đúng là nghịch thiên. Số may đúng là kinh người. Nhưng đạo lý cây có mọc thành rừng, vẫn bị gió thổi bật rễ, cô nên hiểu chứ? Càng đừng nói thân phận của cậu ta. Cậu ta tự hủy xương chí tôn mà chết, cũng coi như để lại tên tuổi trong sử sách rồi. Nói xong, lão tổ nhà họ Ngư nhìn chằm chằm Ngư Thất Tình, Thất Tình, bây giờ cô là gia chủ nhà họ Ngư. Sau này chắc chắn sẽ thấy nhiều việc sống chết hơn, chỉ bằng suy nghĩ xem con đường sau này nhà họ Ngư phải đi như thế nào còn hơn là thương cảm. Vâng, Ngư Thất Tình gật đầu. Nghe nói Diệp Bắc Minh đã chết, cô ta không buồn nhiều, thậm chí có chút thấy may mắn. Nếu Diệp Bắc Minh còn sống, cô ta mới hối hận vì nhà họ Ngư vạch rõ ranh giới với anh đấy. Nhà họ Vương, sau khi Vương Yên Nhi được biết tin Diệp Bắc Minh chết trong rừng rậm tinh hồn, lập tức phản ứng lại cũng không tin. Là giả, anh Diệp không thể chết được. Với tính cách của anh Diệp, cho dù chết chắc, tự hủy xương chí tôn làm sao có thể để cho ai sống sót chứ? Vương Yên Nhi không ngừng lắc đầu, nhanh chóng xông ra cổng lớn nhà họ Vương. Vương Tư Đạo kinh ngạc, con muốn đi đâu? Vương Yên Nhi cũng không quay đầu, con phải đến rừng rậm tinh hồn xem, chắc chắn anh Diệp chưa chết. Không chừng con có thể tìm được tung tích của anh ta. Rừng rậm tinh hồn là nơi thế nào? Ở đó quá nguy hiểm, con mau quay lại, Vương Tư Đạo hét lớn. Bóng hình của Vương Yên Nhi sắp biến mất. Ây! Vương Tư Đạo lo đến rậm chân, hét lớn với hai ông lão phía sau, các ông còn ngây ra đó làm gì? Mau bảo vệ tiểu thư. Rõ. Hai ông lão quay sang nhìn nhau, đi theo Vương Yên Nhi. Thần cung lục đạo, trong một sơn cốc tĩnh mịch vang lên tiếng kêu thảm đau khổ, không. Chồng tôi chưa chết, anh ấy không thể chết được. Là giả, các người lừa tôi đúng không? Chắc chắn là giả. Chu Nhược Giai cuộn tròn trong góc, hai tay ôm đầu gối. Không thể chấp nhận sự thực này.
Tại sao, anh bảo em đến thần cung lục đạo luyện võ chăm chỉ, bảo em đợi anh. Em không tin, anh không chết, em phải đi tìm anh. Nhược Giai. Giọng nói uy nghiêm vang lên, một thiếu phụ mặc cung trang chặn trước người Chu Nhược Giai. Một luồng sức mạnh vô hình trói buộc cô, khiến cô không thể dịch chuyển. Sư phụ, ta họ chồng của con đã chết, là giả đúng không? Chu Nhược Giai mở to con mắt. Thiếu phụ mặc cung trang sắc mặt lạnh nhạt, nếu chồng của con tên là Diệp Bắc Minh, còn là tông chủ Thái Dương Tông. Hơn nữa cậu ta vừa từ huyền giới vào thần giới không lâu, còn dung hợp 148 chiếc xương chí tôn. Mà lúc chồng của con ra tay có dị tượng huyết long, còn mang đi một thanh thần kiếm thượng cổ từ nhà họ Ngư, thì không nhầm đâu. Người tên Diệp Bắc Minh đó đã chết rồi. Bá đạo thần hoàng và quốc sư đại ngụy đích thân giải thích, chắc không giả đâu. Mỗi một câu nói giống như một đòn giáng mạnh. Đập mạnh lên trái tim của Chu Nhược Giai. Không, là giả, chắc chắn là giả. Đôi mắt Chu Nhược Giai đỏ bừng, vốn không tin tất cả. Đủ rồi. Thiếu phụ mặc cung trang lạnh lùng quát một tiếng, nếu không phải vì con có căn cốt màu tím, thì đến lượt con la hét lớn trước mặt phi sư hả? Con đường võ đạo rất dài rất rộng, một người đàn ông thôi, đến mức đòi sống đòi chết vì cậu ta không? Nếu còn thực sự rất cần một người đàn ông, phi sư ban cho con một người. Thiên thần! Thiếu phụ mặc cung trang dứt lời, một thanh niên chậm rãi đi đến. Cung kính lên tiếng, sư phụ, dù sao chồng vừa chết. Nhược Giai sư muội khó ma chấp nhận, cũng là điều bình thường. Nhược Giai sư muội, nếu muội không chê, huynh tình nguyện kết bạn đồng hành võ đạo với muội. Sau này, huynh chính là chồng của muội. Đi đi, huynh đi đi, Chu Nhược Giai không ngừng lắc đầu. Vương Thiên Thần lại tỏ vẻ nghiêm túc, Nhược Giai sư muội, tuy chúng ta tiếp xúc với nhau chưa lâu, nhưng huynh thật lòng với muội, huynh không để ý muội từng có người đàn ông khác. Càng đừng nói người đàn ông đó đã chết. Cút đi, anh ấy chưa chết, huynh cút đi cho muội. Chu Nhược Giai tuyệt vọng hét lớn, tôi muốn đi tìm Bắc Minh, anh ấy chắc chắn chưa chết. Hừ, thiếu phụ mặc cung trang lạnh lùng hừ một tiếng, con xem con trông như thế nào, tự mình kiểm kiểm đi. Sau đây không có lệnh của sư phụ, không được phép rời khỏi sơn cốc một bước. Trực tiếp phất tay áo bỏ đi. Chu Nhược Giai ngồi dưới đất, cơ thể không ngừng run lên. Vương Thiên Thần tiến lên muốn an ủi, lại bị Chu Nhược Giai đẩy ra, huynh cút đi cho muội. Muội muốn đi tìm anh ấy, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cho dù chồng của muội thực sự tự hủy, muội cũng phải mang cho xương của anh ấy về. Đôi mắt Vương Thiên Thần lóe sáng, mỉm cười, Nhược Tuyết sư muội, sư phụ không cho muội rời khỏi sơn cốc. Một mình thì không thể đến rừng rậm tinh hồn, hay là huynh đưa muội đi. Cái gì? Huynh đưa muội đi. Chu Nhược Giai kích động, tiến lên tóm lấy tay của Vương Thiên Thần. Vô cùng mềm mại. Vương Thiên Thần kích động đến mặt đỏ bừng, suýt nữa hưng phấn kêu lên. Anh ta kiềm chế cảm xúc kích động, đương nhiên, huynh dẫn muội đi. Cô nam quả nữ đi vào rừng rậm tinh hồn, chẳng phải là cơ hội tốt để tăng tình cảm sao? Nói không chừng trên đường gặp phải nguy hiểm gì, còn có thể diễn vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân ấy chứ. Nếu lại tiến thêm một bước, có khi trực tiếp hạ gục được Chu Nhược Giai. Thái Dương Tông, tin Diệp Bắc Minh đã chết được truyền về. Chín sư tỷ yên lặng đến kỳ lạ. Thậm chí, ha ha ha, Đạm Đài Yêu Yêu không nhịn được cười ra tiếng, sắp cười chảy cả nước mắt, lại là tin tức gì vậy? Tiểu sư đệ chết, tôi đã nghe không dưới 800 lần rồi, nếu tiểu sư đệ gặp nguy hiểm, chúng ta chắc chắn có tâm linh cảm ứng. Lần này, sư tỷ muội chúng ta lại không có chút cảm ứng nào. Đừng nói là bỏ mạng, cho dù tiểu sư đệ bị thương thì muội cũng không tin. Đạm Đài Yêu Yêu lắc đầu. Lục Tuyết Kỳ gật đầu, đúng thế, dạo này tâm trạng của tỷ rất tốt, kỳ sinh lý cũng bình thường. Tiểu sư đệ chết, đùa gì vậy? Tiểu sư đệ không giống như xảy ra chuyện, chỉ là tại sao độc cô bá đạo phải truyền ra tin tức này. Đôi mắt đẹp của Khương Tử Cơ trầm xuống, bất luận thế nào. Tiểu sư đệ rất có thể bị nhốt trong rừng rậm tinh hồn. Hoặc là, trong thời gian gian rất dài không thể quay về, độc cô bá đạo mới dám truyền ra tin tức này. Nếu không, hôm nay độc cô bá đạo nói tiểu sư đệ bỏ mạng, ngày mai tiểu sư đệ xuất hiện, chẳng phải là tự vả mặt sao? Thiên Nhận Băng gật đầu, ngũ sư muội nói đúng, có lẽ tiểu sư đệ gặp phải rắc rối.
mấy sư tỷ ngẩn người. Sắc mặt từng người trở nên nghiêm trọng. Thiên Nhận Băng suy nghĩ một lúc, Yêu Yêu, Lạc Ly, hai muội lập tức đến rừng rậm tinh hồn thăm dò tin tức của tiểu sư đệ. Nếu có khó khăn gì, lập tức liên lạc với tông môn. Điện Thần Hoàng. Diệp Bắc Minh chết rồi, Lạc Khuynh Thành tìm Độc Cô Bá Đạo. Độc Cô Bá Đạo vốn đang trị thương, nhìn thấy Lạc Khuynh Thành trực tiếp dừng lại. Khuynh Thành, bao nhiêu năm nay đây là lần đầu tiên cô chủ động tìm tôi rất vui. Nhưng cô hỏi câu này, tôi hơi buồn đấy. Chẳng lẽ trong lòng cô, tên nhóc đó thực sự quan trọng như vậy? Đôi mắt Lạc Khuynh Thành hơi mơ màng, lắc đầu, trong đáy lòng tôi luôn có một giọng nói, một chấp niệm. Cơ thể luân hồi của tôi có quan hệ nhân quả với người này, nếu không kết thúc đoạn nhân quả này. Tôi không thể đột phá cảnh giới cao hơn. Độc Cô Bá Đạo lạnh lùng gật đầu, hắn chết thật rồi. Lạc Khuynh Thành trầm mặc, hồi lâu sau mới chậm rãi nhả ra một chữ, được, tôi sẽ đích thân đến rừng rậm tinh hồn chứng thực. Nếu anh ta chết thật, có lẽ chấp niệm đó cũng sẽ được buông bỏ. Cùng lúc đó, đỉnh lưỡng giới sơn. Ầm ầm. Xung quanh lôi trì sấm chớp ầm ầm, dịch lôi kiếp như sôi sục. Diệp Bắc Minh ngồi trong lôi trì, quần áo cả người đã bị lôi điện giật cháy thành cho tàn. Một con lôi long quấn quanh cơ thể Diệp Bắc Minh, sức mạnh lôi điện không ngừng xuyên qua cơ thể anh, như nước biển gột rửa nham thạch vậy. Chỗ đột phá duy nhất là, Diệp Bắc Minh ôm một con thỏ trắng tuyết trong lòng. Toàn bộ áp lực của lôi điện bị anh ngăn cản, sinh cơ sau khi phá diệt cuồn cuộn không ngừng hội tụ trong cơ thể con thỏ. Đám người Hạ Nhược Tuyết đứng ở chỗ cách ngàn mét, nét mặt bị lôi điện chiếu không ngừng lấp lánh, Trịnh Tiền Bối, đã 7 ngày rồi. Mỗi ngày Diệp Bắc Minh bị sét đánh, cứ tiếp tục như vậy thực sự không sao chứ. 7 ngày nay, họ đã biết tên của ông lão là Trịnh Thiên Quyết. Trịnh Thiên Quyết không nói thân phận cụ thể, họ cũng không dám hỏi nhiều. Hầu tử nuốt nước miếng, đúng thế, Trịnh Tiền Bối, cho dù dịch lôi kiếp có thể rửa gần tẩy tủy. Với cường độ như này, cho dù là cơ thể bằng sắt cũng không chịu nổi chứ. Trịnh Thiên Quyết cười lắc đầu, yên tâm đi, tên nhóc này rất bền bỉ. Chút thiên lôi này chỉ có lợi chứ không có hại cho cậu ta, ngược lại là các người khó khăn lắm mới đến lưỡng giới sơn một lần, nếu không có được vài cơ duyên thì thực sự quá đáng tiếc. Tiền bối, ý của ông là, ánh mắt của Hạ Nhược Tuyết sáng lên. Trịnh Thiên Quyết nhả ra một câu, nơi này đã từng là chiến trường của thần. Tuy sau cuộc chiến đó rất nhiều thứ đều tan thành cho bụi, nhưng cũng để lại không ít đồ trong chiến trường. Các người đi tìm đi, có lẽ có thu hoạch. Dưới chân núi lưỡng giới sơn sớm đã có rất nhiều võ giả tập trung. Nhìn mảnh đất cháy đen trước mắt, trong không khí vẫn tràn ngập năng lượng tàn phá. Mỗi một võ giả đều giật mí mắt. Đây là nơi Diệp Bắc Minh tự hủy sao? Năng lượng khủng bố dao động, xem ra tên nhóc này tự hủy thật rồi. Vãi, tôi còn ôm một tia hy vọng, có lẽ có thể có được một mảnh vụn của xương chí tôn, bây giờ xem ra đến một chuyến vô ích rồi. Một số võ gài tức giận mắng một câu, tìm kiếm một lượt gần đó rồi bỏ đi. Vương Yên Nhi xuất hiện với đôi mắt đỏ bừng. Trên mảnh đất cháy trước mắt, nếu Diệp Bắc Minh tự hủy thật, chắc chắn lành ít dữ nhiều. Nhưng cô ta vẫn quát nói với hai ông lão phía sau, tìm, bất luận thế nào cũng phải tìm được dấu vết của anh Diệp cho tôi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chỗ không xa, ánh mắt mấy người đàn ông trung niên trầm xuống, người của nhà họ Vương. Theo dõi bọn họ, chỉ cần chứng minh họ có liên quan đến Diệp Bắc Minh, vậy thì dùng họ để tỏ lòng tôn kính với lão tổ trên trời. Vừa dứt lời, ông xã, một giọng nói xé tim xé phổi vang lên. Soạt, ánh mắt của mấy người đàn ông trung niên đều nhìn lên Chu Nhược Giai, sát ý ngưng tụ, xem ra không cần con bé nhà họ Vương đó. Đi thôi, mấy người bước ra một bước, trực tiếp chặn Chu Nhược Giai, vừa nãy cô hét cái gì? Ông xã, ông gọi ai là ông xã? Chu Nhược Giai đỏ con mắt, ông xã của tôi tên Diệp Bắc Minh. Cô là người phụ nữ của tên tạp chủng đó. Chúng tôi đang sầu vì không có ai huyết tế cho vong linh của lão tổ trên trời đây. Một người đàn ông trung niên trong đó mở rộng 5 ngón tay, bóp về phía cổ của Chu Nhược Giai, cô đến đúng lúc lắm. Đợi đã. Vẻ mặt Vương Thiên Thần biến sắc, bất chấp chặn trước người Chu Nhược Giai, mấy vị tiền bối. Chúng tôi là người của thần cung lục đạo. Nói xong, rút ra thẻ bài đệ tử. Tôi là Vạn Thanh Hải. Một người đàn ông trung niên lướt mắt nhìn thẻ bài một cái,
đã là người của thần cung lục đạo, tại sao gọi tên nhãi đó là chồng? Vương Thiên Thần vội giải thích, vạn tiền bối hiểu lầm rồi, Nhược Giai sư muội có hôn ước với Diệp Bắc Minh. Hai người họ chưa thành thân, nên chưa tính là vợ chồng. Xin mấy vị tiền bối nể mặt thần cung lục đạo, giơ cao đánh khẽ. Sắc mặt Vạn Thanh Hải giãn ra, thì ra là vậy. Thôi vậy, hai người chỉ là quan hệ hôn ước, vậy cô chỉ cần thề giải trừ hôn ước với Diệp Bắc Minh trước mặt tất cả mọi người. Và nguyền rủa thần hồn của hắn mãi mãi không được siêu sinh, vạch rõ ranh giới với hắn, nhà họ Vạn tôi cũng không truy cứu trách nhiệm của cô nữa. Vương Thiên Thần vui mừng, cảm ơn mấy vị tiền bối, Nhược Giai sư muội, muội mau thề đi. Các người nằm mơ đi. Chu Nhược Giai cắn chặt môi đỏ, lấy ra một mảnh lụa trắng buộc lên đầu, nếu Diệp Bắc Minh còn sống, tôi là vợ của anh ấy. Nếu Diệp Bắc Minh chết, tôi là người vợ chưa chết của anh ấy. Vũ trụ hủy diệt, mãi mãi không thay đổi. Giọng nói mạnh mẽ có lực. Trịnh trọng vang sáng. Cô gái này cũng mạnh mẽ đấy. Các võ giả khác đều ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn qua. Cô muốn chết hả? Mấy người đàn ông nhà họ Vạn mặt tái xanh. Vạn Thanh Hải tức giận gào thét một tiếng, vãi, cô đã muốn chết, thì Vạn Thanh Hải tôi cho cô toại nguyện. Chu Nhược Giai trực tiếp rút kiếm, ai sợ ai chứ? Chồng tôi có thể giết lão tổ nhà họ Vạn, Chu Nhược Giai tôi cũng không sợ các người. Ha ha ha, tốt, vậy cô đi chết đi. Vạn Thanh Hải tức đến bốc khói ba trượng. Năm ngón tay hung dữ nghiền áp về phía đỉnh đầu của Chu Nhược Giai. Vương Thiên Thần sợ đến toàn thân run rẩy, Vạn tiền bối. Chúng tôi là đệ tử của thần cung lục đạo. Một đệ tử nhỏ bé thôi, chẳng lẽ thần cung lục đạo sẽ vì cô ta mà đối địch với nhà họ Vạn? Vạn Thanh Hải không có ý dừng tay, cậu cút đi cho tôi, nếu không, hai người cùng chết. Đôi mắt Vương Thiên Thần tràn đầy tia máu, đỏ bừng, cút thì cút. Vương Thiên Thần chạy ra ngoài cách 100 mét với tốc độ nhanh nhất. Chỉ để lại một mình Chu Nhược Giai tại chỗ. Nhìn bàn tay của Vạn Thanh Hải nghiền áp xuống. Trong lòng Vương Thiên Thần nghĩ thầm, việc này không trách huynh được, huynh đã cố hết sức rồi. Là muội tự tìm cái chết. Soạt. Đột nhiên, hai bóng người lóe lên rồi vụt tắt. Phập một tiếng vang lớn, mặt đất chỗ Chu Nhược Giai đứng lõm sâu xuống. Chu Nhược Giai lại không sao, dịch ngang sang mấy chục mét. Lục sư tỷ, tứ sư tỷ. Vẻ mặt Chu Nhược Giai đầy kích động, nhìn hai người Đạm Đài Yêu Yêu và Chu Lạc Ly đột ngột xuất hiện. Chu Lạc Ly cau mày, cô thật ngốc, không phải là đối thủ của người ta mà sao không chạy đi. Đợi nộp mạng hả? Chu Nhược Giai đỏ con mắt, Bắc Minh chết rồi, tôi muốn đi cùng anh ấy. Cô bị ngốc hả? Đạm Đài Yêu Yêu không vui dúi đầu Chu Nhược Giai, làm sao tiểu sư đệ có thể chết được? Chắc chắn là tin giả. À, thật không? Chu Nhược Giai mừng đến phát khóc. Chu Lạc Ly kiêng sợ nhìn đám người nhà họ Vạn, nơi này nguy hiểm. Rời khỏi đây trước rồi tính. Tiểu sư đệ, các cô chính là sư tỷ của tên nhãi đó, Vạn Thanh Hải cười lạnh lùng một tiếng, muốn đi hả, có đơn giản thế không? Cùng ở lại đây đi, bắt lấy cho tôi. Một tiếng hạ lệnh, mấy người nhà họ Vạn cuốn lên cuồng phong, mau chóng tấn công đến. Suốt thôi. Chu Lạc Ly quát khẽ một tiếng, ba người cùng lùi lại. Vạn Thanh Hải dậm chân, dịch hình hoán ảnh. Trong phút chốc xuất hiện trước ba người, thô bao tấn công ra một quyền. Cẩn thận! Chu Lạc Ly và Đạm Đài Yêu Yêu liên thủ phòng ngự, sức mạnh cường mạnh cuốn đến. Ba người bị sức mạnh này đánh bay, phun ra ngụm máu tươi ròi đập mạnh xuống đất. Vạn Thanh Hải cười lắc đầu, những người có liên quan đến Diệp Bắc Minh đều là một lũ vô dụng sao. Chỉ dựa vào chút thực lực của các người thì chết đi cho rồi. Xòe năm ngón tay, nghiền áp về phía ba người. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng hổ thét vang lên. Nhìn kỹ lại là một con mãnh hổ màu đen lao về phía Vạn Thanh Hải. Vạn Thanh Hải phát hiện được nguy hiểm, không thể không thu lại bàn tay đập về phía con mãnh hổ màu đen. Phập! Một tiếng vang lớn, mãnh hổ màu đen hóa thành năng lượng bùng nổ. Vương Yên Nhi dẫn theo hai ông lão chặn trước ba người Chu Nhược Giai, ông lão vừa ra tay hơi bất lực, tiểu thư, cứ phải ra tay thế sao? Thế lực của nhà họ Vạn lớn hơn nhà họ Vương rất nhiều. Vương Yên Nhi tức giận nói, câm miệng, chẳng lẽ muốn tôi thấy chết mà không cứu hả? Hai ông lão không nhiều lời nữa. Tốt tốt tốt. Sắc mặt Vạn Thanh Hải sầm xuống,
nhà họ Vương muốn đối địch với nhà họ Vạn phải không? Giết hết cho tôi. Mấy người cảnh giới thiên thần đỉnh phong nhà họ Vạn không hề do dự, trực tiếp ra tay. Đưa họ rời khỏi nơi này. Vương Yên Nhi quát khẽ một tiếng, đột phá vòng vây ra bên ngoài. Chỉ tiếc là 6 thiên thần đỉnh phong liên thủ, hai ông lão nhà họ Vương vốn không ngăn được. Mười mấy hiệp liền bị đánh trọng thương. Vạn Thanh Hải vừa lắc đầu vừa đi đến, tại sao cô cứ phải lo chuyện Bao Đồng chứ? Bây giờ tốt rồi, muốn chôn cùng phải không? Cô muốn ra mặt thì giết cô trước. Vạn Thanh Hải đang định ra tay. Đột nhiên, gru, một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc vang lên không hề có dấu hiệu từ trước. Tiếng rồng gầm ở đâu ra? Trái tim các võ giả dưới núi run lên, cùng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh lưỡng giới sơn. Chỉ thấy, một con lôi long vô cùng to lớn xông thẳng lên trời, bao trùm cả bầu trời giống dải ngân hà, khí thế cực kỳ kinh người. Một con lôi long, suýt. Lúc nhìn thấy con lôi long đó, tất cả mọi người đều cảm thấy mình nhỏ bé. Đi, lên núi. Chu Lạc Ly phản ứng đầu tiên, mấy người mau chóng chuyển hướng. Đi về hướng lưỡng giới sơn đầu cũng không quay lại. Lúc này trên đỉnh núi, lôi long gầm thét. Thiên lôi dày đặc như mưa bão trút xuống. Một người thanh niên tắm trong lôi trì đi ra. Vốn dĩ, dịch lôi kiếp đầy cả một bể trong lôi trì lại biến mất hoàn toàn, đã bị Diệp Bắc Minh hấp thụ. Diệp Bắc Minh, chúc mừng cậu, đã dung hợp hoàn toàn 148 chiếc xương chí tôn, lão phu đã sống mấy triệu năm, chưa từng thấy người như vậy. Trịnh Thiên Quyết tỏ vẻ mặt nghiêm trọng, cậu, là người đầu tiên. Diệp Bắc Minh mỉm cười. Nếu không phải tiền bối giúp đỡ, tôi cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Sau đây, Trịnh Thiên Quyết giơ tay, một cây thảo dược màu xanh lam rơi vào trong tay Diệp Bắc Minh. Tiền bối, đây là tinh hồn thảo, chẳng phải cậu vẫn luôn muốn có sao? Vừa hay trên đỉnh núi có, Trịnh Thiên Quyết nói. Cảm ơn tiền bối. Diệp Bắc Minh nhận lấy tinh hồn thảo, tiền bối, tôi luôn có một thắc mắc. Cậu, Trịnh Thiên Quyết nhả ra một chữ. Diệp Bắc Minh lên tiếng, lần đầu tiên sau khi dung hợp xương chí tôn, thực lực của tôi đều biến mất. Kể cả là bây giờ, đã hung hợp 148 chiếc xương chí tôn, tuy sức chiến đấu của tôi được nâng cao, nhưng tôi vẫn không có cảnh giới. Rốt cuộc là tại sao? Ha ha ha! Trịnh Thiên Quyết cười. Diệp Bắc Minh cau mày, tại sao tiền bối cười? Trịnh Thiên Quyết lắc đầu nói, cậu nhóc, đây là lợi ích mà bao nhiêu người cầu mà không được. Lợi ích? Diệp Bắc Minh càng nghi hoặc, cảnh giới của tôi đều mất hết, nào phải là lợi ích gì? Trịnh Thiên Quyết không trả lời thẳng, mà bình tĩnh hỏi, trước đó cậu có cảnh giới gì? Diệp Bắc Minh trả lời, khoảng cảnh giới hư thần. Cảnh giới hư thần, cậu nhóc, cảnh giới của cậu đúng là thấp quá. Trịnh Thiên Quyết ngẩn người, không khỏi giật khóe miệng. Tiếp tục nói, sở dĩ xương chí tôn cường mạnh là vì có liên quan đến việc nó có thể làm giảm sức mạnh trong cơ thể con người. Trong cơ thể cậu có 148 chiếc xương chí tôn, cho nên thực lực cảnh giới hư thần đã bị làm giảm 148 lần. Thực lực cảnh giới hư thần bị giảm đến 148 lần, đương nhiên chẳng còn lại gì, cũng tạo thành hiện tượng cảnh giới biến mất. Diệp Bắc Minh ngẩn người. Lại còn có cách giải thích như vậy. Liền sau đó, Diệp Bắc Minh phát hiện được chỗ sai sai, anh dường như nghĩ đến điều gì. Đồng tử co lại, tiền bối. Nếu tôi hồi phục cảnh giới, có phải cần lấp đầy sức mạnh trong 148 chiếc xương chí tôn, thì tôi sẽ có sức mạnh tương đương với 148 lần cảnh giới hư thần không? Trịnh Thiên Quyết hài lòng gật đầu, cậu nhóc cậu rất thông minh, lại có thể nhìn ra điều này. Đúng thế. Suýt. Diệp Bắc Minh hít khí lạnh, anh cười, vãi. Thực lực 148 lần, chẳng phải muốn nghịch thiên sao? Trịnh Thiên Quyết nhìn Diệp Bắc Minh một cái sâu sắc. Nếu không cậu nghĩ tại sao số xương đó dám gọi là xương chí tôn? Ý nghĩa của xương chí tôn là chí tôn trong cùng cảnh giới. Có một chiếc xương chí tôn thì có sức mạnh gấp đôi cùng cảnh giới. Ba chiếc thì gấp ba, như cậu cùng lúc có 148 chiếc, chưa từng nghe nói đến. Diệp Bắc Minh hoàn toàn kích động. Không ngờ xương chí tôn còn có lợi ích này. Cảnh giới trượt dốc thì ra là vì xương chí tôn làm giảm đi. Liền sau đó, Diệp Bắc Minh không còn do dự. Lấy ra lượng lớn đan dược hồi phục chân nguyên từ trong nhẫn chữ vật, điên cuồng nuốt xuống như ăn kẹo. Trịnh Thiên Quyết nhìn mà trố mắt.
với ông ta, số đan dược này cũng không phải là có phẩm cấp cao. Nhưng một lúc ăn hết toàn bộ hơn vạn viên đan dược, đúng là kinh sợ. Sau khi nuốt xuống hơn một vạn viên đan dược, thực lực của Diệp Bắc Minh trực tiếp hồi phục đến cảnh giới hư thần. Quả nhiên xương chí tôn danh bất hư truyền, bây giờ cho dù đối diện với năm thần hoàng, tôi cũng không sợ. Diệp Bắc Minh nắm chặt năm ngón tay, tràn đầy tự tin chưa từng có. Vẻ mặt của Trịnh Thiên Quyết hơi quái dị, không có năm thần hoàng, nhưng hình như dưới núi có vài người đến. Giữa sườn núi, một luồng sức mạnh cường mạnh bùng nổ phía trước đám người Chu Nhược Giai. Nhược Giai, cẩn thận! Chu Lạc Ly tóm lấy bả vai của Chu Nhược Giai, kéo cô lại về phía sau. Còn mình chặn phần lớn sức mạnh bùng nổ, lục phủ ngũ tạng đau đớn dữ dội. Phun ra một ngụm máu tươi tại chỗ. Đạm Đài Yêu Yêu, Vương Yên Nhi và hai ông lão cảnh giới thần tôn trung kỳ nhà họ Vương cũng bị đánh bay đi. Vạn Thanh Hải dẫn theo 6 người đàn ông trung niên châm rãi đi đến trước Chu Lạc Ly đã bị thương, chạy. Sao không tiếp tục chạy đi? Chạy đi tiếp. Giơ chân dẫm lên chỗ vết thương ở chân của Chu Lạc Ly, đạp mạnh xuống. Chu Lạc Ly đau đến khuôn mặt trắng bệch, cắn răng chịu đựng. Đạm Đài Yêu Yêu quát một tiếng, buông tứ sư tỷ của tôi ra. Chân nguyên trong cơ thể nổi lên, cả người vút lên giết đến về phía Vạn Thanh Hải. Đồ phế vật, còn dám ra tay với tôi. Chết đi cho tôi, Vạn Thanh Hải tỏ sắc mặt hung dữ. Đập một chưởng về phía Đạm Đài Yêu Yêu, định giết cô ấy tại chỗ. Trong lúc một chưởng này sắp chạm đến Đạm Đài Yêu Yêu, soạt một cái bóng người chặn trước người Đạm Đài Yêu Yêu. Phập, một chưởng này đập mạnh lên bóng người đó. Bóng người hoàn toàn không sao. Bàn tay của Vạn Thanh Hải lại rắc rắc một tiếng trực tiếp nổ tung, cả người kêu thảm một tiếng bay đi như chó chết. Tiểu sư đệ, Đạm Đài Yêu Yêu vô cùng vui mừng. Chu Lạc Ly thở nhẽ nhõm một hơi, tiểu sư đệ, quả nhiên đệ không sao. Chu Nhược Giai trực tiếp xông đến, nhào vào lòng Diệp Bắc Minh, hu hu hu, anh làm em sợ muốn chết. Họ đều nói anh đã chết. Diệp Bắc Minh vỗ vai cô, chẳng phải anh còn sống khỏe mạnh đấy sao? Không sao đâu. Vương Yên Nhi không nói gì. Đôi mắt đỏ bừng, thấy Diệp Bắc Minh không sao. Cũng thở nhẽ nhõm một cái. Diệp Bắc Minh, mày chính là Diệp Bắc Minh, Vạn Thanh Hải bò lên. Tay phải nổ chung không những chảy máu. Cơ thể suýt nữa rụng rời. Vừa nãy Diệp Bắc Minh còn chưa đánh trả một chưởng đó, đối phương chịu một chưởng của ông ta mà vẫn không sao, mình lại bị sức mạnh bật bước đánh trọng thương. Tên nhóc này là quái vật gì? Diệp Bắc Minh kiểm tra tình trạng của Chu Lạc Ly, phát hiện không đáng ngại lắm. Ánh mắt sầm xuống, khóa chặt Vạn Thanh Hải, chính ông đã đánh thương tứ sư tỷ của tôi. Ông không cần thiết phải sống nữa. Bước ra một bước, lập tức xuất hiện trước người Vạn Thanh Hải. Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục xuất hiện trong tay, đâm ra một đường. Tai là người của nhà họ Vạn, mày dám. Vạn Thanh Hải còn chưa nói hết một câu. Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục đâm xuyên lồng ngực của ông ta. Gần như chỉ trong tức thì. Vạn Thanh Hải trực tiếp hóa thành một cái xác khô. Suýt. Năm người còn lại của nhà họ Vạn hít khí lạnh, quay người bỏ chạy. Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng một tiếng, muốn chạy hả? Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục bay ra, trực tiếp đâm xuyên cơ thể năm người, hút cạn tất cả tinh khí. Năm cái xác khô từ không trung rơi xuống. A! À, trong bóng tối vang lên một giọng kinh hãi. Diệp Bắc Minh tấn công ra một quyền. Nổ tung như sét đánh. Phụt. Một thanh niên ngã xuống đất thê thảm, điên cuồng dập đầu cầu xin, anh Diệp tha mạng. Tôi là Vương Thiên Thần, là đệ tử của thần cung lục đạo. Nhược Giai sư muội, muội nói đi. Huynh là người mình, không phải kẻ địch. Chu Nhược Giai cau mày. Tuy vào lúc quan trọng, Vương Thiên Thần lựa chọn rút lui, nhưng cũng đã đưa cô đến rừng rậm tinh hồn. Liền lạnh lùng gật đầu, ông xã, anh ta không phải kẻ địch. Diệp Bắc Minh cũng không nhìn người này thêm một cái, đi thôi, rời khỏi nơi này trước rồi tính. Được. Mấy người mau chóng xuống núi, vừa về đến dưới chân lưỡng giới sơn, một đám võ giả đều sửng sốt. Họ lại xuống đây. Người của nhà họ Vạn đâu? Trong lúc mọi người nghi hoặc, cũng có người nhìn sang Diệp Bắc Minh thanh niên này là ai? Ấy, sao mới là khí tức cảnh giới hư thần? Bỗng nhiên, một người đàn ông kinh ngạc, Diệp Bắc Minh. Thanh niên này là Diệp Bắc Minh. Anh nói cái gì? Anh ta chính là Diệp Bắc Minh ư?
Toàn bộ võ giả có mặt đều sửng sốt, chẳng phải Diệp Bắc Minh đã tự hủy xương chí tôn chết rồi ư? Xoạt, xoạt, xoạt. Rất nhiều ánh mắt đều nhìn sang Diệp Bắc Minh, ánh mắt của người nào cũng vô tình lộ ra vẻ nóng rực và tham lam. Trong cơ thể của Diệp Bắc Minh có 148 chiếc xương chí tôn. Quan trọng hơn là, khí tức cảnh giới của anh mới chỉ là hư thần nhỏ bé. Lúc này, một ông lão cảnh giới thần tôn đỉnh phong đi ra khỏi đám đông, cậu nhóc, mày là Diệp Bắc Minh thật sao? Điều khiến người ta bất ngờ là, Diệp Bắc Minh gật đầu, đúng thế, tôi chính là Diệp Bắc Minh, tông chủ Thái Dương Tông. Ông lão cảnh giới thần tôn đỉnh phong ngẩn người, sau đó cười, Diệp tông chủ, lão phu đến từ nhà họ Vân. Gia tộc có mấy thiên tài thiếu niên đang vào lúc quan trọng để đột phá. Đang cần mấy chiếc xương chí tôn hỗ trợ đột phá, lão phu cũng không phải là người tham lam, không biết Diệp tông chủ có thể tặng cho tôi 10 chiếc xương chí tôn không? Diệp Bắc Minh tỏ ra bình tĩnh gật đầu, được. Vương Yên Nhi vô cùng sốt ruột, cậu Diệp, cậu thực sự muốn giao xương chí tôn ra ư? Đạm Đài Yêu Yêu phì cười, phụt, cô Vương, cô đừng vội, tiểu sư đệ lòng dạ rất đen tối. Chắc chắn sư đệ không có ý tốt đâu. À, Vương Yên Nhi thộn người. Ông lão nhà họ Vân ngẩn người, cậu đồng ý ư? Đương nhiên. Diệp Bắc Minh tiếp tục gật đầu. Ha ha ha. Ông lão nhà họ Vân lập tức phản ứng lại, tuy không biết tên nhóc này làm sao sống sót được, nhưng từ thực lực xê cảnh giới hư thần của hắn có thể thấy chắc chắn cảnh giới trượt dốc. Sớm biết tên nhóc này dễ bắt chẹt như vậy, mình đòi thêm vài cái nữa. Nhưng không sao, cứ lấy trước 10 cái rồi tính. Tốt tốt tốt. Nghĩ đến đây, ông lão nhà họ Vân kích động đến gật đầu, Diệp tông chủ, vậy cậu mau giao xương chí tôn ra đi. Diệp Bắc Minh cười, không vội. Ánh mắt lướt nhìn đám đông có mặt một lượt, còn ai muốn xương chí tôn không? Đừng sợ, nói ra đi. Mọi người nghe lời này, lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh từ dưới bàn chân toát ra. Lúc này, Diệp Bắc Minh bổ sung một câu, chỉ cần sau khi mọi người lấy đi xương chí tôn, đừng gây rắc rối cho Thái Dương Tông là được. Một cảnh giới hư thần nhỏ bé như tôi, đâu thế giữ được hơn 100 chiếc xương chí tôn. Tôi chỉ xin giữ mạng. Lời vừa được nói ra, nỗi kiêng sợ trong lòng mọi người đều biến mất. Thế là hợp lý rồi. Liền sau đó, một người đàn ông trung niên ra khỏi hàng, nhà họ Nhiệm tôi cũng muốn 10 chiếc. Nhà họ Bạch cũng muốn 10 chiếc. Càn Vân Tông muốn 10 chiếc xương chí tôn. Một ông lão cảnh giới thần tôn đỉnh phong gần như là cảnh giới bán bộ thần hoàng chắp tay sau lưng ra khỏi đám đông, nhà họ Cổ muốn 20 chiếc xương chí tôn, chắc Diệp tông chủ cũng nể mặt chứ. Trong mười mấy hơi thở ngắn ngửi, tổng cộng có hàng chục thế lực đi ra khỏi đám đông. Vương Yên Nhi cực kỳ tức giận, những người này thật quá đáng, thậm chí có những thế lực cũng không bằng nhà họ Vương. Họ dựa vào cái gì chứ? Diệp Bắc Minh tỏ vẻ mặt khó xử, nhiều người như vậy, xương chí tôn cũng không đủ chia. Bán bộ thần hoàng của nhà họ Cổ lạnh lùng hừ một tiếng, đương nhiên là ai thực lực mạnh, thì người đó lấy xương chí tôn trước. Đúng thế. Người cảnh giới thần tôn của nhà họ Vân gật đầu theo, 10 chiếc xương chí tôn của nhà họ Vân tôi không được thiếu cái nào, nếu không, ha ha. Không hề che đậy ý uy hiếp. Được thôi. Diệp Bắc Minh bất đắc dĩ gật đầu, đã như vậy, tiền bối của nhà họ Vân và nhà họ Cổ đến lấy xương chí tôn trước đi. Bán bộ thần hoàng nhà họ Cổ và thần tôn nhà họ Vân ngần người, quay sang nhìn nhau một cái. Chắc tên nhóc này cũng không dám giỡn chúng ta. Hai người bước ra một bước, đến trước người Diệp Bắc Minh, được rồi, giao xương chí tôn ra đi. Đột nhiên, Diệp Bắc Minh cười, khóe miệng hiện lên ý thích thú, các người còn muốn xương chí tôn thật hả? Đạm Đài Yêu Yêu khẽ cười một tiếng, kịch hay bắt đầu rồi. Cậu có ý gì? Hai người cau mày, đang sắp bốc hỏa. Diệp Bắc Minh tấn công ra một quyền. Phụt, bán bộ thần hoàng nhà họ Cổ biến mất, chỉ còn lại một màn xương máu. A, à, thần tôn nhà họ Vân toàn thân run lên, quay người định bỏ chạy. Diệp Bắc Minh móc năm đầu ngón tay, một con huyết long xông ra tóm thần tôn nhà họ Vân quay lại, chạy cái gì? Ông không cần xương chí tôn nữa hả? Không không không, Diệp tông chủ, đó là xương chí tôn của cậu. Thần tôn nhà họ Vân sợ đến tè ra quần, hết sức cầu xin không cần nữa, một chiếc cũng không cần. Diệp Bắc Minh nở nụ cười như tử thần, không được, vừa nãy ông nói cần. Thì phải lấy.
năm ngón tay tóm lại. Cái đầu của thần tôn nhà họ Vân nổ tung tại chỗ. Các thế lực đứng ra khác sợ đến thần hồn bốc hơi, bỏ chạy tán loạn điên cuồng. Diệp Bắc Minh cất giọng lạnh lùng, người nào tự chủ động ở lại tự vẫn, tôi chỉ giết một mình người đó. Kẻ nào dám chạy, diệt cả tộc. Giọng nói như tử thần vang khắp. Chỉ có số ít võ giả cơ thể cứng đờ, dừng tại chỗ không dám động đậy. Những kẻ bỏ chạy khác tức giận mắng một tiếng, vãi. Mày tưởng tao là kẻ ngốc chắc, bị mày lừa một lần còn có thể bị mày lừa lần nữa. Chúng ta chia ra chạy, tôi không tin hắn có thể bắt được tất cả chúng ta. Diệt cả tộc chúng ta, đừng nói mơ nữa. Diệp Bắc Minh chẳng thèm phí lời. Trực tiếp dùng ảnh thuấn. Lập tức xuất hiện trước một võ giả, tát một cái qua. A, à, người này kêu thảm một tiếng, bay ngược trở về ngã xuống đất như chó chết. Bước ra bước thứ hai, ảnh thuấn. Những nơi thần niệm đến, ảnh thuấn lập tức đến nơi. Trước khi dung hợp 148 chiếc xương chí tôn, Diệp Bắc Minh không thể sử dụng ảnh thuấn nhiều lần trong chiến đấu. Bây giờ thì khác, anh có sức mạnh gấp 148 lần, ít nhất có thể sử dụng mấy trăm lần ảnh thuấn. Vậy nên, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Diệp Bắc Minh xuất quỷ nhập thần như tử thần. Tất cả võ giả tháo chạy đều bị anh bắt về, hơn 100 người quỳ xuống đất như chó chết, sắc mặt trắng bệch. Mấy người vừa nãy chế nhạo càng run rẩy sợ hãi, điên cuồng dập đầu cầu xin, Diệp Tông Chủ xin tha mạng, xin tha mạng. Phập, 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 đầu dập đến chảy máu tươi. Vừa nãy hống hách bao nhiêu, bây giờ thê thảm bấy nhiêu. Tôi đã nói, những kẻ chủ động ở lại tự vẫn, tôi chỉ giết một mình người đó. Kẻ to gan dám tháo chạy, diệt hết toàn tộc. Các người nghĩ tôi đùa chắc, giọng của Diệp Bắc Minh rất bình thản, lại tràn đầy chắc chắn. Tiểu tháp, mượn dùng sức mạnh của ông. Huyết mạch chú sát. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục sợ giật mình, cậu nhóc, ở đây có hơn 100 người. Cậu thực sự muốn diệt toàn tộc bọn họ ư? Tộc nhân của những người này cộng lại, có thể vượt quá chục triệu người. Hàng chục triệu người thì làm sao? Tôi là sát thần. Đôi mắt Diệp Bắc Minh lạnh như băng, bắt đầu từ hôm nay, Thái Dương Tông là thiên hạ đệ nhất sát tông. Liền sau đó, anh giơ tay khắc một mảng phù văn trong không trung, huyết dịch của hơn 100 người quỳ dưới đất bỗng bùng cháy. A, à, đừng! Đó là bố của tôi, con trai của tôi, còn có cháu của tôi. Không, súc sinh, súc sinh! Diệp Bắc Minh, mày sẽ không được chết tử tế đâu. Diệp Tông Chủ, tôi sai rồi, tôi có thể chết, tha cho người nhà của tôi đi. Đừng! Trong ngọn lửa, hơn 100 người điên cuồng giãy giụa. Bọn họ nhìn thấy trên người những người có quan hệ huyết mạch với họ trong gia tộc đều bùng cháy ngọn lửa nguyền rủa. Có sức mạnh của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục hỗ trợ, không có ai có thể ngăn cản. Lập tức hóa thành cho bụi, thần hồn tiêu tan. Diệp Tông Chủ, chúng tôi tự vẫn ngay đây. Diệp Tông Chủ, đừng mà! Xin cậu tuân thủ lời hứa, đừng hại tộc nhân của tôi. Vừa nãy mấy võ giả chưa chạy không hề do dự quỳ xuống đất, chủ động tự vẫn. Suýt. Lúc này, vẻ mặt những võ giả khác dưới chân lưỡng giới sơn biến sắc. Ánh mắt nhìn sang Diệp Bắc Minh không còn vẻ tham lam vừa nãy, chỉ còn lại nỗi sợ vô tận. Chúng ta đi thôi. Trong tĩnh lặng, giọng của Diệp Bắc Minh vang lên. Lúc nãy Vương Yên Nhi mới phản ứng lại. Nhìn Diệp Bắc Minh một cái sâu sắc rồi mau chóng đi theo. Bắt đầu từ hôm nay, tên của Tông Chủ Thái Dương Tông sợ rằng sẽ ngang với sát thần rồi. Thái Dương Tông, danh hiệu thiên hạ đệ nhất sát tông thành hiện thực rồi. Thủ đoạn sát phạt thật đáng sợ. Các võ giả còn lại toát mồ hôi, nhìn bóng dáng Diệp Bắc Minh rời đi và tự lẩm bẩm. Diệp Bắc Minh chưa chết, chú sát 136 gia tộc dưới chân núi Lưỡng Giới Sơn. Giết hơn hàng chục triệu người. Suýt, ham muốn giết chóc thật đáng sợ. Diệp Bắc Minh điên rồi sao? Giết nhiều người như vậy, hắn muốn làm gì? Tin tức truyền đi. Hơn nửa thần giới đều chấn kinh. Gần như tất cả những người nghe được thông tin này đều há hốc miệng, không thốt ra lời. Nhà họ Ngư. Sau khi Ngư Thất Tình được biết thông tin này, suýt nữa kinh hãi nhảy lên, lão tổ, việc này. Làm sao có thể? Lão tổ nhà họ Ngư mở to đôi mắt, nhìn tin tức được truyền về. Qua hồi lâu mới hít khí lạnh, sát tâm của kẻ này lại nặng như vậy. Tiêu diệt 136 gia tộc, hơn chục triệu người chết. Cậu ta còn tuyên bố,
Thái Dương Tông là thiên hạ đế nhất sát tông. Cô thực sự cho rằng đây là chuyện tốt sao? Ngư Thất Tình cau mày, lão tổ, ông có ý gì? Lão tổ nhà họ Ngư chắp tay sau lưng nhìn lên trời, vãn bối của 136 gia tộc này chắc chắn giải rác trong các đại thần tông. Những gia tộc này bị diệt cũng thôi đi, nếu những đệ tử mà các thần tông này tiêu tốn rất nhiều sức lực bồi dưỡng cũng bị chú sát, sẽ dễ dàng tha cho Thái Dương Tông sao? Cậu ta đã chọc cho tất cả nổi giận, sợ rằng Thái Dương Tông sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận. Thất Tình, đây không phải chuyện tốt gì, Thái Dương Tông cách ngày bị diệt không còn xa đâu.